Hào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 896, thế giới sụp đổ. Dạng sáng, sáng, khách sạn Á Châu vẫn bận rộn như cũ, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Hai vị tổng giám đốc vẫn cầm cây dù, đứng giữa các nhân viên công tác, nghe ngóng tình huống xung quanh, các chuyên gia về rắn cũng căn cứ vào tình huống ở hiện trường, chạy qua lại, rốt cuộc mới xác định phạm vi hoạt động của rắn, ngay bên cạnh nhà hát. Tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên đồng thời thở dài, lập tức dặn dò nhân viên báo với mấy tòa nhà lân cận, điều động nhân viên đến khu vực lân cận nhà hát, tiếp tục tìm kiếm. Mưa tiếp tục rơi tí tách xuống đất. Vô số nhân viên công tác bắt đầu cầm kìm điện, mặc áo mưa cùng nhau tìm kiếm khắp mọi nơi. Lãnh mạc hàn cùng Uyển thanh bắt một con rắn nhỏ, đặt giữa mật thất, tiến hành nhiều loại phân tích, thế nhưng sau khi con rắn này bị bắt, nó liền nằm im đó không nhúc nhích. Lãnh mạc hàn xoay người, nghe nói hôm nay Uyển Thanh cùng thuộc hạ tiếp tục tìm kiếm ở tầng 3 trong nhà hát, xuất hiện một số đồ vật bao gồm hoa quả, điểm tâm, trà, còn có một số lọ nước hoa, toàn bộ được trưng bày, anh lưu ý chặt chẽ tình huống phía sau, liền nghĩ đến một chuyện khác. Tất cả người bóng đêm đều có liên quan đến như mặt, thế nhưng, vì sao cũng có liên quan tới khả hình, mỗi một người bóng đêm đều như muốn truy sát khả hình. Lãnh mặc hàn vì tình huống tối nay có chút khẩn trương, lúc này trong đầu nhớ lại toàn bộ quá trình đường khả hình bị đuổi giết. Hiện nay mục tiêu của người bóng đêm, hiện tại có khách sạn Á Châu, đường khả hình, còn có tô thiếu gia. Chẳng lẽ, tất cả bọn họ đều có quan hệ cùng chai rượu đỏ kia? Anh lập tức lượng trừng lớn đôi mắt, trong nháy mắt ngẩng đầu, đầu óc nhanh chóng lướt qua một số vấn đề, lập tức dặn dò thanh bình, lập tức tìm khả hình, mang trang phục, trang sức, nước hoa hôm nay cô dùng, toàn bộ mang về đây. Vâng, Thanh Bình lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Lúc này lãnh mặc hàn nhíu mày, nghĩ đường khả hinh vừa mới đến khách sạn Á Châu không lâu, sao có thể có liên quan tới chai rượu đỏ kia. Còn trên người của cô, có bí mật gì cha cô để lại không? Chuyện của Hoàn Cầu, tuyệt đối có liên quan đến tưởng lão, còn có trang lão. Như vậy lấy thân phận của đường Trí Long, ông cũng nhất định biết được bí mật đó. Hiện tại chỉ phải tìm được chai rượu đỏ, hủy nó đi, mới có thể bước đầu tiên giải quyết vấn đề chấm than ngoặc kép. Những suy nghĩ này, bay lượn trong mưa, nhảy tán loạn. Audio điện tử võ tấn bền Trong gian phòng tô lạc hoành, đối với trẻ sơ sinh, lấy tốc độ ánh sáng tiến hành tìm kiếm, sắp sửa đến 75%. Nửa giờ sau, đường khả hình đang ở bộ rượu vụ xử lý việc hôm nay xong, vừa mới chuẩn bị rời khỏi, nhìn thấy Thanh Bình đột nhiên đến tìm mình, còn yêu cầu cô thay trang phục, trang sức đưa cho cô ấy, còn Khả Hinh hôm nay không dùng nước hoa. Thanh Bình lập tức gật đầu, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Đường Khả Hinh đứng trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy Thanh Bình vội vã như thế đi ra ngoài, cô vốt nhẹ ngực nghĩ đã xảy ra chuyện gì vậy. Mưa, rơi càng lúc càng lớn. Nửa giờ sau, Thanh Bình mở cửa chiếc xe Ferrari thắng gấp trước phòng lãnh mặc hàn, cầm trang phục của Khả Hinh, bước nhanh vào trong. Cô vừa mới cầm túi đi tới, mệt đến mức đầu đầy mồ hôi gọi quần áo tới đây chấm than ngoặc kép vù một con rắn nhỏ như mũi tên bay tới há miệng to khủng bố trong nháy mắt cắn chặt chiếc túi nhanh chóng giận dữ cắn xé a à, cả người thanh bình thất thần kêu to một tiếng đem toàn bộ túi rất nhanh ném đi sợ hãi kêu chơi kiểu gì vậy uyển thanh nhanh chóng tiến lên nắm chắc thân rắn bóp nát đầu của nó đập lên bụng ép độc rắn ra tức giận kêu to độc ác như vậy lãnh mặc hàn trong nháy mắt xoay người, nhìn thấy một màn này, lập tức cầm di động lên bấm số điện thoại của Trang Hạo Nhiên, nói, lão đại. Đêm nay khả hình có thể gặp nguy hiểm, chấm than ngoặc kép, kiêu ngạo trong mưa. Trang Hạo Nhiên tay cầm cây dù màu đen, nghe được câu này, khuôn mặt lập tức căng thẳng, nghe nói có liên quan tới tình huống rắn cắn người kia, đôi mắt lập tức bộc lộ sát khí, bàn tay nắm chặt cây dù đến nổi cả gân xanh. Nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, nếu như ai dám động đến một sợi tóc của cô ấy, dù cho linh hồn của hắn xuống địa ngục, tôi cũng muốn lôi lại. Anh nói xong, trong nháy mắt ném cây dù xuống, bước nhanh như mũi tên hướng về chiếc xe Pipeit của mình. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Trang hạo nhiên trong nháy mắt nắm chặt di động, ánh mắt nóng nảy nhìn con đường tối tăm trong mưa, nghĩ đến việc khả hình có thể gặp chuyện không may, trái tim của anh đau nhói, lúc này mới nhớ tới hôm nay tại phòng làm việc, Khả Hinh vừa khóc vừa nói câu kia, ngộ nhớ tối hôm nay em sẽ chết thì sao? Trái tim của anh truyền đến từng trận đau đớn, một trận mãnh liệt đau đớn, nhanh chóng chạy xe đi. Mưa điên cuồng rơi, vô số người mặc áo đen do lãnh mặc hàn phân phó, dường như mũi tên sông tới, trong mưa dường như những con thú, chạy như bay hướng tới biệt thự của đường Khả Hinh. Điệp Y cũng dẫn theo một số người trang hạo nhiên phân phó, nhanh chóng xuất phát. Thời khắc này, lãnh mặc hàn cầm di động mới biết tối nay tiểu vi và tiểu hà có việc bị tổng thống triệu về trái tim của anh bỗng lạnh lẽo bầu trời thành phố này ngoài những cơn mưa rơi điên cuồng còn có tiếng rít của xe đua trang hạo nhiên nắm chặt tay lái hai tròng mắt lóe ra tia phẫn nộ chân đạp mạnh chân ga chiếc xe pipec lại như mũi tên lao đi trong đầu lo lắng đường khả hinh lúc này có lẽ đang ở trong nhà có thể sẽ gặp rắn độc cùng bọn người bóng đêm tập kích anh tức giận hét lên một tiếng hai tay nắm chặt tay lái, kêu to, khả hinh. Ba chiếc xe tải lớn, lúc này một trái một phải đi ngang qua đoạn đường, tốc độ rất nhanh, ở trong đêm mưa mù mịt này muốn đâm vào chiếc xe Pipeek của Trang Hạo Nhiên. Trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, dưới tình huống cấp tốc như vậy, nhìn về phía ba chiếc xe tải lớn điên cuồng chạy về phía mình, hai mắt anh nhanh chóng nóng lên, a à một tiếng, đạp mạnh phanh lại, nhanh chóng xoay tròn tay lái, để cho xe truyền ra một tiếng kích thật lớn, xoay thân xe lùi ra xa muốn giữ một chút khoảng cách, ai ngờ một chiếc xe tải còn lại chạy ngang đâm phải, đụng vào vòng bảo hộ của chiếc xe pipic. một ánh lửa lớn lóe ra kịch liệt. Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay lái, máu tươi từ trong miệng phun ra, đầu óc một mảng choáng váng, có một đoạn trí nhớ lướt qua trong đầu anh, anh lại nặng nề nuốt máu trong miệng, mồ hôi chảy đầm đìa. Qua kính chiếu hậu, anh thấy có người từ trong xe tải chạy xuống, anh lập tức khởi động xe, đạp chân ga, nhanh chóng đụng ngã hai người đang chạy tới rồi phi thẳng xe chạy đi. Trên thế giới này, không có bất kỳ thứ gì có thể đuổi theo Pipic. Trang Hạo Nhiên nặng nề ho, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng anh chỉ xé khăn tay, một bên cầm tay lái, một bên lau máu tươi nơi khóe miệng, bộc lộ vẻ mặt kiên nghị, tay nắm chắc tay lái, lo lắng đến sự an toàn của Khả Hinh, lại mạnh mẽ đạp chân ga phi về phía trước. Tiểu khu biệt thự 12 người bóng đêm như mũi tên nhanh chóng chạy tới, trong nháy mắt nhảy vào trong tiểu khu biệt thự. Không ngờ có hai người bay từ nóc nhà xuống, sau một loạt tiếng kêu, trong nháy mắt lấy ra súng lục, vừa bắn vừa đi về phía trước. Bang 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 bang, 12 người bóng đêm, đồng thời xoay người né đạn trong bóng tối, trong nháy mắt chạm đất, liền phi mũi tên về phía hai người. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà lại tung người nhảy lên, tránh mấy chiếc phi tiêu sau khi kêu lên một tiếng liền nhảy lên trong màn mưa đạp vào hai chân người dẫn đầu nhóm người bóng đêm kẻ dẫn đầu nhóm người bóng đêm là một kẻ nguy hiểm đáng sợ chỉ thấy hắn vươn đôi bàn tay cứng như sắt thép nắm chắc một chân của tiểu hà xoay cơ thể cô đúng một vòng tiểu hà dường như một chú chim trên đà xoay người mượn lực từ cánh tay hắn ta đạp một quyền vào bụng tên đó bịch bịch cả hai người đều ngã xuống a à, tiểu vi tung mình lên tay cầm ám khí bay về phía ba người bóng đêm đang muốn xông vào biệt thự, kêu to ai dám bước qua cánh cửa này sẽ phải chết. Cô nói xong, trong nháy mắt lại nhanh như tia chớp, đã liên tục vài cái về hướng mấy người bóng đêm, tung người bay vút lên không chung, hướng về người dẫn đầu đạp một phát. Phụt, máu tươi phun ra, từ trong miệng tên kia phun ra máu tươi, nhíu chặt mi tâm, lại như thể không có việc gì cùng tiểu vi giao đấu. Bàn tay tiểu hà nhanh chóng nạp đạn, cùng người bóng đêm giao đấu, những viên đã nhanh chóng bay vút ra, cô dường như lợi hại nhanh nhẹn như những chú mèo, giao đấu với từng người bóng đêm, giận dữ muốn tiêu diệt từng người từng người một. 12 người bóng đêm bị đánh lui, 6 người nhanh chóng lấy ra một sợi dây thép, nhanh chóng quấn chặt vào người Tiểu Vi cùng Tiểu Hà, một người nhân cơ hội đó rút câu súng lục ra. Tiểu Hà tranh thủ thời gian thoát ra khỏi dây thép, thân thể linh hoạt nhảy vọt lên, chân đạp vào dây thép, tung người đá tung cây súng lục ra, lại tiếp tục giao đấu cùng bọn họ bang 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 những quyền cước vang lên trong đêm mưa gió sau một khoảng thời gian khi năm người bóng đêm tập hợp đánh về phía tiểu vi cùng tiểu hà trong nháy mắt một thân ảnh màu tím chạy tới đạp vào chân bọn họ nhân lúc bọn họ còn chưa kịp hiểu rõ tình huống mà mạnh mẽ đánh tới thanh bình cũng nhanh chóng lao tới lấy súng lục ra gọi đánh nhiều như vậy làm gì để tôi giết hết chấm than ngoặc kép cô liền nhanh chóng bắn liên tục mấy phát đạn trong nháy mắt mấy người bóng đêm ẩn thân vào trong bóng đêm, chạy trốn từ những khe hở. Lúc này lãnh mặc hàn cùng Uyển Thanh chạy bộ tới, kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Vi cùng Tiểu Hà hỏi, tại sao hai người lại ở chỗ này? Tiểu Hà cùng Tiểu Vi lập tức nói, chúng tôi trở về gặp Tổng thống xong liền quay trở lại. Trước khi rời đi, đã dặn dò đường Tiểu Thư nhất định không thể rời khỏi tòa nhà dựa vụ. Cô ấy đã đồng ý với chúng tôi sẽ không đi, nhưng chúng tôi vẫn phòng ngừa vạn nhất, còn phái người ở lại canh giữ, thế nhưng căn cứ theo lời của bảo vệ, đều nói không nhìn thấy đường tiểu thư. Chúng tôi liền khẩn trương trở về tìm người, chấm than ngoặc kép. Khả hình có ở bên trong không? Lãnh mặc hàn khẩn trương hỏi. Lúc này pai pích phanh gấp mà đến, trang hạo nhiên không quan tâm cả người nóng rực đau đớn, bước nhanh tới, lo lắng hỏi, khả hình đâu? Tiểu hà cùng tiểu vi ái náy nhìn về phía trang hạo nhiên lắc đầu, nhỏ giọng nói, không thấy, cũng không có ở tòa nhà rượu vụ, lại càng không có ở chỗ Vitus tiên sinh. Thế giới của Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt dường như bị sụp đổ. chương 897, vào đi. Cô ấy không có khả năng bị người bóng đêm bắt đi. Chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn trong nháy mắt nói ra lời này. Trang Hạo Nhiên cố nuốt xuống mùi máu tanh nơi cổ họng, hai tròng mắt mãnh liệt xoay chuyển, mới nắm chặt tay nói, nếu như khả hình bị tìm thấy, như vậy người bóng đêm không có khả năng đi tới nơi này tìm cô ấy. Điều này chứng minh bọn họ còn không có tìm được người. Vậy bây giờ Khả Hinh rốt cuộc là ở đâu? Anh nói xong, chợt cảm thấy trái tim như bị xé rách đau đớn. Lãnh Mặc Hàn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đôi mắt phụt qua những tia sáng, yếu ớt nói, hiện tại bây giờ chúng ta phải hiểu là, những người này rốt cuộc tại sao lại muốn giết Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên trong lúc nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, người đầu tiên anh nghĩ đến là Như Mạt, đôi mắt anh bị bao phủ bởi một luồng sát khí dày đặc khả hinh lãnh mặc hàn thì thào hai từ này liền mang theo vài phần khẩn trương quay đầu nhìn về phía anh hỏi khả hinh có thể cùng rượu đỏ có liên quan hay không trong nháy mắt phát sinh chuyện như vậy mà người bóng đêm vừa vặn lại muốn vì chuyện trong quá khứ mà báo thù ám sát tô thiếu gia hắn hiện tại muốn giết từng người từng người một đầu tiên là tô thiếu gia sau đó khả hinh sau đó là một đám người cho đến cả tập đoàn hoàn cầu trang hạo nhiên nắm chặt nắm đấm đứng nguyên tại chỗ đôi con người di chuyển kiềm chế cảm xúc muốn bạo phát suy nghĩ lại chuyện này một loạt tiếng bước chân truyền đến trong nháy mắt mọi người đều nhìn về phía cô ấy nhã tuệ vẫn mặc đồng phục khách sạn như cũ tay cầm cây dù vừa lo xong việc của yến tiệc lúc này mới đón những hạt mưa tí tách đang rơi xuống đi vào trong nhà trong lòng còn đang suy nghĩ việc lâm sở nhai hôm nay có chút không đúng lại nhìn thấy trước mặt một đám người đang nhìn mình cô lập tức kinh ngạc hỏi đã xảy ra chuyện gì mọi người thế nào lại ở hết nhà tôi vậy? Trang hạo nhiên tức khắc xoay người, nhìn về phía nhã tuệ, hỏi, nhã tuệ. Khả hình hôm nay có liên lạc với cô hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, trong lòng nhã tuệ lập tức có chút rét lạnh, kinh hoàng bất an, cao giọng nói, không có a. À. Cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Trang hạo nhiên nắm chặt tay, thập phần thống khổ lo lắng nói, không thấy khả hình đâu. Người của chúng ta hiện tại vẫn đang tìm, nhưng không có tin tức gì nhã tuệ lòng bàn tay mềm nhún cây dù ướt nhẹp rơi trên mặt đất lập tức nhìn về phía bọn họ khẩn trương cùng sợ hãi kêu lên anh nói cái gì không thấy cô ấy làm sao có thể không thấy cô ấy hôm nay trước khi rời khỏi yến hội còn gọi điện thoại cho tôi nói đêm nay cùng tôi trở về nghỉ ngơi cùng tôi chúc mừng chấm than cô ấy còn nói đây là ngày cuối cùng cô ấy đi làm ở công ty thời gian tới sẽ dành toàn bộ chuẩn bị cho cuộc thi đấu rượu đỏ sắp tới. Vì sao lần nào cũng đều như vậy, ba năm trước đây cũng như thế, bây giờ lại như vậy, vì sao vừa đến lúc thi đấu rượu đỏ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Chấm than, ông trời tại sao lại muốn đối xử với cô ấy như vậy. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, anh lo lắng cho An Nguy Khả Hinh, lập tức muốn xoay người lên xe, chuẩn bị đi tìm người. Chờ một chút, chấm than ngoặc kép, Lãnh Mặc Hàn đột nhiên lắc mình tiến lên. Lãnh Mặc Hàn bước nhanh tới trước vườn hoa, trong nháy mắt cầm lên một cái bát đã bị vỡ. Ở trong mưa đêm cầm điện thoại di động, lúc chiếu lên hoa văn hình cây trúc trên bát, anh chợt phát hiện cái gì đó, nhanh chóng trở về, đi tới trước mặt Nhã Tuệ, chiếu sáng một mảnh bát bị vỡ, làm hoa văn hình trúc xanh lộ ra trước mặt cô, hỏi: "Nhã Tuệ, cô nói cho tôi biết, chấm than, bát này cô lấy từ đâu? Cô đã từng thấy qua hoa văn hình trúc xanh trên bát này chưa?" trong lòng nhã tuệ đang vô cùng hoảng hoảng, thật khẩn trương nhìn về phía mảnh bát vỡ đã cố nát, nhanh chóng nói, đây là chiếc bát gốm sứ được làm từ phấn ngà voi mà cha tôi đã cho tôi, ở chỗ tôi lúc đó sự nghiệp gốm sứ vô cùng phát triển. Cha biết tôi và khả hình yêu thích nấu ăn, cho nên thấy cái gì thú vị, cũng đều cho chúng tôi, càng không cần phải nói đến những loại bát gốm sứ thượng đẳng như thế này. Về phần hoa văn này, tôi thật sự không có thấy qua. Thế nhưng tôi có thể khẳng định là phụ cận xung quanh chúng ta, có lẽ có một ít ký hiệu nào đấy, một số người quanh đây có thể mô phỏng theo một số ít hoa văn như vậy. Chỗ đó của mấy người có rất nhiều chúc, chấm hỏi ngoặc kép, lãnh mặc hàn nhanh chóng hỏi. Đúng vậy, nhã tuệ đáp, trong lòng lại một trận lo lắng nhìn về phía bọn họ, hỏi, nhưng là chuyện này, rốt cuộc có quan hệ gì cùng khả hình chứ? Đôi mắt trang hạo nhiên lóe sáng, trong nháy mắt mở cửa xe phân phó, mặc hàn. Cậu lập tức cùng nhã tuệ điều tra địa chỉ quê hương của cô ấy. Nếu quả thật điều tra là như vậy, lập tức phái người qua, phân tán đi tìm Khả Hinh. Bắt đầu từ tập đoàn Hoàn Cầu đi. Được, chấm than ngoặc kép, mọi người cùng nhau đáp ứng. Trang Hạo Nhiên không nói gì, đang định lên xe. Lãnh Mặc Hàn trong nháy mắt lo lắng nắm lấy cổ tay của anh, nhìn về phía bộ dáng của anh như vậy, khẩn trương hỏi anh không sao đấy chứ? Chấm hỏi ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên mặt lạnh trực tiếp lắc đầu, nói tôi không sao. Cậu hãy nắm chắc thời gian tìm ra người bóng đêm. Một ngày không tìm ra, Khả Hinh một ngày cũng không thể an toàn được. Tôi nhất định phải điều tra rõ, bọn họ tại sao lại muốn giết Khả Hinh. Chấm than ngoặc kép. Tôi biết, chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn lên tiếng trả lời, vừa muốn xoay người rời đi. Di động lại vang lên. Uyển thanh thức khắc ấn nút nghe điện thoại, đáp chuyện gì. Cô vừa nghe điện thoại, đôi mắt liền sáng ngời, bộc lộ một chút vui mừng nói cô xác định tìm được một nhân viên tạp vụ khác đi vào quán ba lệ hoa nhã tuệ vừa cùng thanh bình đi vào nghe thấy lời này cô có chút nghi ngờ quay đầu lại đôi chút hoang mang khi nghe thấy bốn chữ quán ba lệ hoa này từ sau khi khả hinh rời khỏi quán ba này cái phòng ăn kia không hiểu vì sao lại đóng cửa đồng nghiệp cũ cũng không liên lạc được với mấy người cô liền muốn xoay người dò hỏi một chút chuyện này thế nhưng huyền thanh đã nhanh chóng ngồi vào ở bên trong xe để cho lái xe chạy thẳng về phía trước Trang Hạo Nhiên cũng lập tức ngồi vào trong xe, đôi mắt không ngừng lóe sáng, nhớ tới nụ cười ngọt ngào của Đường Khả Hinh, còn có hôm nay lúc động tình ôm hôn, đôi mắt cô rơi xuống những giọt lệ, tim của anh như bị ai bóp chặt lấy, anh nắm chặt tay lái, ho nhẹ một tiếng, khóe miệng lại tràn đầy máu, nặng nề thở dốc, đau lòng nghĩ, Khả Hinh, em ở đâu? Biệt thự phòng khách VIP. Tô Lạc Hoành ngồi ở trước máy vi tính, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, mở ra thế giới lộng lẫy di chuyển con trỏ mật mã nơi đường Khả Hinh đã đi qua, điều tra tín hiệu của Khả Hinh ở những nơi đó, tiêu đồng cũng đứng ở một bên, thật khẩn trương nói có tra được không. Chờ một chút, chấm than ngoặc kép, ngón tay tô lạc hoành không ngừng di chuyển, đang nhanh chóng tìm kiếm tin tức của Khả Hinh, hai người cũng không có chú ý đến phía sau máy vi tính có liên quan đến ảnh chụp trẻ con, số liệu đột nhiên ở những phút cuối cùng, nhanh chóng lưu chuyển, số liệu nhanh chóng thay đổi. Đến lúc đối chiếu hoàn chỉnh, Tô Lạc Hoành cùng Tiêu Đồng nhanh chóng tìm kiếm địa điểm của Đường Khả Hinh. Máy tính dường như cũng hiểu được sứ mệnh của nó, con trỏ nhanh chóng di chuyển về phía trước. Khuôn mặt tựa như trẻ con sau khi trưởng thành đối chiếu số liệu liền xuất hiện một bé gái mắt to linh động. Tô Lạc Hoành vẫn như cũ chuyên chú gõ bàn phím tìm địa chỉ của Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng vừa nghĩ muốn xoay người rót nước, lại bởi vì quá khẩn trương, không muốn bỏ lỡ cái gì, nên lại đứng ở một bên tiếp tục theo dõi. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Ở giữa màn hình máy vi tính, ảnh chụp bắt trước trước trẻ con lớn dần, bắt đầu những thao tác cuối cùng, rốt cuộc sau khi số liệu hoàn chỉnh xuất hiện tên bé gái cùng ảnh chụp cũng đã xuất hiện, một cô gái có khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt mông lung, mũi cao, đôi môi phấn nột, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đối chiếu với danh sách, trong nháy mắt nảy ra một cái tên, Tần Như Mạt. Tô Lạc Hoành cùng Tiêu Đồng vẫn như cố tập trung ở trước máy vi tính, điều tra tung tích của Đường Khả Hinh tùy ý để máy tính tiến hành so sánh người bé gái với nhau, trong đó độ tương tự với tần như mặt là 90%. Mưa tí tách từng giọt rơi xuống đất. Bên ngoài biệt thự có một thân ảnh màu đen, giống như hòa mình dung nhập với bóng đêm, người nọ kho người đứng dưới tàu lá chuối, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, quấy rối tới máy vi tính bên trong phòng, đôi mắt hắn liên tục lóe sáng, không ngừng theo các số liệu tăng lên, ngón tay đi nhanh lướt qua những số liệu. Bên trong phòng khách VIP, Tiêu Đồng thật là gấp đến độ miệng khát lưới khô, khẩn trương nhìn về phía màn hình máy vi tính, hỏi: "Được rồi có không?" "Nào có nhanh như vậy." Tô Lạc Hoành nặng nề thở một cái, ngón tay không ngừng di chuyển. "Tôi uống miếng nước, khát chết rồi." Tiêu Đồng nhanh chóng xoay người, muốn đi tìm nước uống, lại phát hiện ra một chiếc máy vi tính, có một bóng đen trước cửa sổ che trước mặt cô gái kia, có một dãy số liệu nhanh chóng hướng phía trước chạy trốn, cô chớp mắt, nhìn về phía Tô Lạc Hoành gọi: "Này, anh đến xem, chuyện gì xảy ra với máy vi tính a? Đây là chương trình máy tính của mình sao? Tô Lạc Hoành xoay người, lại chợt phát hiện ảnh chụp trẻ con mãi mới tìm được, bị cắt bỏ số liệu, anh kêu một tiếng, trong nháy mắt bổ nhào tới, nhưng số liệu tại thời khắc cuối cùng đã bị cắt bỏ, tài liệu hoàn toàn biến mất. Xít, Tô Lạc Hoành tức giận đến nỗi ôm máy vi tính đập thẳng xuống đất. Trong bóng tối, một thân ảnh nhanh chóng rời đi, trước khi rời đi, còn cởi bỏ áo mưa màu đen tránh được camera, mặc trang phục quản lý, làm như không có việc gì xảy ra, bước nhanh về phía trước. Phòng trọ, tầng cao nhất. Không gian xa hoa, khắp nơi đều vô cùng thoải mái, sàn nhà màu cà phê bằng thủy tinh, trong phòng toàn bộ để những chiếc đèn tịch nhỏ ấm áp, ánh sáng ngọn lửa nhỏ nhảy nhót thập phần vui sướng. Tần như mặt mặc váy ngủ tơ tầm màu trắng, bên ngoài khoác áo ngủ màu đen, tay nâng một ly rượu mạnh, yếu ớt đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía màn đêm yên tĩnh tối nay, nghe nói quản lý khách sạn được báo viết, đôi mắt cô ta lóe ra những tia sáng âm u nguy hiểm, trên mặt hiện lên chút tươi cười. Tiếng gõ cửa vào lúc này vang lên. Cô ta nghiêng mặt liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, vào đi. chương 898, quân cờ. Tiểu thư, một người đàn ông đứng ở cạnh cửa, cúi đầu xuống, tôn kính gọi cô. Như mặt quay sang, xinh đẹp mộng ảo như vậy mà nhìn về phía anh, đôi mắt âm u có chút lạnh lướt qua, vô tình nhưng vẫn là thả lỏng hỏi, đã thất bại. Thật xin lỗi, anh ta đứng ở cạnh cửa, cúi đầu xin lỗi. Như mà chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà nhìn anh ta, hưởng thụ hương hoa hồng phiêu du trong phòng, âm u nói, đã thất bại là bình thường, nếu như đối phương dễ dàng đối phó, vậy cũng không có gió tanh mưa máu như vậy. Cô nói xong, âm u cầm ly rượu đỏ thấm bước đến ghế salon ngồi xuống, xung quanh lóe lên những ánh nến chập chờn. cô nhàn nhạt, nhạt nâng ly, uống ngụm nhỏ rượu băng, nhìn về phía xuyên qua khối băng trong ly kia, toàn bộ đều nổi ở phía trên, mới âm u nói, lúc ấy ba của tôi vì báo thù, mới sinh tôi ra, tàn nhẫn mà ném ở cô nhi viện như vậy, sau đó mới khiến tôi tiếp xúc cuộc sống sống không bằng chết, khiến tôi hưởng thụ một chút không cha không mẹ, số phận đáng thương bi thảm như vậy. Thật là ác độc, bởi vì viện trưởng thiếu chút nữa cưỡng bức tôi, mới khiến tôi oán ông ta như vậy, mới hiểu rõ trên thế giới này lòng dạ độc ác như thế nào người đàn ông kia chỉ là trầm mặc mà đứng ở một bên, không dám nói chuyện. Như mặt nhẹ nhàng lắc chất lỏng trong ly rượu băng, mới âm u mà cười nói, tôi thật sự rất bội phục ông ta, xếp đặt thiết kế hoàn cảnh như vậy, khiến tôi trốn ở nơi âm u lạnh lẽo như vậy, một mình sợ hãi, một mình khó thở, một mình hoảng sợ lâu như vậy, cho đến gặp được tần như hải, tôi mới chính thức thoát khỏi bể khổ. Lúc đó tôi, vẫn khờ dại cho rằng, không cha không mẹ, cô độc không nơi nương tựa như tôi, rốt cuộc được ông trời phát hiện, ban cho tôi một gia đình hoàn mỹ, nhưng không phải, tôi chỉ là một con cờ của cha tôi. Một con cờ. Cô nói xong, con người lướt qua ánh sáng lạnh lẽo, âm u nói, tôi luôn cho rằng cha tôi đã lên thiên đường, ông vốn không chết, sau khi tôi yêu thiên lỗi, ông ta lại xuất hiện. Ở giữa nên tôi tự nguyện chịu thiệt. Sắc mặt của cô lạnh lẽo, nhìn về phía rượu trong ly kia, dường như trong nháy mắt hai mắt lóe lên tia sáng như rắn độc, cắn chặt răng, nắm chặt ly rượu nói, ông tưởng là ông già buồn nôn này, lại dám phản đối tôi. Chấm than, ông ta dám phản đối tôi cùng với thiên lỗi ở một chỗ. Nếu như không phải ông ta phản đối, sao thiên lỗi lại do dự che giấu tình cảm của hai chúng tôi? Lại muốn thành toàn cho con nhỏ kia, hừ, tôi muốn một nhà của người này đều phải chết, ngăn cản tôi và thiên lỗi ở cùng một chỗ người, đều đi tìm chết. Chấm than, còn có đường khả hinh, chấm than ngoặc kép, cô nói sòn, hai con người trong nháy mắt lóe lên một chút âm u lạnh lẽo rất đáng sợ. Chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, là vì sau đó nhận được một mật lệnh. Trong bóng đêm, anh ta tiếp tục cúi đầu trầm giọng nói. Như mặt nhắc mí mắt lên, nhìn về phía anh ta. Anh ta âm u nói, tình báo của chúng tôi mới điều tra ra, người tiểu thư người muốn giết, vừa vặn có khả năng là người chủ nhân chúng tôi muốn tìm. Như mặt ngưng mặt nhăn mày nhìn về phía anh ta. Vốn là, NHH ta dừng lại trong chốc lát, mới tiếp tục âm u nói, vốn là đường khả hình này, có thể là một trong những cô gái may mắn cầm đi bình rượu trong lệ hoa, bởi vì bộ trưởng tiểu cầm của quán ba đã từng thấy qua tay cô ấy ôm một bình rượu đồ cổ đi lên lầu, sau đó, bởi vì cô ấy bị hủy dung, vì vậy không còn có tung tích. Đôi mắt như mạt lóe lên, trong nháy mắt nhắc mí mắt lên, nhìn về phía anh ta nuôi, nói cách khác. Năm đó đường khả hình rất có khả năng là cô gái bị tôi hủy dung anh ta im lặng không lên tiếng như mạt ngừng thở suy nghĩ thật lâu chuyện năm đó đột nhiên cô cười lớn lên trên mặt có chút oán hận cùng phẫn nộ đôi mắt lóe lên ánh sáng tàn nhẫn âm u nói thật không ngờ người tôi dẫm đạp là cô bé năm đó người này thì ra vẫn luôn che giấu bản thân đều muốn thông qua những biện pháp này đến với thiên lỗi người này tôi muốn giết cô ta tôi muốn giết cô ta tôi nhất định phải giết cô ta mệnh lệnh của chủ nhân là tạm thời không thể động anh ta trầm tính cúi đầu nói. Đột nhiên tâm tình như mà thật kích động mà ngẩng mặt lên, phẫn nộ nhìn về phía anh ta nôi, tại sao không thể động. Chấm hỏi ngoặc kép, bởi vì trên người cô ấy có bí mật rượu đỏ, một ngày vẫn không có tìm được rượu đỏ trở về, chúng ta tuyệt đối không thể động cô ấy, nhưng có thể khiến cô ta sống không bằng chết. Anh ta tiếp tục nói, bây giờ cô ta đang ở đâu, như mặt nắm chặt ly rượu, phẫn nộ nhìn về phía anh ta, lại kịch liệt hỏi. Không rõ lắm, Chúng tôi vẫn đang tìm cô ấy, những quan viên lớn của mấy năm trước trong chính phủ cũng đang bí mật tìm cô gái rượu đỏ này, người trong hắc đạo cũng tiếp nhận lệnh ám sát với khoản tiền cách xù cũng tìm cô gái rượu đỏ này, duy nhất chỉ có chúng ta biết rõ cô bé này là ai. Chỉ cần chúng ta sớm một bước bắt được rượu đỏ thì có thể biết rõ càng nhiều bí mật bên trong, có được tất cả. Anh ta tiếp tục tôn kính nói. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, đôi mắt của Như Mạt lóe lên âm u mà phẫn hận ngẩng mặt nói thật không ngờ đường khả hinh lại có ích như vậy a à, cái này là may mắn của cô ta hay là bất hạnh a à? mặc kệ cô ta bị người nào tìm được cô ta đều phải chết không có chỗ trôn đúng vậy chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cô ta anh ta khẳng định nói tình huống bên trang hạo nhiên sao rồi hả như mặt lại dơ ly rượu âm u mà nghĩ đến thời gian chờ đợi người con trai luôn cho rằng mình dịu dàng cùng bảo vệ anh ta hơi cười tàn nhẫn hỏi. Xe vận tải trực tiếp đụng thẳng, sẽ tốt được sao? Anh ta nói, như mặt ngẩng mặt âm u mà nhìn về giọt mưa tí tách phía trước, mỉm cười nói, nhớ tới năm đó, tôi cũng từng vì anh ấy mà động tâm, đáng tiếc ánh mắt anh ấy không có rơi vào trên người của tôi. Tôi oán hận những người đụng tới đồ của tôi, bọn họ đều đáng chết. Qua một thời gian nữa, lại để cho các bạn nhỏ ở viện phúc lợi, vui vẻ mà lên đường đi. Bọn họ sẽ cảm thấy, trên cái thế giới này, ác ma sẽ bị diệt trừ sạch sẽ. Nơi có ông trời, liền nhất định có ác ma, như vậy ông trời mới có thể tiếp tục tồn tại. Đột nhiên cô cười rộ lên, càng cười càng lớn. Anh ta tiếp tục trầm mặc, đã trầm mặc rất lâu rất lâu, mới nói chủ nhân muốn tôi nói với cô, ông ta rất nhớ cô. Như mặt ngưng cười, nhìn về phía anh ta, nhíu chặt mi tâm nói, nhớ tới tôi. Nhớ tôi sao ném tôi vào cô nhi viện nhớ tôi sao muốn để cho các bạn bè trong cô nhi viện cướp đồ ăn của tôi. Nhớ tôi tại sao từ nhỏ khiến cho tôi ở trong đêm cùng ngủ một chỗ với con rắn. Nhớ tôi tại sao muốn cho viện trưởng cưỡng bức tôi. Nhớ tôi tại sao lại đưa tôi đến nơi âm u lãnh lẽo đó, uống những thứ nước buồn nôn kia. Nhớ tới tôi, tại sao không có nghĩ tới, lòng giả tôi trở nên độc ác, ông ta liền không còn là cha của tôi. Ông ta cũng là người lấy tôi để báo thù, có một công cụ có một thiên lỗi sao muốn tôi trở thành một người lương thiện là ông ta biến tôi thành như vậy đấy ta nhìn thấy những người bạn khác đơn thuần thật đáng yêu tôi đâu tôi thì sao tôi đã thành một công cụ báo thù của ông ta chấm than vậy mà ông ta còn nói nhớ tôi cô nở nụ cười ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm ngoài cửa sổ mưa tí tách âm u nói nhiều năm qua đi tôi cùng với ông ta hợp tác rất tốt lại để cho ông ra không nên nhớ tôi chúng tôi chỉ theo nhu cầu đi chủ nhân chỉ là muốn báo thù, hắn rồi hãy nói. Tôi cũng chỉ là muốn có được thiên lỗi, vì có được thiên lỗi, tôi có thể giết rất nhiều rất nhiều người. Đôi mắt như mặt lóe lên chút tối tăm, nghĩ đến chỉ cần hoàn cầu bị sụp đổ, đường khả hinh chết rồi, nhâm tử hiên chết rồi, như vậy thiên lỗi nhất định là của mình. Cô lạnh lùng cười, sắc mặt hơi thu liếm, cắn chặt răng nói các người phải tìm được đường khả hinh cho tôi. Nhất định phải tìm dược đường khả hinh cho tôi. Sau khi tìm được cô ta, tôi muốn cô ta sống không bằng chết. Chấm than ngoặc kép. Cô yên tâm, hắn tiếp tục rồi hãy nói, chúng tôi đang gấp rút thời gian tìm cô ta, cũng sẽ tiếp tục sai nhân thủ, tra được chỗ rượu đỏ kia. Chỉ cần chúng ta bắt được rượu đỏ, cô ta có thể đã chết. Tối nay hoàn toàn là một đêm không bình tĩnh. Tưởng thiên lôi đứng ở trong mưa, đột nhiên mà nhìn về phía thẩm quân dụ nói, anh nói cái gì? Không thấy khả hình, chấm than ngoặc kép. Thẩm quân dụ gật đầu, nói phải không thấy cô ấy chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi liền ném cây dù trong tay đứng ở trong mưa lạnh lẽo hai con ngươi trong nháy mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt nhớ lại kết thúc hiến hội tối nay đường khả hình còn vẫn là bộ dáng ngọt ngào hoạt bát mặc kệ cô ấy yêu ai nhưng mình cho tới bây giờ vẫn không có ngừng và buông tha yêu cùng thưởng thức đối với cô anh lập tức nói lập tức phái người đi tìm mặc kệ lật tung tất cả cũng phải tìm được người cho tôi chấm than ngoặc kép được thẩm quân dụ gật đầu vừa mới rời khỏi nhưng vẫn là chậm chạp quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói anh kêu tôi điều tra chuyện lúc trước đường khả hình bị hoa hồng đâm tôi tìm được một vài manh mối tưởng thiên lỗi nghiêm túc nhìn về phía anh ta thẩm quân dụ ngừng lại trong chốc lát mới nói cho tôi một chút thời gian tôi chậm rãi giải, giải thích anh nghe còn có chuyện khả hình biến mất tôi đề nghị anh nên đi tìm như mặt tiểu thư nói chuyện tưởng thiên lỗi híp mắt thần thẩm quân dụ không có nói tiếp, chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt xoay người rời khỏi, rồi lại nhanh chóng cầm lấy điện thoại, chuẩn bị phát động nhân thủ đi tìm người. Một chiếc xe màu đen cũng từ cái thành phố ấy chạy tán loạn trên đường. Tô Thủy Kỳ cầm di động, tức giận gào thét với song bào thai, tôi không phải đã nói với các ngươi. Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, lấy an toàn của cô ấy làm chủ. Tại sao nghe thủ tướng ra lệnh một tiếng, các ngươi liền rời khỏi cô ấy. Các ngươi đây là thất trách chấm than, bây giờ các ngươi là người của Toyo, chấm than, ai ra lệnh cho các người cũng không được nghe, chấm than ngoặc kép, tiểu vi cầm di động, xin lỗi cúi đầu xuống. Thủ tướng gọi các ngươi trở về, hỏi cái gì? Tô Thủy Kỳ vẫn n hỏi. Bản thân của Tiểu Vi cũng kỳ quái nói, cũng không có hỏi cái gì, chính là hỏi hoạt động bình thường hàng ngày của Khả Hinh, còn có quan hệ với bối cảnh gia đình cô ấy. Hai con người Tô Thủy Kỳ lóe lên một cái, mới sốt ruột mà cầm di động, nhanh chóng nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Nhất định phải tìm được khả hình cho tôi. Chấm than ngoặc kép. Vâng, Tiểu Vi cùng Tiểu Hà cúp tớ ô vô cùng sốt ruột, nhanh chóng cúp điện thoại, đi lên phía trước. Tô Thủy Kỳ cũng nhanh chóng cúp điện thoại, lập tức lại điều tốt vị trí, nặng đạp chân ga, lại để cho xe chạy như bay tán loạn mà đi. Kết, Trang Hạo Nhiên thắng gấp trước căn nhà nhỏ, ngẩng đầu lê, vậy mà phát hiện căn nhà nhỏ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, vì vậy đang bị dỡ bỏ những sân thượng kia cửa sổ toàn bộ bị đập nát rồi đã từng nơi này có một cô bé dù sao vẫn là đứng ở trước sân thượng khẽ cười mà nhìn về phía dưới lầu bản thân đã từng dùng thời gian hát một ca khúc đi đến trước mặt của cô ấy bản thân đã từng dùng một ca khúc thời gian đi vào trước mặt của nàng đã từng bởi vì uống say kỳ thật là lần thứ nhất mình ôm chặt cô ấy trong ngực nặng nề hôn thậm chí đưa đầu lưỡi ra cùng cô ấy dây dưa kiệt liệt nhưng mà có lẽ cô ấy đã quên mất Người đàn ông này khẩn trương cùng kích động như vậy ngẩng đầu, nhìn về phía căn nhà nhỏ kia, hai con người lập lòe, âm u nói, khả hinh. Em đang ở đâu? Một không gian, ánh nến đỏ thẳm lóe lên. Một người phụ nữ tay nắm lấy một điếu xì gà đang phun khói, quần áo gợi cảm mà ngồi ở trên ghế salon, cách ánh nến kia, mặt vẫn âm u tươi cười, nhìn về phía cô bé đối diện. Đường khả hình cũng nặng nề thở một hơi, hai con người sáng người run rẩy nhìn về phía cô ta chương 899, luồng oán hận. Bà rốt cuộc là ai? Đường khả hình nặng nề nhìn về phía người phụ nữ trước mặt. Bà chủ quán ba hé mở đôi mắt quyến rũ động lòng người, vừa nhìn dung nhan xinh đẹp động lòng người kia của đường khả hình, tay vừa kẹp điếu xì gà dài, đặt trên môi, nhẹ hít một hơi khói thuốc, hướng về phía cô thong rong nhả ra. Đường khả hình cau mày nhìn bà. Ngón tay thon dài của Dương Lệ Vũ, nhẹ kẹp điếu xì gà, lại phong tình vạn chủng sao, nhìn về phía đường khả hinh, sâu xa nói, cô thực sự, rất giống cha cô, sao đủ loại phong tình. Đường khả hinh ngẩn ra nhìn bà, kinh ngạc nói, bà, bà, bà nói cái gì? Tôi nói, cô rất giống cha cô, Dương Lệ Vũ mỉm cười nhìn cô, nói, ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép. Đường khả hinh đánh chống ngực nhìn bà, đại não ẩm vang lên một tiếng, không thể tin nổi nói, bà, bà bà sao có thể quen biết cha tôi? Dương Lệ Vũ yếu ớt nhìn về phía cô, nói, sao tôi lại không biết? Căn phòng ăn này vẫn là của ông ấy. Đường Khả Hinh lập tức há hốc mồm ngẩng đầu, nhìn về phía quán ba thời thượng xa hoa gần 400 mét vuông này, vui chơi khắp nơi đều là quan chức có địa vị cao quý, lòng cô run rẩy, lại sợ hãi nhìn về phía người phụ nữ hơn 40 tuổi này, hai tròng mắt hỗn độn lóe lên vài tia nhìn không thoải mái. Một trận tiếng cười chế nhạo vang lên. Dương Lệ Vũ hơi cúi xuống, sau khi mỉm cười một cái, lại ngẩng đầu thật sâu nhìn về phía đường Khả Hinh, yếu ớt nói cô suy nghĩ quá nhiều rồi, cha cô tuyệt đối không giống với những người khác, sẽ không làm ra một số chuyện xấu xa đáng buồn nôn. Chỉ là, qua nhiều năm như vậy, là tôi tự nguyện mà thôi, ông ấy vẫn rất yêu mẹ cô. Đường Khả Hinh nghe lời này, hai mắt lại mạnh mẽ lóe lên ngẩng đầu, mang theo rất nhiều nghi ngờ, thật sâu nhìn cô, nói, vậy bà rốt cuộc là ai? Dương lệ vũ thu hồi lại nét mặt thần bí quỷ gì kia, thật sâu nhìn về phía đường khả hình, nhàn nhạt nói tôi lúc bằng tuổi cô. Không, có lẽ nhỏ hơn, lúc tôi 18 tuổi đã làm việc trong khách sạn, là một nhân viên phục vụ ở một phòng ăn, thường chân tay vụng về bị quản lý mắng, có đôi khi bị chửi vô cùng tàn nhẫn, liền trốn trong một góc nhỏ ở nhà bếp khóc, lúc đó cha cô, đã là một người đàn ông đầy mị lực, là bếp trưởng của khách sạn, làm được thức ăn ngon, tính cách ôn nhu, săn sóc, lại càng cơ trí anh minh xung quanh chúng tôi rất nhiều người đều rất thích ông ấy, thế nhưng ông ấy vẫn không hề bị những chuyện ngoài công việc và gia đình làm cho sao động. Nhưng vì ông ấy thực sự là một người tốt, một người rất rất tốt, lúc nghe nói tôi thường xuyên bị quản lý mắng trốn trong góc bếp, có vài lần gặp tôi, vẫn làm cho tôi một đĩa cơm chiên rất thơm ngon nồng đậm, trong đó có tôm bóc vỏ, hạt điều, dứa cắt nhỏ, chân giò hun khói, những hạt cơm vàng óng, sao mà thơm ngào ngạt đến vậy. Lúc tôi vừa ăn, vừa ngẩng đầu, Thấy ánh mắt ông ấy nhìn người khác, mãi mãi vẫn thân thiê và hiền hòa đến vậy. Khi đó tôi liền nghĩ, vì sao một người như vậy, lại cứ như vậy đến gần với tâm hồn người khác. Từ khi đó bắt đầu. Không cần nói nữa, đường khả hình không muốn nghe phụ nữ nào ngoài mẹ mình, đàm luận về cha mình, cô toàn thân không thoải mái. Dương Lệ Vũ hiểu ý nhìn về phía đường khả hình, mỉm cười nói cô không vui sao. Nhưng mà mẹ cô cũng không thương yêu cô. Đó là chuyện của cá nhân tôi đường khả hình nhanh chóng nói dương lệ vũ với ánh mắt ngưng động nhìn về phía đường khả hình thật lâu mới yếu ớt nói không ai muốn cướp đoạt cha cô cả lúc đó cha cô vào tù nỗi oán hận của mẹ cô tôi biết đường khả hình thức khác chấn động trong lòng ngẩng đầu nhìn về phía dương lệ vũ dương lệ vũ yếu ớt quay đầu nhìn một góc nào đó trong quán bar lại chậm rãi nói một người đàn ông như vậy ngẫu nhiên bước qua bên cạnh người khác cũng có thể tỏa ra mị lực vô hạn tôi thường trốn ở những nơi ông ấy vừa bước qua, rồi đột nhiên xuất hiện, chỉ vì muốn có được một nụ cười, ông ấy vẫn luôn trầm ổn như vậy, tài hoa khiêm tốn, mang theo vô vàn lịch sự nho nhã, chúng ta còn yêu như vậy, càng không cần phải nói đến mẹ cô. Đường khả hình cuối cùng lại kinh ngạc nhìn về phía Dương Lệ Vũ, đang suy nghĩ người phụ nữ này rốt cuộc biết bao nhiêu. Dương Lệ Vũ bộc lộ chút xót thương buông điếu xì gà kia, đặt vào gà tàn thủy tinh bên cạnh, mới chậm rãi nói, mẹ cô rất yêu cha cô, thường kéo tay cô, mặc quần áo rất đẹp, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, đi vào khách sạn, lúc cùng mọi người chào hỏi, đều lễ phép như vậy, ánh mắt lúc nhìn thấy cha cô, lúc nào cũng ngập tràn thâm tình, bà ấy đối với cha cô vô cùng sùng bái, cơ hồ đều là theo lời mà làm, đúng là tôi chưa từng gặp qua một cặp vợ chồng xứng đôi đến vậy. Từng con đường cảnh đẹp nhất khách sạn, chính là cha cô thường cầm vai mẹ cô, cùng nhau dọc theo con đường dài ven biển, vừa nói vừa cười đi về phía trước cô lúc đó liền đứng đu oxy si ánh mặt trời, ngọt ngào cười. Hai mắt đường khả hình trong nháy mắt đẫm lệ, nhìn Dương Lệ Vũ. Dương Lệ Vũ cũng trầm lặng mà mỉm cười như mặt, nhìn về phía đường khả hình, nói cô lúc đó không nên hoài nghi cô không phải mẹ cô sinh ra, bà ấy mang thai cô 10 tháng, vô cùng vất vả, thường mặc một chiếc váy bầu dài màu lam, sách theo canh hầm mà cha cô thích dùng nhất, đến phòng làm việc của cha cô tìm ông ấy, có đôi khi đi bộ mệt, liền chống hông ngồi bên cạnh sofa trên đại sảnh, nặng nề thở dốc. Đường Khả Hinh nghe lời này, tức khắc hỏi Dương Lệ Vũ, nói, vậy rốt cuộc tôi sinh tháng mấy? Dương Lệ Vũ nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, cô sinh tháng 3. Vậy tại sao? Hai mắt Đường Khả Hinh lóe lên nhìn Dương Lệ Vũ, nói chứng minh thư của tôi lại là tháng 7. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Dương Lệ Vũ dừng lại, nhìn cô. Đường Khả Hinh lại khẩn trương nhìn bà. Hai mắt Dương Lệ Vũ cũng lóe lên, mới chậm chạp cúi xuống, yếu ớt nói, cô được 7 tháng thì sinh non, nhưng mà cha cô muốn che giấu chuyện này, cuối cùng suốt 2 tháng, mẹ cô cũng không xuất hiện trước mặt người khác. Vì sao? Đường Khả Hinh khiếp sợ hỏi. Dương Lệ Vũ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt háo hức đầy nghi ngờ của Đường Khả Hinh, bà mỉm cười nói, bởi vì lúc đó mẹ cô vì cha cô đi làm một chuyện. Chuyện gì? Đường Khả Hinh khẩn trương hỏi. Dương Lệ Vũ hởi ngửa mặt, yếu ớt nhìn về phía bộ dáng của Đường Khả Hinh như vậy, lại vươn ngón tay thon dài, kẹp điếu xì gà đang khói bay dày đặc, đưa vào trong miệng hít một hơi, lại mang theo vài phần nghi ngờ nói, tôi cho cô biết tất cả chuyện này, cô sẽ có đủ dũng khi gánh vác chứ. Trong lòng Đường Khả Hinh lại nhảy dựng lên. Dương Lệ Vũ nhíu mày, nhìn về phía cô, hỏi lại, đủ không? Sau khi hai mắt lóe lên, Đường Khả Hinh liền tỉnh táo lại, thanh âm có lực nói, không ai trời sinh muốn gánh vác cái gì cả, chuyện quan trọng nhất, tôi có muốn biết chuyện này hay không thôi, chuyện này có đáng giá để tôi làm, để tôi phải trả giá hay không thôi. Dương Lệ Vũ nghe lời này, mỉm cười, mới ngẩng đầu nhìn về phía đường Khả Hinh, nói, mấy chục năm trước, một huyện Yên Bình đã xảy ra một sự kiện cả thôn trang chúng độc trì vì rượu nho, chuyện này, vì do tưởng lão. Đường Khả Hinh tức khắc kinh ngạc nhìn Dương Lệ Vũ, nói chúng độc trì vì tưởng lão sao. Dương Lệ Vũ lại hít một hơi xì gà, hai chồng mắt lóe ra vài tia hận ý, nhíu mày, mỉm cười nói cô có biết sự việc chúng độc chỉ năm đó, chết bao nhiêu người không? Đường Khả Hinh cường liệt nhìn bà. Dương Lệ Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhìn cô, lại nhíu mày, chậm rãi mở miệng, nói hơn 300 người. Hơn 300 người, liên tiếp tử vong, lo lắng điên cuồng cào xé phổi mà chết. Đường Khả Hinh tim bỗng phát lạnh, dường như cảm giác được một sự thật đáng sợ, Sắp sửa hiện ra, hơi thở của cô có phần gấp gáp không ổn định, cảm thấy có chút hít thở không thông. Dương Lệ Vũ nhấp nháy hai mắt, lại mãnh liệt nhìn về phía Đường Khả Hinh, trong lòng mang theo vài phần bi thương, cười lạnh nói, lúc đó, cô sẽ phát hiện, mạng sống không còn là mạng sống nữa, chỉ là một con kiến hôi trong vũ trụ này, một thôn trang vốn tràn ngập sức sống, qua một đêm, tràn đầy mùi vị của sự chết chóc đáng sợ, bao nhiêu năm sau, cô đi đến chỗ đó, đều sẽ có một cảm giác nặng nề những âm hồn ấy chết đi vẫn còn vất vưởng trên không trung đường khả hình sắc mặt trắng bệch nhìn dương lệ vũ giọng nói nặng nề sợ hãi hỏi làm sao bà biết được cụ thể như vậy dương lệ vũ mỉm cười nhìn đường khả hình nói tôi sao lại không biết bởi vì năm đó người cùng đi với mẹ cô đến đó là tôi đường khả hình khiếp sợ nhìn bà nói là bà vì sao mẹ tôi lại muốn đi đến đó dương lệ vũ ngước mắt nhìn về phía đường khả hình hai chồng mắt lóe ra ánh nhìn mãnh liệt sâu xa nói đi chuộc tội tim đường khả hình bỗng nhiên phát lạnh nhìn về phía dương lệ vũ tức khắc nói tôi không tin cha tôi làm việc có trách nhiệm như thế ông ấy tuyệt đối sẽ không làm nên chuyện táng tận lương tâm càng không thể nào để cho mẹ tôi một người phụ nữ đang mang thai đi làm loại chuyện đó chấm than ngoặc kép dương lệ vũ có chút buồn cười nhìn đường khả hình nói ông ấy cho mẹ cô đi làm chuyện gì mẹ cô chính là huyện trưởng ở nơi đó Người bị chết trong đó, có ông ngoại, bà ngoại cô. Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh khiếp sợ mở to mắt nhìn Dương Lệ Vũ. Hai mắt Dương Lệ Vũ cũng chấp lóe nhìn đường Khả Hinh nói, chính vì như vậy, mẹ cô mới vì chuyện này, vì cha cô, vì hoàn cầu, trở lại đó cha hỏi chuyện tử vong năm đó. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường Khả Hinh cả người lập tức cảm thấy khó thở, hai tròng mắt lóe lên, có vô vàn nghi hoặc, lại ngẩng đầu, Hỏi, một người muốn điều tra một việc, nhất định phải là lúc đó đã xảy ra chuyện gì uy hiếp đến một số người cùng với lợi ích. Năm đó xảy ra chuyện gì, mẹ tôi lại phải đi về huyện để điều tra án cũ. Hơn nữa còn bí mật trở về, mẹ tôi đã tra được gì rồi? Chương 900, bởi vì Dương Lệ Vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh, tiếp tục mỉm cười nói, việc này, cô vì sao lại không tự mình đi hỏi mẹ cô cho rõ? Đường Khả Hinh giật mình nhìn về phía bà ấy, dương lệ vũ nặng nề thở một cái ngón tay đột nhiên có chút run rẩy kẹp điếu xì gà mạnh mẽ hít một hơi mới yếu ớt nhả ra nói dù sao cũng đã nhiều năm như vậy rồi bao nhiêu người giữ lấy cái bí mật này mỗi người biết đến cũng chỉ là một chút như vậy có lẽ người chân chính biết được sự thật là những linh hồn đã chết oan đi bao gồm cả vị chiến công vĩ đại đã lên thiên đường kia tưởng lão đường khả hinh nghe thấy những lời này im lặng không lên tiếng dương lệ vũ yếu ớt ngồi ở một bên ánh mắt run rẩy, cười nói, tôi với mẹ cô đi đến mảnh vườn trồng nho kia, đều sợ đến ngây người, bởi vì trên mảnh đất minh mông kia, là biết bao nhiêu oan hồn, những cây nho cao lớn, chúng nó không có bị tàn phá liền không ngừng vươn lên, những dây leo tựa như những oan hồn vùng vẫy, khắp nơi vươn lên, đằng sau những chiếc lá xanh mướt là những quả nho, thấm đẫm máu, từng quả từng quả đầy đặn trong suốt thẩm thấu hương vị ngọt ngào. Nhưng là không người nào dám thử, mẹ của cô lúc đó muốn đích thân nếm thử một quả, nhưng tôi đã ngăn bà ấy lại, tôi sợ nó có độc, ảnh hưởng đến thai nhi. Bà ấy mỉm cười không tin, liền cứ như vậy đem một quả nho cho vào trong miệng. Đường khả hình có chút cấp thiết nhìn về phía bà. Dương lệ vũ mỉm cười, yếu ớt nói kết quả, bà ấy lại không có việc gì. Bà ấy mỉm cười nói nho ăn thật ngon, rất ngọt, tựa như hồi bé cha mẹ mình tự thân lựa chọn vậy, trong veo ăn thật ngon. Bà ấy muốn chứng minh thực tế rằng, chồng của mình chọn mảnh đất kia, tuyệt không có sai. Đôi mắt đường khả hình ngập nước. Dương Lệ Vũ mỉm cười nhìn về phía đường khả hình, thật tình nói, mẹ của cô đã từng là một người phụ nữ vô cùng dũng cảm, vì chồng, vì lý tưởng của ông ấy, mà trả giá bằng tất cả. Đường khả hình không hiểu cúi đầu, tùy ý để nước mắt rơi xuống, lại vẫn như cũ không rõ, nghẹn ngào nói kia. Vậy vì sao cha tôi vào tù không lâu, bà ấy liền bỏ tôi đi lấy người khác thậm chí vẫn luôn không đến thăm cha tôi. Chấm hỏi ngoặc kép. Dương Lệ Vũ dừng lại một lúc, mới yếu ớt nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại khẩn thiết ngẩng đầu, rơi lệ nhìn về phía Dương Lệ Vũ, thực sự muốn biết được chân tướng sự việc này, nói tôi van cầu bà, nói cho tôi biết, đây là vì sao a? À? Dương Lệ Vũ hơi thu lại sắc mặt, thở dài một cái, mới nhàn nhạt nói, bởi vì bà ấy hận cha cô. Đường Khả Hinh thật khẩn trương nhìn về phía Dương Lệ Vũ, hỏi vì sao chứ bởi vì ông ấy vứt bỏ các người vứt bỏ hết thảy tất cả tiến vào mục giam dương lệ vũ nói trong lòng đường khả hình chấn động mạnh một cái nhìn về phía dương lệ vũ kích động run rẩy hỏi ý của bà là cha tôi thật là bị oan uổng đi vào ông ấy là bị oan uổng đi vào có đúng hay không ông ấy là cam tâm tình nguyện đi vào chấm than ngoặc kép dương lệ vũ nhìn về phía đường khả hình cắn chặt răng nói ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình lập tức sợ đến ngây người nói, ông ấy. Ông ấy là cam tâm tình nguyện đi vào. Ông ấy là cam tâm tình nguyện đi vào, chấm than ngoặc kép, dương lệ vũ lại lặp lại một lần nữa, mới ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình, yếu ớt nói tất cả đều là chính ông ấy cam tâm tình nguyện đi vào. Ông ấy vì hoàn cầu, trả giá tất cả, bao gồm cả hy sinh vợ mình, hạnh phúc của con gái mình. Mẹ cô sao có thể không hận ông ấy chứ? Ông ấy cứ như vậy bỏ mặc ba mẹ con các người, sau khi cha cô vào tù, đột nhiên những thứ văn thư giả tạo ấy, rồi tham ô, tất cả tất cả mọi thứ, toàn bộ đều hiện lên. Tôi Vĩnh Viễn cũng không quên cái buổi tối đáng sợ kia, những người trong bóng tối ấy, đột nhiên xuất hiện, đem mẹ cô chôn sống trong một cái hố, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, ép hỏi từ đầu tới cuối những gì mà mẹ cô đã điều tra năm ấy tại cái huyện kia, mẹ cô đến chết cũng không chịu nói, đến chết cũng chỉ nói là không biết, chỉ là bị chôn dưới đất bà ấy ngửa đầu kêu trời kêu đất khóc lóc, khóc cho anh em cô, hai đứa trẻ tuổi nhỏ, đáng thương tội nghiệp. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên cảm giác được một trận sợ hãi vươn tay, bịt lấy đôi môi đang run rẩy của mình, trong đôi mắt đều bị bao trùm bởi một nỗi hoảng sợ kinh hoàng, trong đầu chỉ còn lại là bóng dáng người mẹ già đáng thương. Dương Lệ Vũ lại thật sâu nhìn về phía đường khả hình, rõ ràng nói, khi đó, cô còn nhỏ, nhưng là anh của cô đã trưởng thành, nó cùng với tôi trốn trong bóng đêm nhìn thấy tất cả, nó sợ, nó sợ mình cũng giống mẹ cô bị chôn sống như vậy, nó chạy, chạy càng ngày càng xa, tôi khi đó cũng sợ hãi, tôi sợ chết, tôi trốn ở góc phòng, nhìn mẹ của cô bị người khắp sắp sửa vùi lấp, cuộc đời của tôi chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Quá đáng sợ, tôi mềm yếu vô lực, tôi thật đáng chết, tôi đáng bị thiên đao vạn quả. Đường khả hình thở gấp, trong đôi mắt run rẩy chứa đầy phẫn nộ, bàn tay không tự chủ được nắm chặt lấy vạt áo trước ngực mình. Đau, đau quá. Dương lệ vũ cắn chặt răng, hai mắt ngấn lệ, lại như bị vây hãm trong nỗi kinh hoàng ấy, trên mặt có co quắp cùng sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn về phía cơn mưa đêm thê lương bên ngoài cửa sổ kia, mới trầm trọng nói, mẹ của cô bị lăn qua lộn lại, đại nạn không chết, bà ấy sợ, bà ấy thực sự sợ, bà ấy sợ hãi bí mật kia bị vạch trần. Mình và đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện, bà ấy cũng sợ hãi một ngày mình còn giữ cái bí mật này, thì một ngày không xa đều sẽ phải chết. Bà ấy nghĩ trước nghĩ sau, vì không muốn liên lụy tới hai anh em các người. Liền chịu đựng cốt nhục chia lìa, nghĩa làm người oán hận cha cô, cách các người càng xa càng tốt, bởi vì một người cha đã như thế, nay thêm một người mẹ trên người mang đầy nguy hiểm cùng đen đủi Bà ấy làm như vậy tất cả đều là bất đắc dĩ, cũng hiểu được, để cô có thể an toàn lớn lên, có thể trưởng thành, phải để cô tự mình bước đi, chỉ khổ cho bà ấy nhiều năm như vậy vẫn luôn nhớ thương con gái của mình đường khả hình nghe xong những lời này trái tim như bị vỡ nát đau đớn đau đau quá đau đến hít thở không thông đau đến nói không nên lời rơi lệ hồi tưởng lại người mẹ vẫn thường ngồi trước mặt mình hèn mọn cúi đầu rơi lệ nói mẹ xin lỗi con cô lại hối hận khi nhớ tới ngày đó trong cửa hàng nhỏ chính mình nói ra những lời nói độc ác đối với mẹ thậm chí nói ra mình không phải là do mẹ sinh ra trái tim lại một trận co rút đau đớn thống khổ co quắp rơi lệ nghẹn ngào khóc gọi mẹ xin lỗi con vì sao lại có thể để cho người nhìn con đến thời gian một bát mì cũng không muốn cho chứ con thực xin lỗi mẹ con biết sai rồi dương lệ vũ chợt cảm thấy thân thể một trận co quắp đau đớn sáng sớm hôm nay độc trì lại phát tác trên cơ thể bà bà yếu ớt nhìn về phía đường khả hình hai chồng mắt chứa đựng nước mắt cùng hàm chứa sự luyến tiếc cuộc đời bà biết chút nợ nần kia có muốn hay không cũng sẽ phải đến bà cố nén sự thống khổ đang vây hãm khuôn mặt co quắp đầy áy náy nói qua nhiều năm như vậy, Tổng Giám Đốc Đường. Đối với tôi ân trọng như núi, cho tôi thật nhiều thứ, thế nhưng tôi lại đem đến vận rủi cho gia đình ông ấy, tôi. Tôi, tôi bởi vì sợ, cho nên tôi không có vươn tay giúp đỡ. Tôi dù xa hay gần đều biết tình huống của các người, nhưng tôi tuyệt không dám dính vào. Tôi mặc dù biết cô về sau bị hủy dung, ra tài bạc triệu, nhưng tôi vẫn không dám tiếp cận cô, đây là báo ứng. Đây mới thật là báo ứng. Bà nói xong, chợt cảm thấy một mùi máu tanh sông thẳng đến, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế xuống, ngước khuôn mặt tái nhợt lên, yếu ớt nhìn về phía đường khả hình, đôi mắt lộ ra mấy phần thê lương, bi ai cùng thống khổ, thở dốc nói, tôi hôm nay muốn nói với cô một câu nói cuối cùng, không nên oán hận mẹ cô, lại càng không nên vì sự việc gì sắp xảy ra, mà động chạm tới bí mật kia. Cố gắng sống sót đi, sống cho thật tốt, đừng để cho mẹ cô khổ sở nhiều năm như vậy, tất cả lại thất bại trong gang tắc, bà ấy thực sự quá khổ rồi. Bà ấy là một người mẹ vĩ đại. Nước mắt đường khả hình từng đợt từng đợt tuân trào, nhớ tới người mẹ nhiều năm vẫn luôn chịu khổ như vậy, cô vừa đau lại vừa hận, ngẩng đầu khiếp sợ cùng phẫn nộ nhìn về phía Dương Lệ Vũ, hỏi, rốt cuộc, là ai, muốn đối xử với cha mẹ tôi như vậy? Nói cho tôi biết, chấm than ngoặc kép. Dương Lệ Vũ chợt cảm thấy thân thể đau đớn, dường như muốn đem tính mạng của bà cắn nuốt, sắc mặt bà lại tái nhợt, trầm mặc nhìn về phía đường khả hinh, hai tròng mắt run rẩy, mang theo vài phần do dự, nhưng cố gắng chống đỡ thân thể run rẩy đứng lên, nhìn về phía phòng ăn đầy hoa lệ như một cách để ôm ấp một thứ tình cảm với đường trí long, nước mắt của bà rơi xuống, nhưng vẫn loạn choạng cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa yếu ớt nói tôi mệt mỏi rồi. Cô hôm khác lại đến đi. Gì, chấm than ngoặc kép, đường khả hinh nhất thời rơi lệ đứng lên, kích động nhìn về phía dương lệ vũ, Dương Lệ Vũ bộc lộ chút quyến luyến đối với sinh mệnh, vừa loạn choạng cất bước đi trên sàn nhà u ám, vừa yếu ớt nói, sinh mệnh ngắn ngủi có mấy chục năm, lúc người tới, người cái gì cũng không mang đến, lúc người đi, cái gì cũng không mang đi, nếu như cô không thể an ổn mà sống, sẽ phải học được cách nhát như chuột, tôi có thể nhìn thấy được con gái của Tổng Giám Đốc Đường, cứng cỏi cùng nghị lực vô cùng giống với ba của mình như vậy, đã là một niềm an ủi lớn. Là một an ủi lớn, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành, nhưng là thế giới của tôi không hiểu sao lại trở về hai mươi mấy năm trước mẹ của cô vì để chứng minh là chồng mình không sai ở đó nơi bầu trời xanh thẳm nhiều đóa mây trắng nhẹ nhàng lơ lửng đã ăn vào quả nho trong veo kia dũng cảm cùng tín nhiệm của bà ấy tự nhiên được truyền thừa đến trên người của cô đó là một thứ tình cảm mỹ lệ tuyệt vời đó là khoảnh khắc mà cả đời tôi cũng không tìm thấy được bởi vì tôi không đủ dũng cảm gì đường khả hình lại rơi lệ nhìn về phía bà ấy sinh mệnh truyền thừa là mang đến sự dũng cảm cho cô dương lệ vũ đột nhiên mỉm cười một cái nước mắt chảy xuống lại ở trong lúc sắp té xỉu yếu ớt nói đi 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 gặp mẹ của cô đi gặp bà ấy nhiều năm trôi qua như vậy đây có lẽ là việc cuối cùng tôi có thể làm cho chị tú dung bà ấy vẫn biết tôi yêu cha cô nhưng chưa bao giờ kích động chưa bao giờ nhục mắng vẫn luôn đối xử với tôi như em gái đường khả hinh vừa nghẹn ngào rơi lệ vừa nhìn về phía Dương Lệ Vũ như say rượu gục trên mặt bàn, trong khoảnh khắc cô nhớ tới mẹ mình, trong nháy mắt chạy như bay ra khỏi phòng ăn, hòa lẫn vào trong làn mưa đêm kêu to, mẹ. Dương Lệ Vũ đứng ở lầu hai phòng ăn, yếu ớt quay đầu lại, nhìn về phía đường khả hinh lao ra cửa lớn, sắc mặt bà tái nhợt nở nụ cười cuối cùng trong cuộc đời, ngã sắp xuống trước bàn, nhắm hai mắt lại, máu tươi tràn ra khóe miệng, bàn tay nắm chặt mạnh mẽ trong gió. Audio điện tử võ tấn bền chương 901, sự thực. Mưa, nhẹ nhàng rơi. Một chiếc taxi thắng gấp ở trước cái hẻm nhỏ, đường khả hình hai mắt rưng rưng, cả người loạn trọng sốt ruột nhảy xuống xe, dẫm lên bùn đất ẩm ướt đi về phía trước. Trong đầu xuất hiện rất nhiều điều muốn nói với mẹ, nghẹn ngào nức nở run rẩy gọi mẹ. Mẹ, tí tách, ngõ nhỏ thật sâu thật sâu. Đường khả hình thở phì phò, tay chống vào tường loang lổ, hai mắt run rẩy rơi lệ, sốt ruột chạy về phía trước. Trong ngõ nhỏ, có một bóng đèn sáng lan tỏa ấm áp ra xung quanh. Đường khả hình rơi lệ suốt ruột đi về phía trước, nhìn về phía cái biển hiệu quen thuộc kia. Lòng cô bỗng nhiên tê dần, nhanh chóng bước lên phía trước, hai tay đập vào cửa, gọi to, mẹ. Mẹ, mở cửa cho con, mẹ, chấm than ngoặc kép. Âm thanh thê lương vang lên trong đêm mưa. Đường khả hình đứng ở ngoài cửa hàng rơi lệ. Không bao lâu, đèn trong cửa hàng đột ngột sáng lên. Lý Tú Dung mặc quần áo mỏng mặc ở nhà, bên ngoài khoác áo ngủ, cứ như thế bước ra ngoài, nghe thấy tiếng khóc của con gái, hai mắt không kiềm chế được rơi lệ. Bà mở cửa ra, ánh đèn len lỏi ra bên ngoài, bà nhìn thấy con gái đang khóc thương tâm ngẩng đầu lên nhìn mình, bà khiếp sợ gọi Khả Hinh. Đường Khả Hinh chừng hai mắt đẫm lệ, nhìn mẹ mặc áo sơ mi mỏng, quần dai màu đen, khoác áo ngủ bên ngoài, búi tóc cao, sắc mặt tiểu tụy mang theo tâm trạng buồn bã, lo lắng đang đứng trước cửa hàng nhìn mình, nước mắt của cô rơi lã trã, đột nhiên quỳ xuống trước mặt mẹ, ngẩng đầu lên sám hối, nghẹn ngào nói, mẹ con sai rồi, con xin lỗi người. Chấm than ngoặc kép, khả hinh, Lý Tú Dung nhìn bộ dáng này của con, kinh hãi cúi đầu, đau lòng nói, con làm sao vậy? Đường khả hinh ngẩng đầu, đau lòng nhìn mẹ, lại tiếp tục quỳ, nghẹn ngào nước nở nói, mẹ, con không biết nhiều năm nay mẹ chịu nhiều đau khổ như vậy. Thế nhưng con chưa bao giờ ngừng giận mẹ vì đã bỏ rơi con và cha, vì vậy con không có lần nào nghĩ cho mẹ. Vẫn luôn không nghĩ. Lý Tú Dung đứng ở một bên, nắm chặt áo ngủ, chân mềm nhún, cúi đầu xuống đau lòng, nghi ngờ nhìn con gái. Đường khả hình nhìn sâu vào mẹ, nước mắt lại rơi nhiều hơn, nghẹn ngào nói, thế nhưng vì sao cho tới bây giờ con cũng không có nhớ tới. Hồi bé con thường xuyên bướng bỉnh, mẹ cầm roi muốn đánh con, mẹ liền quay mặt đi để khóc, vào những buổi tối mẹ thường lén lút vào phòng con đắp chăn cho con, thậm chí lúc cha bị bắt vào tù mẹ vì con và anh mà phải đau khổ cầu xin. Trong nháy mắt hai mắt của Lý Tú Dung tràn đầy nước mắt, trên mặt run rẩy, kích động, co quắp có chút thê lương cùng đau khổ, nhìn con gái nghẹn ngào hỏi, làm sao con biết được chuyện của buổi tối hôm đó. Mẹ, đường khả hình lại ngửa đầu rơi lệ nhìn bộ dáng của mẹ, vì mẹ và cô đã xa cách nhiều năm như vậy, cô đau lòng rơi lệ nói, mẹ dành tình yêu thương cho con, thế nhưng con lại hận người, thực ra mẹ là người rất dũng cảm, vì cha mà đi đến vườn nho, qua nhiều năm như vậy mà con hiểu lầm mẹ không yêu cha." Thân thể Lý Tú Dung chấn động mạnh một cái, rơi lệ, trong nháy mắt bà cầm tay của con gái kéo cô vào trong cửa hàng rồi đóng cửa vào, vỗ nhẹ mặt con gái, sốt ruột hỏi, "Khả Hinh, con nói cho mẹ, sao con có thể biết việc này?" Đường Khả Hinh cảm nhận được thân thể của mẹ, đau lòng, nước nở nói, "Làm sao con biết không quan trọng, quan trọng là mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới." mẹ vẫn còn yêu cha, vẫn yêu như trước. Nước mắt của Lý Tú Dung chảy xuống, lại khẩn trương cùng lo lắng vỗ mắt con, giọng nói nặng nề hỏi con nói cho mẹ. Rốt cuộc ai nói đã nói cho con biết việc này, nói cho mẹ biết đi. Đường khả hình nghẹn ngào rơi lệ lắc lắc đầu, nói con không biết, có một người phụ nữ hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, cô ấy là chủ của một phòng ăn. Sắc mặt Lý Tú Dung trong nháy mắt tái nhợt, tay run run rẩy run rẩy nắm chặt cánh tay con gái, chuyện cô từng chút trở về, đó là lệ vũ đã nói ra tất cả, bà một trận thê lương cúi đầu, nghẹn ngào ôm con gái rơi lệ, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, lệ vũ, đã nhiều năm như vậy, bà còn nói việc này ra làm cái gì? Mẹ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đau lòng nắm chặt tay mẹ, nước mắt nhanh chóng chảy xuống nói, mẹ, chấm than, mẹ bị ủy khuất nhiều năm như vậy, con gái phải hiếu thuận chăm sóc tốt cho mẹ, con sẽ nỗ lực đem tất cả điều tốt đẹp đến cho mẹ, rồi cứu cha ra khỏi tù. Chấm than ngoặc kép, Lý Tú Dung chừng mắt hai mắt đẫm lệ, run rẩy nắm hai tay con gái, khẩn trương cùng vội vàng nói, khả hinh. Con nghe mẹ nói, trong cúa khứ mẹ chịu sống khổ cực là muốn con được sống tốt. Chuyện này đều đã qua, con ngàn vạn lần không được dính vào chuyện này. Sau này cũng không cần đến tìm mẹ, biết không? Mẹ, chấm than ngoặc kép, đường khả hinh một trận thống khổ kêu, kích động nói, con gái mẹ không phải người tham sống sợ chết, nhiều năm qua con hiểu lầm như vậy mẹ biết con khổ sở như thế nào không? Con không quan tâm con có nguy hiểm hay không? Con chỉ muốn cha mẹ được sống vui vẻ khỏe mạnh, chấm than ngoặc kép. Khả hình, chấm than ngoặc kép, Lý Tú Dung lại trầm giọng thống khổ kêu lên, khẩn trương nói, con nghe mẹ nói. Này tất cả đều đã qua, toàn bộ đều đã qua, mẹ nhịn nhiều năm như vậy, rốt đợi đến khi con trưởng thành mẹ không muốn con tìm hiểu về chuyện này. Con hãy sống tốt cuộc sống của con, hãy mạnh mẽ hơn so với quá khứ như thế là mẹ vui mừng rồi. Đồng ý với mẹ, không được truy cứu chuyện này. Mẹ muốn con được an toàn khỏe mạnh lớn lên. Chấm than ngoặc kép. Mẹ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình rơi lệ nhìn về phía Lý Tú Dung, lại đau lòng nói, mẹ cùng cha đều sai rồi. Bí mật là giấu không được, không phải mẹ cùng cha biến mất khỏi thế gian này thì bí mật sẽ biến mất hiện nay hoàn cầu cũng đang gặp nhiều vấn đề tất cả đều đến cùng một lúc không ai có thể ngăn chặn được con gái không thể lờ chuyện này đi được chấm than ngoặc kép lý tú dung khiếp sợ hỏi hoàn cầu đã xảy ra chuyện gì con không biết chỉ là gần đây từng chuyện đáng sợ đều từ từ tới chấm than ngoặc kép đường khả hinh lại nắm chặt tay của mẹ vội vàng nói mẹ mẹ nói cho con biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì con van cầu người nói cho con biết đi lý tú dung mâu thuẫn do dự mẹ chấm than ngoặc kép đường khả hinh lại đau lòng rơi lệ nắm chặt hai tay mẹ khẩn thiết khóc nói mẹ có biết con mong muốn được sống cùng cha mẹ như thế nào không con còn tưởng tượng trong quá khứ cha mẹ đứng phía sau con cùng đón ánh sáng mặt trời rồi cùng con vui đùa nếu như thời gian đã trôi đi thì hãy để cho con gái phụng dưỡng cha mẹ thời gian cuối đời cha mẹ đi đằng trước con gái sẽ đi theo phía sau lý tú dung rơi lệ mẹ nói cho con biết đi, năm đó xảy ra chuyện gì. Chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh lại cấp thiết gọi mẹ. Lý Tú Dung hai mắt lóe ra, đau lòng rơi lệ kiềm chế đã lâu, rốt cuộc nắm chặt tay của con gái kéo vào phong bếp, đứng trong bóng tối mới nhỏ giọng yếu ớt nói, khả Hinh. Mẹ nói cho con biết, hơn 30 năm trước, ở làng nhỏ xảy ra chuyện chúng độc trì của rượu nho, lúc đó quả thực rất nhiều người chết. Thế nhưng vườn nho kia là mảnh đất mà cha con đề nghị tưởng lão khai phá chấm than ngoặc kép. Đường khả hình tâm bỗng nhiên phát lạnh, lại cấp thiết nhìn mẹ, nói con. Ba con. Đúng, chấm than ngoặc kép, Lý Tú Dung một trận khủng hoảng cùng sợ hãi nói, thế nhưng sự thực, cha con cũng không có gây ra chuyện kia. Chấm than ngoặc kép. Đã xảy ra chuyện gì? Đường khả hình lại khẩn trương hỏi. Lý Tú Dung nuốt khô ở cổ họng, yếu ớt nói, tưởng lão lúc đó muốn ở trong nước có giống nhau ràng riêng cho mình, cha con nhìn chúng mảnh đất kia, chỗ đó có sỏi đá, đất quý giá. Liền đề nghị chồng nho ở nơi đó thậm chí lúc đó còn cùng quan chức địa phương cấu kết. Chuyện này khá lớn. Đường Khả hình khẩn trương nghe. Thế nhưng, Lý Tú Dung hai mắt run rẩy kích động nói, nhưng bởi vì lúc đó hoàn cầu xảy ra một chuyện khác, tạm thời hoãn lại. Cha con cũng bởi vì chuyện này cha con đã từ trước ở hoàn cầu, rồi cử người khác cùng tần lão ra cùng nhau trông chừng mảnh đất kia trong đó còn bao gồm cả sở trưởng sở nghiên cứu cùng phu nhân. Việc này tiến triển rất tốt, rốt cuộc thu hoạch được vụ nho thứ nhất, khi đó tất cả mọi người đều rất thưởng thức, để ăn mừng đợt nho thứ nhất nghiền ép thành công, người phụ trách hoàn cầu tổ chức tiệc mời tất cả người trong thôn đến ăn mừng cùng thưởng thức rượu nho, nhưng bọn họ uống vào không bao lâu, liền bị chúng độc chỉ phải bỏ mình, trong đó còn bao gồm ông ngoại và bà ngoại của con. Mẹ lúc đó đã đang ở ngoài đọc sách, không ở nơi đó, tránh được một kiếp, nghe nói không ít đứa nhỏ nhặt quả nho lên ăn cũng bị chết, thây trải khắp cánh đồng. Người của sở nghiên cứu, người phụ trách của Hoàn Cầu và Tần Lão Gia cũng đều bị chết. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình trong lòng cảm thấy ớn lạnh, lại khẩn trương hỏi, vậy chuyện này không có điều tra sao? Lý Tú Dung chợt cảm thấy trong lòng lạnh buốt, sắc mặt tái nhợt nói, điều tra. Thế nhưng mọi người ở vườn nho đều đã chết, tìm hiểu làm sao được. Đường Khả Hinh liền tiếp theo nói, vậy chuyện này, cứ như vậy không giải quyết sao? Nhưng, chấm than ngoặc kép, trong bóng đêm Lý Tú Dung nhìn về phía con gái Khẩn Trương nói, lúc đó bởi vì chuyện này, tác động quá lớn, thủ tướng phái quan lớn xuống, tự mình muốn điều tra chuyện này, thế nhưng không biết vì sao, đi một vòng trong thôn, liền hướng tuyên bố ra ngoài là sẽ tiếp tục phái người bắt tay vào làm điều tra, lại làm cho chuyện này không giải quyết được gì, bên ngoài vẫn truyền tin bởi vì tưởng lão không chịu trả tiền mua đất nên mới để cho hơn 300 người trong thôn chết oan chấm than ngoặc kép sự thực có phải thế không ạ à? đường khả hình khẩn trương hỏi chương 902, bình an vô sự lý tú dung nhìn thật sâu vào đôi mắt đường khả hình do dự rất lâu cuối cùng lắc lắc đầu yếu ớt nói không phải chấm than ngoặc kép đường khả hình lại khẩn trương cùng suốt ruột nhìn về phía bà ấy hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào a à? đôi con người lý tú dung không ngừng lóe sáng kéo con gái ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong góc phòng bếp bàn tay rét run hơi run rẩy nắm lấy bàn tay của con gái, rồi nói tiếp tất cả mọi người đem chuyện này, đặt ở trên người tưởng lão, ai cũng suy đoán rằng trong quá trình sản xuất rượu nho đã xảy ra chuyện, thế nhưng lại không có ai quan tâm đến quan viên hợp tác với Hoàn Cầu. Hai mắt đường khả hình sáng ngời, khẩn thiết nhìn về phía Lý Tú Dung. Lý Tú Dung liên tục thở dốc, đau lòng bất đắc dĩ nói, đáng thương cho ông ngoại, bà ngoại của con, cứ ra đi một cách không minh bạch như vậy. Ngay cả oan hồn cũng có khi đã truy đuổi tưởng lão, cùng lúc đó còn có cả đám người trưng cất rượu. Kỳ thực chuyện này, về sau mẹ mới biết, đây thật ra là một hồi chiến tranh giữa các quan viên. Lúc ấy vì để cho thị trưởng có thể nâng cao địa vị của mình, liền kéo theo cả quan viên giúp chúng ta khai phá vườn nho xuống nước. Chấm than ngoặc kép, trái tim đường khả hình tê dần, nhìn về phía Lý Tú Dung, khẩn trương nói ý của người là. Những quan viên này vì để cho mình có thể thăng chức nhanh, liền đem toàn bộ người trong thôn độc chết, Lý Tú Dung ngẩng đầu, nhìn về phía con gái, lại khẩn trương nắm lấy hai tay cô, thần kinh căng như dây đàn nói, khả hinh. Chấm than, con phải biết, đây không chỉ là một người, mà là cả một tập đoàn. Một tập đoàn đáng sợ, lúc đó mẹ trở lại, thăm hỏi rất nhiều người, mới rốt cuộc biết được trong buổi tối hôm ấy, lão trưởng thôn đã ở chỗ đó nghe thấy, ông ý nói đã từng có một ngày, chính ông ấy khi làm việc ở phòng nghiên cứu, không hiểu sao lại nghe được thanh âm lạ, liền kỳ quái dừng lại, thì nghe thấy có một quan viên nào đó gọi điện thoại, nói nhiệm vụ sắp sửa bắt đầu. Ông ấy không rõ, đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì, thế nhưng ông ấy lại nghe được cái tên bí mật quan viên nói. Nói được rồi, nếu như trang viên chồng nho hoàn thành, sẽ có rất nhiều quan viên được thăng chức. Cho nên tuyệt đối không thể để cho chuyện này xảy ra. Lúc đó lão trưởng thôn còn vì chuyện này mà cảm thấy quái dị, nhưng cũng không dám nói lung tung, cho đến khi thôn dân chúng độc, ông ý mới hiểu được tình huống đêm đó, nhưng lại bởi vì sợ cho nên vẫn không dám nói ra, cho đến lúc mẹ cùng ông ấy nói chuyện, ông ấy mới giản ruộng nước mắt đem chuyện hôm ấy kể lại. Điều này cũng không có thể trách ông ấy được, nhà ai cũng có vợ con, có đứa nhỏ, đều muốn người khôn thì giữ lấy mình. Lúc bà nói, nhớ tới chính bản thân mình cũng chịu ủy khuất, chợt cảm thấy đôi mắt lại tràn đầy lệ. Đường khả hình nghe được, cảm thấy trong lòng một trận run rẩy, sắc mặt có vài phần trắng bệch, nặng nề thở vài cái, mới làm cho mình bình tĩnh trở lại, Nhìn về phía mẹ mình hỏi lại kia, về sau thì sao ạ? À? Người và cha sao có thể lại để cho chuyện này tiếp tục được điều tra? Lý Tú Dung dừng lại một chút, mới nói tiếp, hoàn cầu từ sau chuyện này, vốn xảy ra đại sự. Nhưng bởi vì được Ủy viên Trương nỗ lực bảo vệ, nên tập đoàn cũng vì thế được bảo vệ, chuyện này còn có một phần công lao của cha con. Cha con lúc đó tự mình giới thiệu, nói mọi người trong hoàn cầu, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này có trời đất chứng giám càng không e ngại công bố chân tướng. Nhưng ít nhất muốn trả lại công đạo cho hơn trăm vạn công nhân, thì tập đoàn sẽ phải đối mặt với rất nhiều sóng gió, liên lụy đến mơ ước cùng kế sinh nhai của biết bao nhiêu người, chính phủ cũng sẽ không vì hơn 300 thôn dân tử vong mà để cho một tập đoàn khổng lồ như thế đóng cửa. Thế nhưng con cũng nói, bí mật là không thể giấu được, rồi sẽ có một ngày bị phát hiện, từ sau sự kiện thôn dân chúng độc trì tử vong, tưởng lão cùng cha con mơ hồ phát hiện ra, có người mưu đồ muốn mượn bí mật này lật đổ hoàn cầu, thậm chí nhắm thẳng vào tưởng lão. Phải biết rằng tưởng lão thế nhưng nhân vật trọng yếu ở hoàn cầu. Cha con vẫn cảm thấy sự kiện chúng độc trì nhiều năm trước có gì đó rất kỳ quặc, liền muốn phái người đi điều tra, để cho chuyện này triệt để lắng xuống, không thể trở thành họa lớn cho hoàn cầu. Khi đó, trong lòng mẹ đối với chuyện ông bà ngoại mất, vẫn có oan khuất, liền quyết định trở về một chuyến, mới đầu cha con còn không chịu, thế nhưng mẹ khăng khăng đi trước, bởi vì mẹ lớn lên ở đó mặc dù người trong thôn đại đa số đều tử vong thế nhưng ngoài núi kỳ thực vẫn còn gia đình sinh sống mẹ nghĩ muốn thông qua dấu vết để lại nhìn xem có thể phát hiện ra một chút chân tướng hay không ai biết lúc mẹ trở về thật vô cùng đáng sợ gia viên mỹ lệ thời thơ ấu kia vậy mà trong nháy mắt giống như quỷ thành chỉ có nho giống lúc đó cha con chọn là vẫn nguyên như cũ ở nơi đó không có người sắp xếp cắm dễ nảy mầm mẹ thực sự kích động, liền cắn răng đem chuyện này tra xét cho rõ ràng. Thế nhưng ai biết được, điều tra nghe ngóng đến cuối cùng, mẹ mới phát hiện, căn bản là không tra được, bởi vì chuyện này dính dáng đến rất nhiều người. Đường khả hình nắm chặt lấy hai tay của bà, khẩn trương nói, liền bởi vì như vậy, mà mẹ về nhà điều tra sự việc bị phát hiện. Cha lại vì xảy ra sự kiện phóng hỏa mà phải vào tù, người liền bị những người ẩn giấu trong bóng đêm ấy dần vặt đến đáng sợ. Đôi mắt Lý Tú Dung rưng rưng, cúi đầu, chịu đựng sự ủy khuất cùng hoảng sợ nói, bọn họ không phải là người, bọn họ là một đám ma quỷ, vì đạt được mục đích, giết người không chớp mắt. Dục vọng cùng quyền lợi là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này, nó có thể làm cho người ta biến thành ma quỷ. "Mẹ, con vẫn có chuyện không hiểu." Đường Khả Hinh khẩn trương nhìn về phía Lý Tú Dung, nói "Cha con là nhân vật quan trọng của hoàn cầu, vậy vì sao cha vào tù, mẹ lại không đi cầu cứu người nhà họ Tưởng?" cầu cứu, Lý Tú Dung phẫn hận nhìn về phía đường khả hình, nghiến răng nghiến lợi nói ta đến chết cũng sẽ không đi cầu bọn họ. Ta đến chết cũng không muốn ta cùng con gái của ta bị vướng vào chuyện này. Ta đến chết cũng không muốn các con phải chịu khổ giống ta như vậy. Ta đến chết cũng không muốn con ta cùng hai nhà trang, tưởng này có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Mẹ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình hiếu kỳ chính là một chuyện khác, kinh hãi nói, nhưng là chuyện này cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, Hoàn Cầu cũng được thủ tướng cùng ủy viên Trương che chở nhiều năm, hẳn là đã qua đi. Vì sao Hoàn Cầu vẫn còn liên tiếp xảy ra những việc như vậy chứ? Chẳng lẽ Hoàn Cầu thực sự còn có nhược điểm nào đó bị người nắm ở trong tay? Lý Tú Dung nhanh chóng đối với con gái nói, con phải hiểu được rõ ràng chuyện này, Hoàn Cầu năm đó được ủy viên Trương cùng cha của ông ta giúp đỡ, giữ được Hoàn Cầu không có việc gì, cái nợ này cần phải trả. Năm đó hơn 300 người dân bỏ mạng bao nhiêu sinh mạng của quan viên cùng tưởng lão buộc cùng một chỗ, tưởng lão nếu như không phải trả một cái giá đắt, thì ông ta có thể giữ cho hoàn cầu này đời đời thế thế vinh quang hay sao? Đường khả hình thức khắc hỏi, vậy hoàn cầu có thứ gì đó, bị uy hiếp sao? Lý Tú Dung thở gấp vài lần, lại nhanh chóng nói, năm đó sự kiện hơn 300 người tử vong, tần lão cũng trúng độc bỏ mình, thế nhưng thiếu ra tần ra, tức là cha của thị trưởng trước, tần như lãng đối với chuyện này tức giận bất bình, liền muốn vì cha mình hạ lệnh cha rõ chuyện này nhưng bởi vì nói chuyện với tưởng lão trong một đêm ông ta liền trở nên trầm mặc từ đó tần ra liền cùng tưởng trang hai nhà kết thành thế giao đêm đó bọn họ rốt cuộc nói chuyện gì ta mặc dù không rõ ràng lắm thế nhưng ta về sau nghe nói sự kiện chúng độc trì này đã bị người sau điều tra rõ bọn họ liền kiểm tra đối chiếu sự thật còn có văn kiện bí mật chân chính của tưởng trang hai nhà toàn bộ được cất giấu ở một nơi tập đoàn từ đó bình an vô sự, hỗ trợ, kiềm chế lẫn nhau, thế nhưng văn kiện bí mật này, rốt cuộc được cất giấu ở nơi nào, ta không biết, ta chỉ nghe nói, ban đầu bị tưởng lão đoạt được, cất giữ ở một chỗ, về sau lại bí mật biến mất. Đường khả hình trong nháy mắt nhớ tới chai rượu đỏ kia, ánh mắt chợt lóe, tức khắc trái tim như vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói, mẹ, nếu như chúng ta có thể tìm được tư liệu này có phải nếu tiêu hủy nó, tất cả mọi người đều bình an vô sự? Lý Tú Dung trầm trọng nhìn về phía con gái, tức khắc gật đầu, nói, đúng. Chấm than, tất cả mọi người đều bình an vô sự, bao gồm cả những người giết người như ma quỷ đó. Vậy hơn 300 thôn dân, bao gồm ông ngoại bà ngoại, còn có những đứa trẻ đáng thương đó, toàn bộ bị chết oan sao? Đôi mắt đường khả Hinh tràn đầy lệ nói. Khả Hinh chấm than ngoặc kép, Lý Tú Dung bất đắc dĩ nắm chặt tay cô, ngẹn ngào rơi lệ, lời nói thấm thía sinh mệnh con người thực sự yếu đuối. Nếu như con không thể làm cho mình trở lên cường đại, thì sẽ có một ngày nào đó con bị người khác khi dễ. Không phải như thế, Đường Khả Hinh nhanh chóng nhìn về phía bà, kích động nói: Con vẫn không tin có quỷ thần, thế nhưng con tin có tín ngưỡng. Mỗi sinh mệnh trong thôn đều là thuần khiết như vậy. Chúng ta không thể luôn luôn một mực hy vọng thượng đế sẽ có thưởng phạt phân minh, bởi rốt cuộc có thượng đế hay không? con vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, ông ấy quản được nhiều như vậy sao? Chúng ta không thể cứ thụ động cảm thấy, người khác cao cao tại thượng, chúng ta liền sẽ phải chịu khi dễ. Đây là là lý luận đích thực của thế giới sao? Tuyệt đối không có cái lý luận như vậy. Con không thể để cho chuyện này bị vùi lấp như vậy được, con cũng không thể để cho cha mẹ bị ma quỷ trong bóng đêm khi dễ. Con không phục, con không phục. chấm than ngoặc kép. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép. Lý Tú Dung đau lòng kích động nắm lấy tay của con gái nói, con chỉ là một người bình thường. Con có thể làm cái gì a? À? Chuyện này, con không cần lo nhiều như vậy. Chấm than ngoặc kép. Mẹ, chấm than ngoặc kép, Đường Khả hình sắc mặt ngưng trọng kích động nhìn về phía mẹ mình, nghẹn ngào nói, đó là hơn 300 thôn dân a. À. Bên trong còn có thật nhiều người làm ra những cống hiến đối với rượu nho của nước ta. Bao gồm cả thân nhân của họ, bằng hữu, cha mẹ của người còn có những người nghiên cứu dựa ưu đỏ trong sở nghiên cứu kia nữa hoàn cầu cũng không thể vẫn tiếp tục như vậy con ở hoàn cầu làm việc đã lâu chứng kiến đồng nghiệp của con cấp trên của con mang lại cho con sự nhiệt tình cùng ấm áp sư phụ mang lại cho con sự yêu mến cùng tín ngưỡng bọn họ phải đổ mồ hôi và máu trí tuệ và sự nhiệt tình làm sao lại có thể để cho những người cao quý như vậy bị lạm sát vô tội chứ vì sao mơ ước của họ lại bị những thứ ma quỷ kia trói buộc chứ chấm hỏi con không phục, con tuyệt đối không phục. Khả Hinh chấm than ngoặc kép, Lý Tú Dung lại đau lòng nhìn về phía con gái, rơi lệ nói: "Con muốn làm gì a? À? Con rốt cuộc muốn làm gì a? À? Con đừng dọa mẹ, đừng như vậy, mẹ nói cho con biết chân tướng này, chỉ là hy vọng con có thể bảo toàn được tính mạng. Không phải muốn con đi làm những chuyện khác a." À. Đường Khả Hinh dường như nghe được tiếng gọi của đồng nghiệp ở khách sạn, những người đó không phải cẩn trọng nhưng tràn đầy nhiệt tình cùng nhau bảo vệ cái nơi mà coi như gia đình kia những đồng nghiệp không ngừng khẩn trương làm việc đang mệt mỏi thở dốc những người đang từng ngày sống trong khói dầu dùng hết công sức của mình làm ra những bàn mỹ thực lại ở khi yến hội qua đi trầm mặc ngồi xổm trước bếp lò ăn bữa tối thanh đạm bằng bánh mì tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên hai người đàn ông vì hoàn cầu cống hiến tận tâm tận lực có đôi khi ở trước bàn làm việc ánh mắt chuyên sâu khiến lòng người kích động như vậy nước mắt của cô từng giọt từng giọt chảy xuống Khả Hinh, hoàn cầu nếu như hiện tại mà chấn động, liền có thể sụp đổ chỉ trong một đêm. Con nhất định không được liên quan đến chuyện này, mẹ van cầu con. Lý Tú dung lại khóc nói, mẹ. Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, đột nhiên lại kích động rơi lệ nhìn về phía bà. Thật tình nói, chúng ta là mang theo tình yêu đi tới cái thế giới này, không chỉ là do mẹ dưỡng dục, cha giáo dục, còn có thật nhiều thật nhiều. Con gái làm việc trong một tập đoàn, nhận được phòng làm việc sáng sủa, tứ bút, trí tuệ tín ngưỡng, yêu mến, tất cả tất cả những cái đó. Hết thầy tất cả, nếu như con một chút cũng không chịu trách nhiệm, thì lấy đâu ra mặt mũi nói chuyện về tín ngưỡng. Lấy đâu ra mặt mũi đối diện với những đồng nghiệp cùng con đồng sinh đồng tử. Chấm hỏi ngoặc kép. Khả Hinh, con muốn làm gì? Lý Tú Dung nhất thời kích động khẩn trương nhìn về phía con gái. Mưa đêm, vô số người trong bóng tối, đang từng bước từng bước hướng về con hẻm nhỏ đi tới. chương 903, vì anh, vì em. Tí tách, tí tách. Mưa vẫn không ngừng chút xuống. Vô số người bóng đêm, nhìn thấy cuối ngõ hẻm phía trước, liền lập tức muốn tung mình tiến lên, lại trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng súng đạn đều nghiêng người tránh né, nhanh chóng rút súng vô thanh ra, cùng bọn họ quyết một trận sống mái với nhau. Một cặp song bào thai nhanh chóng cầm súng xuất hiện, hai chân đạp lên mặt tường, cả người tung mình nhảy lên, quát to một tiếng, đồng thời rút súng lục, liền lập tức giết chết hai người bóng đêm, Lãnh Mặc Hàn cũng đón từng đợt mưa đạn mà người bóng đêm bắn qua đây, trong nháy mắt lên nòng súng, cùng bọn họ quyết đấu một trận kịch liệt, Uyển Thanh nhanh chóng cùng mọi người thật nhanh nhào vào cái hẻm nhỏ, kêu to, "Mau." Bảo vệ Đường tiểu thư cùng đường phu nhân an toàn, chấm than ngoặc kép. "Vâng, chấm than ngoặc kép." Hơn 10 người áo đen trong nháy mắt nhảy đến trước một bước chia ra trái phải xung quanh, quan sát tình hình. Uyển Thanh khẩn cấp đi tới trước ngôi nhà, dùng sức vỗ cửa, kêu to, "Đường tiểu thư!" đường phu nhân, chấm than ngoặc kép. Cô vừa đập cửa, vừa thở gấp, nhìn về phía cánh cửa cũ rích dễ dàng bị phá nát, đập mạnh hơn, kêu to, đường tiểu thư. Đường phu nhân, chấm than, nhanh mở cửa, chấm than ngoặc kép. Không lâu sau, Lý Tú Dung lại lần nữa mặc quần áo đơn giản, đón làn mưa nhỏ đi đến, tức khắc hoang mang mở cửa, nhìn thấy một cô gái trong trẻo dịu dàng động lòng người, bà lập tức kinh ngạc hỏi cô. Cô là ai? Uyển Thanh thở gấp, Nhìn về phía Lý Tú Dung khẩn trương nói: "Đường phu nhân, chào ngài. Chúng ta là Bảo Tiêu mà tập đoàn Hoàn Cầu phái tới, bởi vì Đường tiểu thư không hiểu sao lại mất tích, chúng tôi vô cùng lo lắng cho an nguy của cô ấy, xin hỏi ngài có biết tình hình của cô ấy không ạ?" Lý Tú Dung lập tức trong lòng dâng lên một cỗ rét lạnh, nhanh chóng nói: "Nó đã tới. Hơn 10 phút trước liền đi rồi. Khả Hinh đã xảy ra chuyện gì sao? Cô ấy đã tới." chấm than ngoặc kép Uyển Thanh thì thảo ba chữ này, mặc dù còn lo lắng, nhưng ít nhất vẫn biết là cô ấy tạm thời an toàn, liền thở hắt một cái, lập tức sai người nói, tức khắc bảo vệ đường phu nhân đến nơi an toàn. Lý Tú Dung nghe thấy những lời này, liền biết có chuyện xảy ra, sắc mặt lập tức tái nhợt nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con gái của tôi thế nào rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một hai giờ đêm đến gõ cửa, rốt cuộc có muốn cho lão tử ngủ hay không đây? một thanh âm khác truyền đến một người đàn ông tráng kiện hai mắt buồn ngủ vẻ mặt phẫn nộ đi tới mắt còn chưa thấy rõ ràng liền theo thói quen vung lên tay trong nháy mắt liền bổ tới trên mặt lý tú dung a à, một hồi tiếng kêu thê lương vang vọng quyền thanh trong nháy mắt ném người đàn ông vóc người vạm vỡ này qua tay ngón tay trong nháy mắt quấn lấy cổ tay hắn mắt nháy một cái chỉ nghe được răng rắc một tiếng cổ tay người này liền bị bẻ gãy a à, chấm than ngoặc kép Người đàn ông này ngã trên mặt đất, che tay của mình lại không ngừng thống khổ kêu to. Ai, chấm than ngoặc kép, Lý Tú Dung nhìn về phía người đàn ông ít nhiều cũng đã sống cùng với mình vài năm tháng, nhất thời có chút không biết phải làm sao. Đi thôi, sự tình rất khẩn cấp. Chấm than ngoặc kép, Uyển Thanh lập tức nắm lấy cổ tay của bà, sau đó phân phó Thanh Bình cùng vài bảo tiêu giúp bà ấy thu thập chút quần áo đơn giản, rồi lập tức rời đi. Đêm nay, mưa này không biết sẽ còn kéo dài đến bao lâu một người bóng đêm có hình xăm cây trúc nơi cổ tay, đang nhanh chóng tung người nhảy lên, thừa dịp lúc thủ hạ cùng đối thủ quyết đấu, bỗng nhiên một quyền muốn hướng lồng ngực lãnh mặc hàn đấm tới, thu tính chợt hiện lên trong ánh mắt lãnh mặc hàn, anh vươn hai tay tạo thành hình chữ thập, lùi về sau một chút, kẹp chặt nắm tay mà người đàn ông vừa tung qua đây, gầm lên một tiếng, dùng hai cánh nay như kẹp sắp này tới kẹp chặt người đàn ông, trong nháy mắt đem hắn đập thẳng xuống đất. Người đàn ông kia trong lúc ngã xuống, lại vươn bàn tay chỉ có bốn ngón ra, ngón tay như rắn rết, mãnh thế tiếp cận lồng ngực lãnh mặc hàn, đầu tiên là bốn ngón tay đâm thẳng đâm thẳng vào lồng ngực của anh, sau đó nắm chặt bàn tay lại đấm thẳng vào ngực anh. Lãnh mặc hàn mi tâm căng thẳng, cảm giác được một trận đau đến nghiêng trời lệch đất, hít sâu một hơi, hai tay nắm lại thành quyền, kéo mạnh thân thể của hắn đập xuống đất, khuỷu tay hút thẳng vào lưng dưới của hắn, phịch một tiếng, chỉ nghe thấy một trận thanh âm gãy xương vang lên, người nọ miệng phun máu tươi, muốn trốn đã đã không kịp, thanh bình nha một tiếng, tay cầm con dao, hướng bờ vai của hắn cắm mạnh một cái, nói, muốn chết. Còn rất sớm, chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn nắm chặt tay, đứng ở trong mưa, nhìn thấy Uyển thanh đã bí mật mang người đi, anh lập tức muốn cất bước tiến lên, lại cảm giác có một phi tiêu sắc bén, soạt qua gương mặt của anh, tao thành một vết thương nhỏ, trong nháy mắt anh ngẩng đầu nhìn thấy một thân ảnh màu đen, nhanh như tia chớp phóng tới. Trong bóng đêm chỉ nhìn thấy đôi mắt ngập tràn độc ác, Mười ngón tay đều kẹp phi tiêu, chỉ cần một kích đều sẽ mất mạng. Lãnh mặc hàn tức khắc tung người lên, chặn hai tay của cô ta qua đây, tay cũng ném ra đoạn đao về phía éo của cô ta, ai biết cô ta vậy mà thân hình lại như xà độc uốn éo trốn được. Trong lúc đó vô số con rắn nhỏ lao đến trên người lãnh mặc hàn, cặp song bào thai nhìn thấy tình trạng đó, lập tức quát to một tiếng, cẩn thận, sau đó lập tức lao nhanh qua ném dây thép, cuốn lấy rắn độc, ném trên mặt đất, rắn độc cuồng loạn xoay thân mình, uốn éo dãy chết thật ghê tởm, Thanh Bình không nói hai lời, liền đốt lửa lưu hoàng bát dịch cho mình, ném về phía cái đống buồn nôn kia, nghiến răng nghiến lợi nói, chị đây hôm nay không có thời gian ăn thịt rắn của bọn mày. Lãnh mặc hàn nghiêng người đứng ở trong mưa, nghe thấy người tới báo cáo nói, khả hình còn chưa rõ tung tích, anh liền nắm chặt nắm đấm, suy nghĩ cô ấy rốt cuộc đã đi đâu. Đêm nay cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một chiếc taxi màu hồng, ở trong làn mưa nhanh chóng chạy đi đường khả hinh ngồi ở phía sau ghế lái nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa đang không ngừng chút xuống đôi mắt của cô mờ mịt lại nhớ tới người đàn ông đã giao chai rượu đỏ cho mình trong bóng tối đó trong lòng cô nghẹn ngào nói anh dùng tính mạng để đổi lấy rượu đỏ giao cho tôi trên thế giới này có phải anh cũng giống tôi cũng đang khổ sở khổ sở cho những oan hồn đã chết đi bất công như vậy khổ sở cho đông đảo những người tâm huyết vì hoàn cầu mà bị những ác ma đó quấn lấy tôi nghĩ nếu như anh còn sống tôi tin anh nhất định sẽ là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, gánh vác hết vận rủi, mang lại cuộc sống tương lai cho hoàn cầu. Anh ở trên thiên đường có khỏe không? Tôi thường xuyên nửa đêm tỉnh mộng, cũng cảm giác được anh cùng tôi tâm ý tương thông, cho tôi dũng khí, cho tôi sức mạnh. Anh dùng tính mạng để đổi lấy cho tôi một bí mật kinh người, anh dùng tính mạng để tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi sẽ đi tới, tôi nhất định sẽ đi tới, mang theo hứa hẹn mà anh để lại cho tôi, hảo hảo mà đi về phía trước. Cô gái này trong lúc nói chuyện đã hiểu rõ chính mình một đi không có đường trở lại, dù có nguy hiểm cỡ nào, lại phát hiện ra linh hồn của chính mình cùng người đàn ông trong bóng tối kia, tâm ý tương thông như vậy, cô nặng nề thở một cái, tùy ý để nước mắt chảy xuống, lại kiên quyết cắn chặt răng quyết không lùi bước. Chiếc pick màu trắng thắng gấp ở ven đường. Trang Hạo Nhiên trong lòng là một trận quặn đau, bởi vì tìm không được đường khả hình, anh nắm chặt tay lái, hai mắt đã dâng đầy nước mắt đau lòng kêu to khả hinh chấm than em ở đâu em rốt cuộc ở đâu anh thống khổ nằm ở trên ghế dựa nhắm mắt lại tùy ý để giọt nước mắt kia chảy xuống lại nuốt ngụm máu tươi đang muốn phun ra trong cổ họng Khổ khổ, trang hạo nhiên ho một hồi máu tươi phun thẳng ra màu đỏ tươi nhiễm lấy áo trước ngực sắc mặt của anh tái nhợt mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống đôi mắt kiên nghị ánh lệ bởi vì nhớ nhung mà trên khuôn mặt thâm tình đang run rẩy tràn đầy đau đớn anh thở gấp hơi thở càng lúc càng suy yếu lại vẫn như cố cắn chặt răng ngăn lại lên đường tiếp tục đi tìm người con gái mà anh yêu thương sâu sắc chuông điện thoại lúc này lại vang lên trang hạo nhiên thở gấp mấy lần tay run run rẩy rẩy cầm lên di động ấn nút nghe đưa tới bên tai suy yếu nói ầm bên kia truyền đến giọng nói ôn nhu trang hạo nhiên tức khắc ngẩn ra nước mắt lập tức rơi xuống một trận kích động nặng nề thở ra, trong nháy mắt ném di động đi, nhanh chóng điều khiển Pai pick tuyệt trần lao vút trong bóng đêm. Mưa, bóng trúc lay động, hồ bơi, sóng nước lăn tăn, ánh lên màu xanh trong vắt. Tô Thủy Kỳ cùng tưởng thiên lỗi đồng thời đứng ở trước bãi cỏ, nhìn về phía thân ảnh dịu dàng đang che dù trước mặt, trong mắt là sự đau lòng cùng bất đắc dĩ. Xa xa truyền đến từng đợt âm thanh của xe đua. Pipe giống như tên bắn thắng gấp trước bãi cỏ. PS Ai muốn đọc trước 100 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ gmail tttukidmsa.gmail.com Trang hạo nhiên run rẩy kéo chiếc áo sơ mi trắng duy nhất, nhanh chóng chăm chú mặc vào, lại sốt ruột lấy khăn tay, lau đi vết máu trên khóe miệng, nhịn xuống máu tươi đang muốn phun ra, nhanh chóng đẩy cửa xe, liền như vậy mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đón mưa nhỏ, rốt cuộc nhìn thấy xa xa bóng dáng cô gái anh tìm suốt một đêm, đang mặc đồng phục pha chế rượu, cầm cây dù màu đen, đang đưa lưng về phía anh, nhìn khối kiến trúc mà trắng trước mặt, anh không hiểu biết cô đang nhìn về phía ảnh chụp Cambridge. Trong lòng đau đớn, đôi mắt lại ướt. Đường khả hình cầm cây dù trong suốt, đôi mắt ngập nước, nhìn về phía tòa kiến trúc màu trắng kia, trong lòng sâu sắc mặc niệm, đã từng nói muốn làm cây dù nhỏ che mưa cho anh, nhưng vẫn không có biện pháp thực hiện lời hứa. Em biết hoàn cầu so với tính mạng của anh còn quan trọng hơn, em biết anh quý trọng đến từng ngọn cây, cọng cỏ bên trong, Huống chi là các nhân viên dốc hết tâm huyết vì tập đoàn, đây là chuyện liên quan đến sinh mệnh, ông trời che chở cho em và anh, để cho em nắm được chai rượu đỏ này. Em đã không còn cách nào có thể đối mặt với hơn 300 mạng người vì sự nghiệp rượu nho mà ra đi, em càng không có cách nào đối mặt với nguy cơ to lớn mà hoàn cầu sắp phải đón lấy, em chỉ có thể làm như vậy. Anh hãy tha thứ cho em, anh trai, tha thứ cho em, em yêu anh, thế nhưng em với anh giống nhau, đều mang trong mình sứ mệnh của hoàn cầu em nguyện ý vì anh, vì em, trả giá tất cả để bảo vệ nó. Trang hạo nhiên sốt ruột đi qua tưởng thiên lối cùng Tô Thủy Kỳ, bước nhanh tới phía sau cô, thật sâu nhìn về phía cô. Đường khả hình cũng chậm rãi cầm cây dù trong suốt quay lại, đôi mắt dương dương nhìn về phía Trang hạo nhiên, mặt cười như hoa đào nở rộ mùa xuân. Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, cố nuốt vào ngụm máu tươi đang muốn phun ra, sắc mặt tái nhợt, mỉm cười. Trường 904 kiếp sau mưa trong đêm tối vẫn tiếp tục. Một chiếc xe thương vụ màu đen, ở trong mưa đêm tháo chạy đi, hướng đến cư xá biệt thự chạy tới. Uyển Thanh ngồi trong xe, đỡ Lý Tú Dung, nhìn thấy xe gấp chạy nhanh hướng cư xá, lòng của cô hơi hơi bình tĩnh lại. Bây giờ chúng ta muốn đi đâu? Lý Tú Dung cũng ngồi ở trên vị trí, không khỏi cảm giác được từng đợt hoảng loạn, ngẩng đầu ngắm đầu mà nhìn về đạo ẩn đường tối tăm phía trước, vẫn là vô cùng lo lắng cho con gái của mình nói tìm được khả hình không đã tìm được. Uyển Thanh lập tức nói, dị yên tâm, bây giờ cô ấy đã an toàn. Lý Tú Dung nghe lời này lại như cũng có một loại dự cảm không tốt, tay không khỏi nắm chặt đặt lên ngực, nặng nề thở nhìn về phía trước, hai con người âm u mà lóe lên lo sợ. Xe thương vụ thoáng cái thắng gấp tại trước biệt thự, Uyển Thanh thoáng cái mở cửa xe, trong nháy mắt lại bị một viên đạn bắn trúng lòng bàn tay, cô kêu a à một tiếng, trong nháy mắt phanh mà đóng cửa xe, cũng mặc kệ máu tươi đang tuôn nghiêm túc lớn tiếng bảo tài xế nhanh lập tức lát xe rời đi chấm than ngoặc kép lái xe trong nháy mắt mãnh liệt đạp chân ga nhanh chóng xoay tròn tay lái thay đổi thân xe chạy thẳng về phía trước phanh 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 chấm than ngoặc kép từng trận súng ngắn trong nháy mắt toàn bắn xuyên qua cửa sổ thủy tinh phía trước đem cửa sổ xe bắn mạnh lái xe tức khắc nắm giữ không kịp lại để cho xe đánh thẳng tới cây lớn phía trước hai thân ảnh màu đen trực tiếp từ trước xe cửa sổ thẳng xông vào, trong nháy mắt liền dơ đao lên, lướt qua cổ lái xe, giải quyết xong tính mạng của anh ta. Bảo vệ tốt đường phu nhân, chấm than ngoặc kép, uyển thanh trong nháy mắt đẩy Lý Tú Dung ra phía sau, toàn bộ người lập tức tiến lên, song trưởng đánh ra, chịu đựng đau xót cùng hai người áo đen này đánh nhau, trưởng pháp nhanh chóng, toàn bộ là do lãnh mặc hàn nhiều năm huấn luyện, ba người áo đen cũng trong nháy mắt từ trong xe nghiêng người trước, tại nơi nhỏ hẹp này tham gia đánh nhau có một người áo đen muốn kéo mở cửa hộ tống lý tú rung rời đi không được mở cửa xe chấm than ngoặc kép quyền thanh trong nháy mắt tay rút ra đoạn đao bên hông mình nghiêm túc mà kêu to đi ra ngoài liền hẳn phải chết nhất định không thể mở cửa xe chấm than ngoặc kép cô nói xong đem hết toàn lực a à, kêu to một tiếng dồn lực lượng mà bức hai người áo đen ra trước xe cửa sổ sau đó mới nhanh chóng đẩy tài xế ra trong lòng tê dần, vẫn là cắn răng đẩy anh ta ra cửa xe, tay mới nắm chặt tay lái, cắn chặt răng, nhanh chóng xoay tròn tay lái, lại để cho xe thay đổi phương hướng, đi phía trước chạy thẳng nhanh đi. Mười mấy tên áo đen nhanh chóng phóng tới trước biệt thự kia, đồng thời rút súng ngắn, cùng hơn 10 tên bảo vệ ở biệt thự đánh nhau, vừa là người đứng đầu nhóm áo đen, người mặc màu đen có đeo gân tay, ánh mắt cô ta giống như linh thú lóe lên, nhanh chóng tiến lên, người như là tia chớp, tại đây từng trận gió đạn, lách mình vào trong biệt thự nếu như đường khả hinh là cô gái cầm đi rượu đỏ trong nhà của cô ta nhất định có dấu cái bình rượu đỏ kia nhìn thấy người trong phòng giết chấm than ngoặc kép cô lạnh lùng nói xong vừa muốn giơ súng ngắn lên khom người đi vào mấy chiếc trực thăng từ phía trên không thẳng đáp xuống mà đến từng trận tiếng súng bắn về phía đám người áo đen kia cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trực thăng muốn đáp xuống đám người cô có chút kinh ngạc kêu to đi chấm than ngoặc kép. Hơn 10 người áo đen, vẫn còn người bị thương bên ngoài, toàn bộ ẩn thân rời đi. Hơn 10 người đang mặc đồ màu đen như là quân trang, thân thể cường tráng, từ trực thăng quấn dây thường hạ xuống, nhìn về phía người áo đen cầm đầu, bỏ họ cũng chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, cũng không có dặn dò, rồi lại xoay mặt nhìn về phía biệt thự, tạm thời đảm bảo an toàn, anh lập tức gọi điện thoại, sau khi kết nối, tôn kính nói, những người trong biệt thự, tạm thời an toàn. Xin yên tâm chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phái người bảo hộ đường phu nhân an toàn. Công trình kiến trúc tôn quý. Thư ký cầm ống nói, nghe xong người tới báo cáo, liền nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi trên ghế ra, tôn kính nói, người tới báo cáo, nói đường phu nhân cùng người trong biệt thự toàn bộ đều an toàn, xin ngài yên tâm. Ánh sáng đèn bàn yếu ớt, chậm chạp chiếu ánh sáng lên ghế ra, người đó cũng không có xoay người. Mưa vẫn như cố tí tách dưới mặt đất. Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên vẫn như cố thật sâu nhìn về phía đối phương. PS, ai muốn đọc trước 100 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ gmail, tttukidmsa.gmail.com. Em đi vào trong đó rồi hả? Lúc này Trang Hạo Nhiên mới có chút đau lòng cùng lo lắng, nhịn không được hỏi, toàn bộ người trên thế giới, vì tìm em, đều điên rồi. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, chẳng qua là chống đỡ cây thân dù, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hơi tươi cười. Trang Hạo Nhiên vội vàng mà nhìn cô. Chẳng qua là đi ra ngoài đi một chút, tối nay đường khả Hinh đã tiếp nhận quá nhiều tin tức, dịu dàng nói dứt lời sau, đột nhiên mắt hoa lên, lòng tay mềm nhún, cái dù liền rớt xuống, toàn bộ người giống như muốn té xuống. Trang hạo nhiên trong nháy mắt ôm chặt thân thể của cô, đau lòng nói, khả Hinh. Tưởng thiên lỗi và tô thủy kỳ đều tiến lên, đau lòng mà nhìn về phía đường khả Hinh đường khả hình rồi lại tựa ở trong ngực trang hạo nhiên mệt mỏi như vậy giống như muốn bất tỉnh trang hạo nhiên lại vội vàng vội vàng đau lòng mà ôm ngang đường khả hình lên trầm mặc mà đi vào biệt thự tưởng thiên lỗi cùng tô thủy kỳ đứng ở một bên nhìn về phía bóng dáng đang run sợ cùng cô gái xinh đẹp lúc này mới nháy mắt hoàng thần bọn họ giống như là kiếp trước kiếp này đều đã đã định trước là người yêu từng đợt gió thổi qua mát lạnh xuyên qua lòng cửa căn phòng nhanh chóng mở ra trang hạo nhiên ôm ngang đường khả hình bước nhanh mà đi vào phòng bước qua không gian yên tĩnh cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí mà đặt cô ở trên giường mềm mại nhìn bộ dáng tiều tụy cùng mệt mỏi của cô không kiềm được mà đem cô ôm vào trong ngực nặng nề hôn tóc của cô nói giống như thở dài em làm anh sợ muốn chết không phải là đã nói với em rồi sao mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không nên rời khỏi tầm mắt của anh anh tìm em suốt cả buổi tối nhanh điên mất rồi chấm than ngoặc kép Đường khả hình tựa ở trong lồng ngực cứng rắn của Trang Hạo Nhiên, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của anh, hai con người cũng không nhịn được dưng dưng, rỗi ra hai tay vòng quanh hông của anh, không nhịn được mà làm cho mình cuộn rút tròn vào bên trong thân thể của anh. Trang Hạo Nhiên cảm giác được đường khả hình khát vọng bản thân như vậy, anh có chút nghi ngờ buông cô ra, bưng lấy mặt của cô, hai con người lưu chuyển, nhìn kỹ cô có chút tiểu tụy cùng bộ dáng muốn nói lại thôi, lo lắng nói đến cùng xảy ra chuyện gì em sao vậy đường khả hinh ngẩng đầu thật sâu nhìn về phía trang hạo nhiên dừng lại trong chốc lát rốt cuộc cười nói không có việc gì chẳng qua là cảm thấy sau khi yến hội kế tiếp chính là trận đấu rượu đỏ còn có năm ngày trong lòng của e có chút áp lực nếu nếu em không thể thông qua trận đấu vòng thứ ba liền không có cách nào lấy được thân phận chính thức học trò của thầy để thi triển trí tuệ đến với thế giới này trang hạo nhiên sâu nhìn về phía cô đột nhiên cười cười, nói, đồ ngốc. Lần này đấu không được, vẫn có lần sau. Đường khả hình nghe lời này, hai con người lưu truyền, có chút cười khổ nói, thế nhưng là em, em. Em thật sự rất muốn bản thân có thể thông qua trận đấu cuối cùng này, để nói với thế giới rượu đỏ của em. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, hiểu ý của cô, đau lòng mà khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói, đồ ngốc, sinh mệnh là một hành trình, em đang ở đây theo thời gian đi lên phía trước, sẽ đi đến nơi ước nguyện của chúng ta, không cần gấp nhất thời. Đường Khả Hinh lại đưa tay nắm lấy lòng bàn tay của anh, Thiệt Tình nói, có lẽ tình yêu của chúng ta đối với rượu đỏ rất nhiều, hơn nữa là bởi vì chút cảm xúc, chút biến hóa mùi rượu thất thường, nếu như anh chống đỡ không được, anh cũng sẽ bị mê hoặc, nếu như anh chống đỡ được, anh sẽ cô đơn lạnh lẽo, bởi vì đứng ở chỗ cao, căn bản cũng không có người có thể cùng anh xứng đôi. Em Vĩnh Viễn đều nhớ khi anh đã nói, khi chúng ta đứng ở đỉnh phong, sẽ phải nhanh chóng xuống núi. Chính là bởi vì như thế, anh mới sống được vui vẻ cùng thoải mái như vậy. Em có anh một cấp trên đáng tự hào, em vì có anh mà kiêu ngạo. Chấm than, em vì người lãnh đạo hoàn cầu như vậy mà cảm thấy rất may mắn. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, đột nhiên có chút nghi ngờ bật cười nói, Khả Hinh, em làm sao vậy hả? Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống chân thành mà nhìn về phía trang hạo nhiên nói có lẽ ngay từ đầu em đã bị anh hấp dẫn là bởi vì anh ngồi ở phòng hội nghị mạnh mẽ kiên cường anh như là lấy hết tất cả quyến rũ của cả thế giới làm em mê luyến thật sâu em vẫn cảm thấy bản thân phải đi đường vô cùng xa tài năng đi đến trước mặt của anh bởi vì anh thông minh như vậy thế nhưng là em liên tục đi tới đi tới phát hiện khoảng cách anh và em càng ngày càng gần mới hiểu ra câu nói kia của anh khiến em hiểu được ý nghĩa đi tới trước mặt của anh đôi mắt của trang hạo nhiên không khỏi mà thâm tình cảm động nhìn về phía đường khả hinh đường khả hinh chậm chạp đứng dậy hai tay nặng nề kéo cổ trang hạo nhiên ngẩng đầu lên khóe mắt chảy xuống nước mắt mới thâm tình nghẹn ngào nói anh nói muốn em đi tới trước mặt của anh là bởi vì anh nên vì em mới thừa nhận mây đen bóng mờ khát vọng em nghênh đón ánh mặt trời đi lên phía trước nhưng nếu như có một ngày nếu em có chuyện gì mà quay người anh vĩnh viễn đứng ở trước mặt của em anh hiểu rõ cuộc đời của em nhất định phải một mình đi lên phía trước, tài năng xuất sắc, vì vậy anh cam tâm tình nguyện chịu được cô đơn lạnh lẽo kia. Trang Hạo Nhiên, chấm than, đến cùng anh đã yêu bao lâu? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên đôi mắt ướt át, kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hai tay của Đường Khả Hinh cũng run rẩy mà kéo nhanh Trang Hạo Nhiên, lại rơi lệ hỏi, nói: Anh yêu em bao lâu rồi? Lúc anh khát vọng em đi tới trước mặt anh, anh đã yêu em bao lâu? Trang hạo nhiên thật sâu nhìn về phía cô gái trước mặt, nhẹ tay sờ sợi tóc trên trán cô, mới dịu dàng thâm tình kiềm nén nước mắt nói, dường như rất lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp em, liền bị em hấp dẫn, có dự cảm trong số mệnh của anh, em sẽ quấy nhiễu thế giới của Ah. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau đớn mà chạm đến đôi môi của anh, thâm tình hôn lên môi mỏng của anh. Trang hạo nhiên ôm chặt cô gái trong ngực, khát vọng mà hôn môi ngọt ngào của cô, nước mắt cũng run rẩy mà chảy xuống đường khả hinh vừa cùng trang hạo nhiên hôn môi nồng nhiệt rất lâu rất lâu sau mới rơi nước mắt nhìn về phía anh xúc động nói trang hạo nhiên anh là một người như vậy làm người trả giá tất cả số mệnh đã định anh là người lãnh đạo hoàn cầu đã định anh thuộc về rất nhiều người vì vậy mặc kệ xảy ra chuyện gì anh đi lên phía trước không cần để ý em đi lên phía trước trang hạo nhiên càng kích động nhìn về phía cô kêu nhỏ khả hinh chấm ngoặc kép nước mắt của đường khả hinh từng dòng chảy xuống rồi lại thâm tình nhìn về phía trang hạo nhiên nghẹn ngào nói tin tưởng em em sẽ cố gắng mà tới gần anh đứng ở phía sau người anh mặc kệ anh làm một chuyện gì nhớ kỹ lấy hoàn cầu làm chủ em không oán anh em không trách anh em tin tưởng anh em ủng hộ tất cả quyết định của anh chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên nghe lời này cảm xúc trong nháy mắt đang trào nhưng túc ôm chặt đường khả hinh vừa rơi nước mắt vừa hôn lên môi của cô giống như khát vọng mà hôn Đường khả hình cũng nửa quỳ đứng lên, hai tay kéo cổ của anh, cùng anh triền miên nồng nhiệt hôn, khóe mắt lại chảy xuống từng dòng nước mắt nóng ẩm, trong lòng nghẹn ngào, trang hạo nhiên, mặc kệ bình rượu đỏ trong đến cùng có bao nhiêu bí mật, thế nhưng là nếu như nó đi vào thế giới của em, thì em có quyền lợi mở nó ra, em muốn đem người đã từng giết hại hơn 300 thôn dân cùng là vì sự nghiệp rượu nho cống hiến cho mọi người vạch trần tên ma quỷ này, đem bí mật cuối cùng của hoàn cầu cùng chất lỏng bình rượu kia uống vào trong thân thể của em, như vậy thì không còn có người bị thương. chương 905, Sự cảm tạ với sinh mệnh Sáng sớm hôm sau, cơn mưa giá lạnh vẫn tí tách rơi xuống đất, rừng trúc theo gió nhẹ nhàng lay động, trên chiếc lá xanh trượt xuống từng giọt nước nhỏ lấp lánh như những giọt nước mắt. Trang hạo nhiên vẫn mặc áo sơ mi và quần tây đen tối qua, trong nháy mắt nằm trên giường, nắm chặt chăn đệm trắng mút giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu một giây, nhìn không gian xung quanh tràn đầy tĩnh lặng còn có không khí lạnh như băng kia soạt chấm than ngoặc kép anh bỗng nhiên ngồi bật dậy trên đệm giường mềm mại trận tròn hai tròng mắt đang lim dim cấp thiết nhìn khắp nơi xác định cô gái đêm qua vì mệt mỏi nằm bên cạnh mình đã rời khỏi phòng khả hình chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên mang theo vài phần dự cảm chẳng lành trong khoảnh khắc đứng lên thở phì phò vừa nhanh chóng đi ra ngoài vừa cao giọng kêu khả hình chấm than ngoặc kép không ai đáp lại đường khả hình chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vừa nhanh chóng đi xuống dưới lầu, vừa kiềm nén trái tim đau đớn, sắc mặt tái nhợt, nhìn toàn bộ phòng khách, lại vẫn không có ai. Quản gia lúc này đi tới, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên bộc lộ vài phần kinh ngạc. Có thấy khả hình đâu không? Trang Hạo Nhiên tay không hiểu sao ấn chặt ngực, đêm qua ôm cô ngủ cả một đêm, những cảm giác đau đớn trong lòng dường như có thể biến mất trong khoảnh khắc, chịu đau, nửa đêm máu tuôn ra, cũng vẫn hạnh phúc ôm lấy cô như vậy. Đường tiểu thư đã đi rồi. Lão quản gia nhìn Trang Hạo Nhiên, bộc lộ vài phần kinh ngạc nói, cậu không biết sao. Cô ấy nói đã báo cho cậu biết. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, lúc này mới nhớ lại khi vừa đứng dậy, bên cạnh có đè xuống một bức thư màu xanh, anh tức khắc thật nhanh lên lầu, điên cuồng chạy qua hành lang thật dài kia, vọt vào phòng, quả nhiên thấy trước tủ bên cạnh giường có một bức thư màu xanh, mặt trên để một dây truyền bạch kim, phía trên có luồn một chiếc nhẫn hình hoa phong tín tử nhỏ, anh lập tức cầm sợi dây chuyền này lên, giữ chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, thâm tình liếc mắt nhìn, hai mắt lại nóng cháy nhìn lướt qua nét chữ xinh đẹp trên bức thư màu lam. Anh trai lớn, từ nhỏ cha đã dạy em rằng, người khi còn sống phải giữ lời hứa, em từ khi còn rất nhỏ, liền rất yêu thích vào buổi sáng sớm, chạy đến cạnh ban công, nhìn những cây hoa sao được trồng xuống, từ buổi sáng tinh mơ đầy sương mù, nở ra đỏ tươi, những bông hoa nhỏ kia, lúc theo gió mà rung rinh, em thường hỏi cha, vì sao những bông hoa nhỏ đến mùa vụ liền nở hoa khi đó cha em vui vẻ mỉm cười nói với em rằng bởi vì nó có ước định với thế giới này đến một thời điểm nhất định nó sẽ mang theo hương hoa đi vào thế giới này khi đó em còn ngây thơ hỏi cha hoa nhỏ cho đến bây giờ cũng chưa từng lỡ hẹn sao nó có thể nở trễ hoặc nở sớm hơn hoặc là có thể không nở hay không trang hạo nhiên xem đạo ẩn thư này không hiểu sao hai tròng mắt đỏ bừng Tay run rẩy cầm lá thư, lại kích động nhìn xuống. Cha em nghe thấy lời nói ngây thơ ấy, liền cười nói, "Sẽ không, vì vạn vật trên thế giới này đều đòi hỏi qua lại lẫn nhau, cho lẫn nhau, nhận lấy lẫn nhau, đừng thấy những cọng cây ngọn cỏ như vô hồn, nhưng lại có tâm tư cõi Phật." Em lúc đó liền suy nghĩ, trên thế giới này đến cả hoa cỏ cũng chú trọng hứa hẹn như vậy, đến cùng thế giới này thời gian ước hẹn, đều ngây thơ nguyên thủy mà dẫn dắt chút hương hoa kia đến, huống chi là con người. Cho nên, em vẫn cảm thấy chú trọng lời hứa hẹn là chuyện quan trọng nhất trên thế giới này. Điều này mang theo sứ mệnh, ý thức trách nhiệm, còn chút lòng yêu thương. Thế giới này mỗi sinh linh đều mang theo sứ mệnh cùng thần thánh hứa hẹn mà đến, cho nên sinh mệnh là nghiêm túc, là không thể xâm phạm, càng cần được thấu hiểu và bảo hộ. Mỗi chúng ta có được tình yêu vật đổi sao rời, phong sương mưa tuyết, lẽ ra càng phải hiểu được sự cảm tạ tận đáy lòng, chứ không phải lúc trải qua thiên sơn vạn thủy, đối mặt với tính mạng và thế giới là sự mệt mỏi và hiểu lầm. Thứ quan trọng nhất của một người là trải qua tất cả những đau khổ, cho dù sau khi từng bị ma quỷ hung hăng nuốt chửng và xé rách, còn có thể duy trì được một mảnh tĩnh lặng trong lòng mình, để cho tâm hồn không bị vấy bẩn, bởi vì chúng ta không thể chỉ vì một chút đen tối mà dâng ra tâm hồn đáng quý của bản thân mình. Cơ thể Trang Hạo Nhiên không hiểu sao bỗng run rẩy, kích động rơi nước mắt em từng có được tình yêu thương vĩ đại nhất của cha mẹ trên thế giới này, trong thế giới thuần khiết ấy mà lớn lên, cảm ơn bọn họ đã che chở, để cho hai mắt em có thể sáng trong như tuyết, nhìn thấy được những ước hẹn đường tình của hoa cỏ, lĩnh ngộ được những sôi trào giữa hoa nho và rượu nho, hiểu được một cách sâu sắc, hứa hẹn là ràng buộc tốt đẹp nhất giữa người với người. Anh đã từng nói, trước giờ không dễ dàng hứa hẹn, bởi vì anh cảm thấy hứa hẹn là phản bội, thế nhưng anh vẫn dùng tính mạng để nhiệt tình yêu thương lặng lẽ mà trả giá như vậy, làm ra những chuyện còn quan trọng hơn cả hứa hẹn. Sinh mệnh có nhẹ tựa lông hồng, mới càng nặng với Thái Sơn, em thường hay nhớ đến, lúc mới cùng anh quen biết, lúc cùng anh lên núi, nhìn anh dù mệt mỏi, nhưng vẫn ánh mắt kiên nghị, hơi thở trầm ổn, mặt hướng tới ngàn vạn gió núi, nhưng vẫn yên bình đến lạ. Thế nhưng em vì sao đến tận giờ phút này, mới có thể hiểu sâu sắc, trong đôi mắt kia của anh bộc lộ một chút cảm giác cô đơn. Anh là người đứng trên đỉnh cao, trong lòng anh luôn có ngàn vạn những suất chúng hơn người, cũng một lòng xả thân vì người khác. Nhưng chính vì như vậy, không mấy người có thể hiểu được anh, có thể hiểu rằng anh cố chấp đi về phía trước, để cho sinh mệnh chồng chất những yêu thương cùng trả giá. Dường như trong thế giới của anh không có mệt mỏi, thế nhưng em tại sao, đêm qua nhẹ sờ vào miệng vết thương đầy máu kia của anh, mới biết rằng anh một lần im lặng vì em, đều suýt chút nữa đã mất đi mạng sống của mình. Hai tròng mắt kiên nghị của Trang Hạo Nhiên, run rẩy rơi lệ, từng giọt nhỏ xuống bức thư viết tay màu xanh kia, rơi vào từng nét chữ xinh đẹp thấm đẫm yêu thương kia. Anh trai lớn thân yêu nhất của em, em cứ như vậy mang theo hứa hẹn mà đến thế giới này, em cũng muốn hết lòng tuân theo hứa hẹn mà ngã xuống, giống như tình yêu cha mẹ, tình cảm bạn bè, tình đồng nghiệp, tình yêu giữa em và anh, em đều không thẹn với lương tâm. Thế nhưng đối mặt với thế giới này thì sao? Nơi chúng ta thừa hưởng chỉ là một thế giới nhỏ, còn thế giới lớn kia đâu? thế giới lớn kia chính là một trang sinh mệnh một màu đỏ tươi mỗi khi trải qua sinh mệnh của chúng ta như một sinh linh trong bức họa đầy sắc màu chúng ta nếu như muốn cảm ơn nên hiểu rằng tất cả mọi thứ xung quanh đều hợp thành sinh mệnh của chúng ta chúng ta không thể coi thường tình yêu với người đàn ông trong lòng em em không thể coi thường cứ như vậy mà nghẹn ngào nói ra toàn bộ thế giới của trang hạo nhiên đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành anh lập tức nắm chặt lá thư cấp thiết nhìn xuống Lúc 19 tuổi, em đã từng có mộng tưởng ngớ ngẩn ngày đó, trong một hẻm nhỏ tối tăm, từ trong miệng lặng lẽ đọc tên những giống nho trong nước ta, xích hà châu, xà ngọc rồng. Thân thể trang hạo nhiên chấn động mạnh một cái, toàn thân máu lại nhanh chóng chảy ngược, toàn bộ dồn hết lên đại não, toàn bộ mọi thứ của sinh mệnh, lại giống như biển rộng, cấp tốc mãnh liệt kích động sông đến, trong đầu nhớ lại thời khắc lúc bị thương, trong hẻm nhỏ tăm tối đó, kéo cổ tay một cô gái nhỏ yếu ớt, ẩn nấp trong một nơi u ám, tay bịt chặt miệng cô, không thể nhìn rõ mặt cô, chỉ thấy đôi mắt cô lấp lánh tia sáng trong suốt mà thuần khiết. Đột nhiên trong bóng đêm, xuất hiện một người, bàn tay như móng vuốt chim ưng, lôi em lẩn trốn vào góc bếp quán ba, em còn chưa kịp la lên, anh ta liền bịt chặt miệng em, hướng về em khẩn trương nói không cần lên tiếng, anh ta nói anh ta biết em là người yêu rượu, thời gian đã không còn kịp nữa rồi, anh ta sẽ chết, em thành tiền đặt cược duy nhất của anh ta, hy vọng em sẽ đem chai rượu đỏ kia mà anh ta coi trọng còn hơn cả sinh mạng mình, giao tận tay tưởng lão, khi đó em còn là một cô gái hồn nhiên không hiểu biết. Lại không hiểu sao ôm lấy chai rượu đỏ mà anh ta đưa cho, nhìn đôi mắt sắc bén như chim ưng kia, còn ở thời khắc cuối cùng kia, bắn ra tia nhìn cứng cỏi và hiến dâng, trái tim em không hiểu sao bỗng run run, anh ta cứ như vậy mà đi khỏi, để lại cho em chai rượu đỏ thay đổi cuộc đời em mà đi, ngã vào trong vũng máu, khi đó em khóc nghĩ rằng, một người như thế nào mới có thể nguyện ý dùng tính mạng để bảo vệ một chai rượu đỏ. Trang hạo nhiên dường như hít thở không thông, máu trên mặt kích động sông lên, hai tròng mắt run rẩy rơi xuống những giọt nước mắt, nhìn những nét chữ xinh đẹp dịu dàng này, như đang nhìn thấy một tâm hồn cứng cỏi, trải qua từng hình ảnh đen tối. Có lẽ như lời anh nói, kiếp trước em là nho hoa, nhất định phải vì rượu nho, làm ra sự cảm tạ với sinh mệnh. Em vào buổi tối kia, ôm chai rượu đỏ, trốn hết lần truy sát này đến lần truy sát khác, cuối cùng em cũng không thể thoát khỏi vận rủi, má trái đã bị hủy. Trang hạo nhiên nước mắt lại từng giọt lăn xuống, đau lòng nhớ tới lúc mới gặp cô, má trái không trọn vẹn, đôi mắt anh bộc lộ vẻ buồn thương như đến từ sinh mệnh, hèn mọn đáng thương đến như vậy, cả người anh lại vô lực hoảng thần, ngã xuống đất, lá thư kia cũng nhẹ nhàng bay rơi trên mặt đất, theo hành động ôm đầu hối hận của người đàn ông đau khổ này, ngôn ngữ vô hình, dường như vẫn tiếp tục giữa không trung vang vọng giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ của cô. Em đã từng sống không bằng chết, em đã muốn tự sát, em đã từng muốn buông bỏ thế giới này, thế nhưng em vẫn ôm chai rượu đỏ này, hứa hẹn duy nhất này, trôi giặt khắp trốn, bởi vì đây là chai rượu đỏ mà một người đã phó thác tính mạng để đưa cho em, em mang theo lời hứa hẹn nặng nề này, em sao có thể chết được. Trong ba năm đáng sợ kia, em cũng từng có hối hận, từng có đau khổ, từng có đấu tranh, thế nhưng em vẫn vượt qua, nhìn ánh mặt trời rơi vào nhà kho, khiến cho em hiểu rằng, sinh mệnh chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi mà thôi, quan trọng nhất là chúng ta có thể cắn răng mà kéo dài nó hay không. Sinh mệnh là một thứ thiêng liêng và thần bí biết bao nhiêu. Nó cứ như vậy mang em đi qua những đáng sợ và đau khổ, những tầm thường của cuộc đời đầy thăng trầm, đi tới ngày hôm nay, đi tới trước mặt anh. Trang hạo nhiên ngã ngồi dưới đất, hai tay trống chán, kích động cúi đầu nức nở, từng giọt nước mắt hối hận cùng đau đớn, lại lăn dài. Kỳ thực em cho đến tận bây giờ cũng không hối hận vì đã nhận chai rượu đỏ từ trong tay anh ta. Bởi vì em hiểu rằng, đây có lẽ là ý chỉ của Thượng Đế, em lúc nào cũng suy nghĩ, người đàn ông giao cho em chai rượu kia, anh ta đặt trên môi em một nụ hôn, cắn cho đến khi dỉ máu, có thể mang theo lên thiên đường hay không. Bởi vì em muốn nói với anh ta, anh ở trên trời có khỏe không? Anh từ trên trời cúi xuống có nhìn thấy em không, có đau đớn, thống khổ cùng dần vặt như em suốt 3 năm qua không, có cũng tiếc thương tâm tư mang theo mộng tưởng bất diệt, giúp em đi vào hoàn cầu, giúp em từng bước một kiên trì vượt qua, đi qua đoạn tình yêu đến chết cũng phải yêu kia, chấp nhận đau đớn suýt bị moi tim, vượt qua ranh giới, cắn răng vứt bỏ bảy gốc củi ấm áp kia hay không. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã dùng tính mạng ở trước mặt em, viết nên một bài thơ tuyệt mỹ, để cho em không chùn bước đi về phía trước. Em nghĩ em ở cái nơi tăm tối như vậy mà cảm động, Hy vọng anh mang theo máu của em đi đến thiên đường, đừng cô đơn, bởi vì mùi vị là thứ duy nhất không thể biến mất trên thế giới này. Cảm ơn anh đã cho em tìm được người đàn ông mà em yêu nhất trong cuộc sống này. Cảm ơn anh cùng em cùng anh ấy từng tay trong tay, cùng trải qua những lý tưởng trong cuộc đời. Cảm ơn anh. chấm than ngoặc kép. Khả Hinh. chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên kích động ôm đầu run rẩy nói không nên lời, chỉ đau đớn hít thở không thông hối hận rơi lệ. Trang Hạo Nhiên, em đi đây chúng ta là mang theo hứa hẹn mà đến, em cũng muốn mang theo hứa hẹn mà rời đi, là anh ấy để cho em tìm được chân lý và lòng dũng cảm tuyệt đối trong cuộc đời, em quyết định phải dùng máu và sinh mệnh của mình hồi báo tất cả những gì anh ấy mang đến. Lúc anh đọc được lá thứ này, có lẽ em đã mang theo chai rượu đỏ kia cùng với bí mật của họ ẩn cầu, rời khỏi thế giới này, chỉ mong dịch rượu chứa oxy hóa chỉ trong chai kia, có thể làm cho tính mạng em sớm bay đến thiên đường một chút. Hướng về phía phó thác của anh ấy nói một lời cuối, rằng em đã thực hiện được lời hứa hẹn cuối cùng mà anh ấy để lại cho em. Hy vọng những thứ ấy sẽ không để ý đến những sinh linh ma quỷ trên thế giới, vào giờ khắc này sẽ nhận sự trừng phạt, mới xứng đáng với tất cả những trả giá của em. Cuối cùng em muốn nói với anh một tiếng, em yêu anh, chúng ta kiếp sau gặp lại, kiếp sau lại làm hoa nhau của anh, vì tính mạng của anh mà tạ lễ. Trang Hạo Nhiên khiếp sợ rơi lệ cầm chặt lá thư, nhìn câu nói cuối cùng, tim anh bỗng nhiên đau nhói, phun ra máu về phía lá thư màu xanh kia, anh Bi phấn quát to một tiếng, khả hinh. Audio điện tử võ tấn bền chương 906, đi theo Con đường xanh biếc thật dài, mưa bay trắng xóa, một bóng dáng màu đen, chậm rãi xuất hiện một hình ảnh lờ mờ như vậy Đường khả hinh cầm ô che trong suốt, vẻ mặt ánh lên sự dạng dỡ như ở trên thiên đường Hai mắt nhìn thẳng phía trước, lộ ra thần thái bình tĩnh, mưa vẫn rơi tí tách, tí tách rơi trên chiếc ô che âm thanh dày cao gót nện trên mặt đất, giống như sinh mệnh của kim đồng hồ. Nhà trọ màu trắng ở ngay phía trước. Đường khả hình hai tròng mắt lưu chuyển, sâu xa nhìn về phía khu biệt thự màu trắng kia, đã trải qua bao đời, cho dù sừng sững đứng ở trong mưa, đều dịu dàng như vậy, cô giống như thấy được một người cha đang ôm lấy người con gái đáng yêu, dưới ánh sáng trời chiều, ngồi ở trên xích đu, tận tâm cùng yêu thương dậy bảo, từng tiếng nói khắc sâu vào trong lòng, thậm chí còn nhớ tới cha đã từng nhẹ chạm vào khuôn mặt con gái, hiền lành nở nụ cười như vậy, mặt cô không khỏi hiện lên tươi cười, chỉ là có phần luyến tiếc. Chính mình còn trẻ tuổi như vậy, dù sao vẫn không thể có được trí tuệ cùng tinh hoa cả đời của cha. Các cô ở bên ngoài chờ tôi, đường khả hình bình tĩnh hứng những giọt nước mưa ẩm ướt, cất bước đi tới trước rào chắn, nhẹ tay đẩy cửa ra, sâu xa nói, không có sự phân phó của tôi, không cho phép tiến vào, cũng không được nói cho bất luận kẻ nào, Tôi hiện ở trong này." Tiểu Vi cùng Tiểu Hà nhẹ gật đầu. Đường Khả Hinh một thân một mình nhàn nhạt cầm ô che đi vào sân, lại bình tĩnh cất bước đi vào trước cửa biệt thự, đôi tay nhẹ mở cửa ra, bước tiếp đôi giày cao gót hơn 10 cm, đi vào phòng khách tối om, thong thả đi lên tầng lầu, đi tới trước cửa phòng mình, lại nhẹ mở cửa ra, nhìn cách bài trí quen thuộc trong phòng, rốt cuộc nhìn đến một cái tủ rượu gỗ cổ, hai cánh cửa gắt gao khóa chặt một chỗ. Ánh mắt cô lưu chuyển lúc này mới sâu xa cất bước đi tới trước giá rượu gỗ kia, thật sâu nhìn chằm chằm vào cái giá trong cánh cửa, cái tâm khóa tối tăm giống như linh hồn bóng đêm, liền muốn dẫy rụa mà thoát ra, cô liền bình tĩnh nhìn. Trước biệt thự, Trang Hạo Nhiên cả người nắm lấy lá thư này, hướng cửa chính chạy ra, ai ngờ bậc thang lại ẩm ướt nên trượt chân ngã một cái, đôi tay trống trên mặt đất, một ngụm máu tươi lại tràn ra, gân xanh nổi lên, khóe mắt run rẩy ngấn lệ, cường ngạnh chống đỡ thân thể rất nhanh đứng lên, đau lòng nghẹn ngào hối hận vừa đón mưa rơi chạy về phía chiếc bài pick của mình, vừa rơi lệ kích động kêu to, khả hinh. Em phải chờ anh, em chờ anh, đừng làm chuyện điên rồ, đừng làm chuyện điên rồ, em gặp chuyện không may, chúng ta người nào cũng không thể sống. Anh loạn choạng mà ảm đạm bước tiếp, đạp lên cỏ xanh mềm mại mà ẩm ướt kia, vé lên từng trận bọt nước, nặng nề thở phì phò đi về phía trước, bỗng nhiên cảm giác từ đêm qua đến giờ không có đi khám bác sĩ, hai mắt nhất thời trở nên lờ mờ, toàn bộ thế giới chỉ là mờ mịt biến thành một mảnh màu xanh, còn có bầu trời truyền đến từng đợt trắng xóa, anh vừa di chuyển thân thể ẩm ướt đi về phía trước, vừa đau khổ chấp hai tròng mắt đẫm lệ, vẫn như cũng chỉ cảm giác được trước mặt một mảnh mơ hồ, trong lòng anh lại một trận đau thương mãnh liệt. Nước mắt run rẩy rơi xuống, ánh mắt nhìn trước lại càng mông lung hơn, bổ nhào vào chiếc vai pick trước mặt, nặng nề mở cửa xe, cả người nhảy ngồi vào trong xe, mới run lẩy bẩy lục lọi điện thoại, dựa vào xúc cảm mò mẫn đến số di động của lãnh mặc hàn, tay mạnh mẽ ấn xuống, người đã đạp số, một tay nắm tay lái, đạp mạnh chân ga, để cho xe lao như mũi tên. Alo, lãnh mặc hàn đứng ở trước cửa sổ sát đất, có phần nghi hoặc nắm di động, đáp lại, xảy ra chuyện gì? Pai chạy như bay về phía trước. Trang hạo nhiên tay vừa cầm di động, vừa đạp mạnh chân ga, dựa vào ánh sáng duy nhất này, để cho Pai chạy với vận tốc ánh sáng né tránh từng chiếc xe, mới kích động run rẩy rơi lệ khổ hận kêu to, mặc hàn. Người con gái lấy đi chai rượu của tôi ba năm trước đây chính là Khả Hinh. Chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn nháy mắt đứng thẳng người, hai mắt chấn kinh sáng lên, nói, Khả Hinh. Nhanh, lập tức huy động tất cả mọi người tìm cô ấy. Cô ấy định một mình uống hết chai rượu có độc đó, mang theo bí mật hoàn cầu vĩnh viễn rời khỏi. Lập tức ngăn cản cô ấy, Trang Hạo Nhiên đón gió lướt nhanh, nhìn đường đi hiện lên hai cột mốc màu xanh, thần trí lại bắt đầu dần dần mơ hồ, anh tạm dừng một khắc, mới đau đớn nặng nề thở gấp, âm u mà rơi lệ nói cô ấy biết, nếu tôi lấy được chai rượu kia, sẽ một thân một mình gánh vác toàn bộ. Cô ấy muốn đứng ở phía sau tôi, đỡ một kiếp nạn cho tôi. Nhanh, tìm đến cô ấy, người anh em tôi cầu xin cậu, tìm được cô ấy, cả đời này tôi vì mọi người không có gì hối tiếc. Nhưng mà tôi có lỗi duy nhất một người, đó là cô ấy. Tôi từ quá khứ đến bây giờ, đều thiếu nợ cô ấy tôi không thể để cho cô ấy vì tôi mà phải trả giá nhiều như thế như vậy thượng đế nhất định sẽ trừng phạt tôi kiếp sau đều không thể gặp lại chấm than ngoặc kép anh nói xong nhớ tới lá thư này nhớ lại khả hình có khả năng sẽ rời khỏi thế giới này anh lại một trận run run thống khổ hối hận dập đầu rơi lệ lại kích động hít thở không thông nói tôi chưa bao giờ hận chính mình như lúc này hận chính mình không thể chết đi chấm than ngoặc kép ngoặc kép Lãnh mặc hàn hai tròng mắt cũng nhanh chóng lưu chuyển, tay nắm chặt di động, lập tức nói, anh yên tâm, tôi sẽ tìm được cô ấy. Chấm than ngoặc kép, anh nói xong, liền ném điện thoại xuống, phi thẳng hướng ra bên ngoài. Đường khả hình đứng ở trước chai rượu kia, chăm chú nhìn thật lâu, hơi thở càng ngày càng nặng nề, hai tròng mắt lại lập tức kiên nghị chớp lóe, cuối cùng cố lấy dũng khí, vươn đôi tay đang run lẩy bẩy ra, ầm ầm mở hai cánh cửa tủ ra, một trận lạnh lẽo tràn ra, tiệt tử ngoại màu lam cuối cùng cũng chiếu dọi một chai rượu đỏ được cất giấu trăm năm, chỉ thấy nó u ám tỏa ra ánh sáng nhuốm màu thời gian, bên trong thân chai mang theo sứ mệnh rất nặng nề có lẽ rằng rất nhiều người không cách nào dung nạp được. Nước mắt lại run rẩy chảy xuống. Đường khả hình nhìn về phía chai rượu trong giá này, tiếp tục theo tia ngoại tuyến lóe ra ánh sáng thần bí mà huyễn hoặc, nước mắt theo hai chồng mắt nhanh chóng lăn dài, lại đột nhiên một trận bi thương bật cười, mặt như một đóa hoa đào nghẹn ngào nói, nghi. Mi, Mi đã cùng ta suốt ba năm qua, trải qua những thời khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời ta. Hôm nay Mi muốn cùng ta thứ ma quỷ cất giấu trong bóng tối vạch trần tất cả. Mi có sợ không? Ta không sợ, ngoặc kép. Cô nói xong, lập tức hai chồng mắt lại run rẩy rơi lệ, kích động vươn tay muốn cầm lấy chai rượu lạnh này. Cô muốn làm gì nó? Một giọng nói kịch liệt truyền đến. Đường Khả Hinh rơi lệ quay sang, nhìn thấy Nhã Tuệ đang khẩn trương mà nghi hoặc đứng ở trước mặt mình. Hai mắt của cô nhanh chóng lóe ra, lập tức lau đi nước mắt trên mặt, khôi phục lại vẻ bình tĩnh xoay người, cầm lấy chai rượu bên trong, ôm vào trong ngực, mới sâu xa nói, không có gì. Tôi có việc ra ngoài một phen. Cô nói xong, lập tức xoay người muốn đi ra ngoài. Nhã Tuệ trong nháy mắt chắn ở trước mặt cô, hai tròng mắt kích động tràn đầy lệ nhìn cô, nắm chặt quả đấm, sắc mặt nghiêm nghị run rẩy, giận dữ hỏi, tôi hỏi cô muốn làm gì nó? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, rơi lệ nhìn về phía nhã tuệ, run rẩy kích động nói tôi muốn đem chai rượu này mở ra. Tôi muốn đem chứng cứ bên trong đã hại chết hơn 300 người trong thôn dân lấy ra. Chấm ngoặc kép. Rồi sau đó, nhã tuệ trong lòng đau như bị tê liệt, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, nghẹn ngào nói, rồi sau đó cô muốn đem bí mật của hoàn cầu cùng nhau uống vào trong bụng. Nhã tuệ, đường khả hình rơi lệ nhìn về phía cô. Nhã tuệ tức giận xúc động phẫn nộ rơi lệ nhìn về phía cô kêu to, đường khả hình số mệnh của con người chúng ta người nào muốn tránh cũng tránh không được tại sao dù có biết mình sắp chết lại vẫn dũng cảm muốn sống như vậy bởi vì biết sống được thêm mấy chục năm rất không dễ dàng ai biết có hay không có kiếp sau ai biết tôi cùng với cô ở kiếp sau lại vẫn có thể hay không làm bạn bè thân thiết như chị em em gái của tôi a à, cô vì chai rượu này đã vài lần trải qua sinh tử như vậy còn chưa đủ sao tại sao phải làm như vậy đường khả hình thống khổ kích động rơi lệ một tay ôm chai rượu này một cánh tay kia nặng nề nắm chặt cổ tay của nhã tuệ nức nở nghẹn ngào hỏi tôi hỏi chị lúc đó mỗi khi đến mùa hè tôi muốn bắt phe sầu bỏ vào bình chị tại sao mỗi lần đều muốn vụng trộm lúc tôi ngủ thả bọn nó bay đi chấm hỏi ngoặc kép nhã tuệ nghe lời này lại một trận thống khổ rơi lệ đường khả hình lại khóc hỏi tôi hỏi lại chị Tại sao cha tôi mỗi lần dẫn người nấu một nồi cháo thật lớn chuẩn bị đi viện phúc lợi, chỉ muốn chạy ở phía trước? Chị nói cho tôi biết, đây là tại sao? Nhã tuệ cắn răng lại một trận đau lòng rơi lệ, sâu xa nói, bởi vì sợ các cô bé đói bụng. Không phải, chấm than ngoặc kép, đường khả hinh khóc, bởi vì chị, hôm nay giúp đỡ người khác, là vì ngày mai chính mình cũng cần người khác giúp đỡ. Nhưng mà tính tình chị vẫn thiện lương như vậy, chưa bao giờ cần báo đáp lại tại sao lại phải trả giá như vậy, nhưng lại muốn tìm một cái cớ ích kỷ như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, nhã tuệ trầm mặc thống khổ rơi lệ không lên tiếng. Con người khi còn sống, hôm nay nếu người làm việc ác, tương lai nhất định sẽ gặp quả báo trên người. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình khóc nhìn về phía nhã tuệ, nói hôm nay một một con ve sầu, một chén cơm, lại dễ dàng trả giá như vậy, tại sao chuyện trọng đại, lại không người nào nguyện ý vì nó trả giá đó là bởi vì chuyện của chúng ta vẫn là làm được quá ít cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp đúng là nếu chúng ta coi thường một sinh mệnh tương lai sẽ có vô số sinh linh vì điều này mà ca thán điểm này thật sự chị không rõ sao khả hình chấm than ngoặc kép nhã tuệ lại kích động run rẩy nắm tay cô khổ sở rơi lệ kêu to nói xã hội hàng ngàn người cô một mình lấy sinh mệnh mà trả giá có thể thay đổi cái gì a à? đường khả hình rơi lệ nhìn về phía nhã tuệ ôm chặt chai rượu kia lại tiếp tục khóc nói tôi tại sao muốn quản xã hội này có bao nhiêu lạnh lùng tôi tại sao muốn quản xã hội này có bao nhiêu đen tối cái này cùng linh hồn của tôi có quan hệ gì a à? cái này không có một chút quan hệ cái này là tôi cùng thế giới hứa hẹn cùng thật lòng cảm ơn đừng như vậy khả hinh đừng như vậy chấm than ngoặc kép nhã tuệ trong lòng đau nhói không nói nên lời thân thể mạnh mẽ run rẩy kích động rơi lệ nhã tuệ chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức quỳ gối ở trước mặt nhã tuệ, ôm chặt chai rượu kia, cúi xuống phía dưới rơi lệ nói, sự trả giá của đời người, căn bản không cần lớn hay nhỏ, tôi cũng chỉ là một hạt bụi trong thế gian này thôi, nhưng mà trang hạo nhiên không giống như vậy. Cùng hoàn cầu cũng không giống nhau, chị còn nhớ rõ chị ở yến hội bách hoa kia không? Chị dương dưng không người cảm ơn đến tất cả đồng nghiệp. Chị đến nay còn không hiểu được những ánh mắt vất vả của tất cả đồng nghiệp sao? có hay không rõ ràng bọn họ đứng ở trong mưa, vì hoàn thành một sự kiện, vất vả trả giá như vậy. Lúc đó chị tự mình bưng đĩa hoa quả cuối cùng mời đầu bếp trưởng ăn, ông ấy một mình ngồi trồm hổm ở trong bếp, ăn mì sợi chay, nước mắt chị cũng không tự chủ được chảy xuống. Chị nói cho tôi biết, thời điểm một khắc kia họ không cống hiến ra sức lực của mình sao? Không có bọn họ, có chúng ta sao? Nhã tuệ một trận chịu không nổi đau khổ, chịu không nổi quỳ gối xuống đất khóc. Đường khả hình cũng tiếp tục quỳ gối trước mặt nhã tuệ, tiếp tục khóc nhã tuệ, đối với thế giới này con người cống hiến được hết sức lực, thật ra là yên lặng không tiếng động nhất, mỗi người bọn họ vất vả cùng mộng tưởng đều phải đạt được tôn trọng, tôi không thể coi thường toàn bộ chuyện này, tôi càng không thể trơ mắt nhìn trang hạo nhiên vì hoàn cầu, một mình một người đi thừa nhận toàn bộ chuyện này. Chấm than ngoặc kép, nhã tuệ rơi lệ ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Đường khả hình nhớ tới trang hạo nhiên, trong lòng không khỏi một trận đau như cắt. Hai mắt của cô không tự chủ được mà rơi lệ, nước nở nghẹn ngào nói: "Tôi hiểu anh ấy, tôi hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Anh ấy là một người cực kỳ có trách nhiệm, anh ấy sẽ vì hoàn cầu, vì tất cả nhân viên vất vả mà nhận hết trách nhiệm về mình. Tôi không thể trơ mắt nhìn một người vì những mộng tưởng sáng tạo và tương lai của rất nhiều người mà lâm vào nguy hiểm. Tình yêu thương của anh ấy vĩ đại như trời xanh, như ngàn vạn núi non, như muôn vàn ánh sáng, tương lai người như vậy có thể sẽ càng lúc càng nhiều hơn." thế giới này sẽ đầy lý tưởng và hạnh phúc. Mà tôi, bất quá cũng chỉ là một chút hương hoa. Ngoặc kép, cô nói xong, trong lòng mạnh mẽ đau đớn, cúi đầu kích động rơi lệ. Nhã tuệ nghe nói đến đây, cô nháy mắt rơi lệ đoạt lấy chai rượu này, kích động nước nở nói, được. Cô nói rất đúng, tương lai có lẽ người như vậy càng ngày càng nhiều, thế giới này sẽ trở nên lý tưởng mà hạnh phúc. Nhưng cô có được một tấm lòng lung linh như vậy, không thể cứ như vậy mà đi. Cô yên tâm em gái tốt của tôi, tôi sẽ đi công bố cái chân tướng này. Tôi sẽ đi đem chai rượu này uống vào, tiếp sau chúng ta cùng nhau chỉ nghe tiếng ve kêu, không bắt ve sầu. Chấm than ngoặc kép, cô nói xong, liền kích động ôm lấy chai rượu này, rơi lệ muốn sông ra ngoài. Nhã tuệ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình khóc chạy nhanh tới, nháy mắt theo phía sau ôm chặt thân thể của nhã tuệ, khóc nói chị gái tốt của em. Tiếp sau chị lại hát bươm bướm là hoa cho tôi nghe đi chị giúp tôi nói với cha mẹ một tiếng, kiếp sau lại làm con gái của cha mẹ. Chấm than ngoặc kép, cô nói xong, nháy mắt liền cướp đoạt lại chai rượu trong tay nhã tuệ, nhưng người đẩy nhã tuệ ngã xuống đất, phịch một tiếng rơi lệ đóng cửa lại, rất nhanh đi xuống lầu. Khả hình, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ khóc chạy ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống lầu kêu to cô không thể đi. Cô không thể đi, em gái tốt của tôi cô không thể đi. Đường khả hình rơi lệ lao ra khỏi nhà trọ, Sớm đã chuẩn bị tốt gậy gộc, ngăn chặn ngoài cửa, liền nhanh chóng rơi lệ vọt vào tự mình ghế lái phụ của mình, khóc nói, đến hiện trường tuyên bố của trận đấu rượu ở khách sạn Á Châu. chấm than ngoặc kép. Lái xe có phần nghi hoặc nhìn về phía cô. Lái xe. chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh một trận kích động rơi lệ kêu to. Xe liền chạy nhanh không thấy bóng. Khả Hinh, nhã tuệ rơi lệ đẩy mạnh cửa phòng, một trận kích động đến tan vỡ rơi lệ kêu to, Khả Hinh đừng đi. Tôi van cầu cô, em gái của tôi. Một chiếc xe con màu đen thắng gấp trước cửa nhà trọ. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà sáng nay canh giữ ở bên ngoài biệt thự, cư nhiên phát hiện Đường Khả Hinh tránh đi cửa chính, vòng theo đường bên ngoài biệt thự rời khỏi, các cô đang sốt ruột tìm khắp nơi, nghe Nhã Tuệ cùng Khả Hinh về nhà, lập tức từ xa phi nhanh trở về, mới dừng lại, liền nghe đến từng đợt tiếng khóc cùng đập cửa của Nhã Tuệ, Tiểu Hà lập tức phi như bay xuống, bước nhanh hướng cạnh cửa, mạnh mẽ đẩy cửa nhìn nhã tuệ cư nhiên một mình ngã ngồi dưới đất thất thanh khóc giống cô kinh ngạc hỏi chị nhã tuệ chị đây là nhanh nhanh đi tìm khả hinh chấm than ngoặc kép nhã tuệ khóc ngừng đầu nhìn về phía các cô nói lúc các cô đưa tôi đi tôi đoán đến cô ấy có khả năng sẽ trở về lúc tôi trở lại quả nhiên phát hiện cô ấy ở nhà cô ấy hiện tại muốn bắt xe mang chai rượu đi đến khách sạn á châu lấy hiểu biết của tôi đối với cô ấy cô ấy nhất định là thừa dịp hôm nay họp báo với phóng viên, công bố toàn bộ. Thậm chí có khả năng ở trên đường đi, sẽ uống hết chai rượu kia, nhanh đi tìm cô ấy. Chấm than ngoặc kép, Tiểu Vi cùng Tiểu Hà vừa nghe, lập tức xoay người phi nhanh lên xe, đạp mạnh chân ga, để cho xe chạy thẳng hướng phía trước. Mưa gió cuồng loạn, Trang Hạo Nhiên vẫn ngồi trong chiếc Pic trên con đường nội thành giao thông bị tắc nghẽn, hai mắt mông lung chớp nháy, nhìn màu sắc mỗi chiếc xe uyển chuyển phi nhanh qua lại trên đường, chỉ là một vài hình ảnh mơ hồ, anh nắm chặt tay lái, chịu đựng máu tươi trong miệng tràn ra, nghe lãnh mặc hàn nói đường khả hình muốn lựa chọn một mình đến hiện trường khách sạn Á Châu công bố toàn bộ trước mắt phóng viên, hiện tại có khả năng ở trên đường đi, lựa chọn uống hết chai rượu kia, hai tròng mắt của anh tràn đầy lệ. Đạp số rồi dẫm mạnh chân ga, để cho xe phi như bay lách qua giữa những chiếc xe khác, như mũi tên nhanh chóng đi về phía trước, khả hình đợi anh với, đợi anh với, anh còn có chuyện chưa nói, đợi anh với. Chiếc xe Mercedes màu đen, tại thành phố này cũng lao đi cực nhanh. Đường Khả Hinh ngồi ở ghế sau, chăm chú nhìn chai rượu đã làm bạn với mình suốt 3 năm, hai tròng mắt của cô lại tràn đầy nước, khuôn mặt giật giật, run rẩy một cỗ cảm xúc buồn rầu như ma quỷ, muốn xả sinh mệnh của chính mình cuối cùng lấy chút dũng cảm tươi cười, khóe miệng giật giật khẽ nhếch, nhưng nước mắt đã chảy xuống, Ngón tay chậm rãi thả ra dung cụ mở chia mà Lauren đưa cho mình, thong thả lấy ra dao xoắn ốc, ánh mắt liền muốn vĩnh biệt tất cả đâm vào giữa nắp chai. Lái xe không hiểu sao nắm tay lái, nhìn đường khả hinh bên trong kính xe, thật sự kỳ quái, không hiểu sao muốn giảm tốc độ xe. Đường khả hinh lại liều lĩnh, cắn chặt răng, lại muốn dùng dao xoắn ốc đâm thẳng xuống. Một chiếc xe thể thao màu đen đột nhiên vào thẳng phía trước, phịch một tiếng, vào tới chạm vào xe Mercedes a à, chấm than ngoặc kép đường khả hình hai tròng mắt run rẩy rơi lệ nhìn trong xe thể thao một người đàn ông sắc mặt âm trầm đang đe dọa dơ lên súng lục nhắm thẳng vào mình hai mắt của cô mạnh mẽ chừng to nước mắt chảy xuống dưới lái xe thấy thế liền nghiêng người đạp mạnh phanh gấp dừng lại thấy chiếc xe thể thao màu đen chạy như mũi tên hướng thẳng phía trước gấp gáp dừng ở phía trước anh lại đạp mạnh chân ga để cho tốc độ xe lên đến gần 200 mã lực mới lao đi, lướt qua tới gần xe thể thao màu đen, Khẩn Trương nói: "Đường Khả Hinh, chúng ta có khả năng lại gặp nguy hiểm, ngồi yên đó. Tôi nhất định sẽ đưa cô đến khách sạn Á Châu, lập tức phải vào bên trong đại sảnh khách sạn Á Châu." Chấm than ngoặc kép. Anh nói xong, lại một trận cực nhanh đạp mạnh chân ga, để cho xe chạy trên đường bờ biển, lao đi. Đường Khả Hinh hai tròng mắt ngấn lệ chấn động rất xuống, biết mình không có nhiều thời gian, tay lại run lẩy bẩy nắm lấy dụng cụ mở chai, lại cắn chặt môi dưới chiếc xe sóc nảy liên tục, cô cắn chặt răng đâm dụng cụ xoắn ốc xuống. Lãnh mạc hàn lái chiếc xe Ferrari màu đen, Uyển Thanh lái chiếc Ferrari màu, cặp song sinh lái chiếc SUV, Trang Hạo Nhiên điều khiển chiếc Pipeix, tất cả đều mạnh mẽ đạp chân ga lao đi như mũi tên hướng đường bờ biển lái tới. Xe thể thao màu đen lại đạp mạnh chân ga, nhưng người lấy vận tốc ánh sáng đuổi theo xe Mercedes kia, hướng tới đường khả hình ở cạnh cửa kính xe bang 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 bang, bang bắn vài phát đạn. A, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình cả người cúi xuống ngã ở trên ghế xe, nhìn cửa kính xe chống đạn kia chỉ là nổi lên vài vết rách. Cô mau chóng quỳ trên nền xe, nặng nề thở phì phò, phát điên lại muốn run rẩy xoay tròn dụng cụ mở chai. Thanh bình liều lĩnh chạy ngược hướng, đạp mạnh chân ga hướng tới tiếng nổ súng của chiếc xe thể thao vào đường khả hình mà thẳng tiến, kêu to ta đâm chết ngươi. Chấm than ngoặc kép, mỹ linh đã thò người ra cửa sổ xe, đón gió mãnh liệt bắn súng lục, hướng tới chiếc xe thể thao màu đen kia bang bang ầm lên đạn vài phát súng. Lãnh mặc hàn cùng Trang Hạo Nhiên cũng hướng tới xe thể thao mà chạy nhanh đến, muốn cùng nhau ngăn chặn chiếc xe thể thao kia. Ai ngờ một chiếc xe thể thao màu vàng khác lại chạy tới, một người con gái gợi cảm đón gió nâng lên súng trường, hướng tới chiếc xe thể thao đang chạy băng băng kia phịch một tiếng, lên đạn bắn liên tục. Âm, đuôi xe Mercedes màu đen trúng đạn, lốp xe cùng ống xả bốc lửa nổ tung, lao về phía trước đập vào mấy chiếc xe khác liền muốn bay về phía cái xe bên cạnh. Khả Hinh, Trang hạo nhiên hai mắt rơi lệ xúc động phẫn nộ kêu to, đạp mạnh chân ga đuổi theo. Lãnh Mặc Hàn một trận phẫn nộ lắc mình ra phía cửa sổ xe, cầm lên điện thoại di động, phịch một tiếng hướng tới người con gái kia phóng ra ở giữa ngực của cô ta. Xe thể thao màu vàng kia phịch một tiếng, đâm thẳng vào rất nhiều chiếc xe ở phía trước, cuối cùng nổ mạnh. ầm, uhm, lại truyền đến một trận nổ tung xe mercedes màu đen cuối cùng không chống lại được với tốc độ mạnh vào tới rào chắn đá của con đường bên cạnh làm chiếc xe lao ra chiếc cầu trên biển hướng phía dưới biển sâu lao xuống khả hinh trang hạo nhiên giận dữ nghẹn ngào chạy đến cạnh xe nhìn chiếc xe mercedes có đường khả hinh bên trong lao nhanh xuống biển anh một trận kích động rơi lệ không nói lời nào nhảy lên mặt cầu nhìn theo hướng chiếc xe kia phi xuống biển dùng đôi tay vươn người theo chiếc xe kia nhảy xuống hạo nhiên chấm than ngoặc kép Lãnh Mặc Hàn đứng ở cạnh cầu, hai tròng mắt tràn đầy lệ kêu to. Chương 907, chờ em trở về. Phanh, phanh. Hai tiếng vang vọng từ mặt biển mênh mông. Nhanh chóng bơi đến chiếc xe con đang chìm xuống đáy biển, trang Hạo Nhiên vượt qua nhiều rào cản, lập tức hòa vào biển cả, áp lực dưới nước tức khắc đập vào người anh làm cơ thể anh dường như bị nứt toác ra, anh kêu lên, tiếp tục bơi ra ngoài khơi, nước mắt của anh hòa chung với biển không thể thở nổi nhưng anh vẫn cố bơi tới chỗ xe của đường khả hinh. Xe nổi bồng bềnh trên mặt nước một lúc rồi chậm rãi chìm xuống, nước nhanh chóng tràn vào đuôi xe, tài xế đã hôn mê, đường khả hinh ôm chai rượu đỏ khóc nức nở, cô dướn người lên phía trước xe, không ngừng lay động người tài xế đã hôn mê kia, gọi lớn, anh tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, nước nhanh chóng tràn vào ngập đến đùi rồi ngang hông đường khả hinh. Hai mắt của cô tràn đầy nước mắt, Cô không quan tâm đến việc nước tràn vào ngập gần mặt cô khiến cô khó hít không khí, cô chỉ quan tâm đến sự an nguy của anh tài xế, cô để đầu anh ta tựa vào vai cô, không ngừng lay động, kêu to: "Anh mau tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại đi, anh biết bơi, anh mau bơi khỏi đây đi. Tỉnh lại mau." chấm than ngoặc kép. Cô kích động, nước mắt rơi không ngừng, kêu to. Nước biển bỗng nhiên tràn vào quá vai đường khả hình, lập tức cao đến cằm của cô, sắp ngập đến mặt của người tài xế cô ngửa đầu lên cố gắng hít thở rồi lặn xuống kéo người tài xế ra, nhìn nước sắp tràn quá mặt tài xế, cô thoáng cái buông chai rượu đỏ ra, hai tay nắm chặt cổ áo của anh ta, kéo cầm anh ta cao lên. Khả Hinh, em ở đâu? Trang hạo nhiên ở trong biển không ngừng bơi lên phía trước, hai mắt mông lung nhìn khắp nơi. Trong xe con, nước biển nhanh chóng tràn ngập vào cốp xe rồi bao phủ toàn bộ thùng xe. Đường Khả Hinh yếu ớt mở hai mắt ra, nhìn xung quanh trong nước cua cua tay bỗng nhiên kéo được người tài xế đang hôn mê, không ngừng lay động anh ta, nội tâm cô ấy náy xin lỗi, cô không muốn một sinh mệnh khác chôn cùng cô. Thùng 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 thùng. Đột nhiên có âm thanh thùng, thùng 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 ngoài biển phát ra. Đường khả hình tức khắc quay mặt sang, ở trong nước biển mông lung, thế mà cô lại nhìn thấy trang hạo nhiên cả người nổi ở ngoài cửa xe, vẻ mặt thống khổ, thiên ngôn vạn ngữ nuốt ở trong cổ học, thâm tình nhìn về phía cô, tay không ngừng kéo cửa xe, nhưng kéo thế nào cũng kéo không ra. Nước mắt của cô lập tức tràn ra, môi mím chặt, dướn cơ thể về phía cửa sổ xe, đau lòng nhìn Trang Hạo Nhiên ngoài cửa sổ, muốn đẩy cửa xe ra nhưng mà không may chứa tay ngục đầu xuống. Trang Hạo Nhiên tức khắc khẩn trương hai tay chống ngoài cửa xe, lo lắng nhìn đường khả hình hít thở không thông bên trong, anh cố kìm nến cơn đau từ cơ thể truyền ra, cố hết sức kéo cửa xe ra nhưng kéo thế nào cửa xe cũng không mở ra, anh lập tức biết cửa bị khóa bên trong, tài xế có thể muốn bảo vệ tính mạng cho đường khả hình, khóa lại cửa xe, anh tức khắc đập vào cửa xe, ra hiệu cho đường khả hình bảo cô cố gắng giữ hơi thở, rồi bảo cô nhanh chóng đến vị trí lái xe, nhấn vào nút mở khóa xe. Đường khả hình choáng váng nổi trong nước, không hiểu ý anh nói là gì. Trang hạo nhiên tức khắc bơi tới vị trí tài xế, đập vào cửa xe, rồi lại chỉ vào đó ra hiệu cho đường khả hình. Đường khả hình lúc này mới hiểu, trong không gian nhỏ hẹp này cô dướn người đến vị trí lái xe, đầu tiên tìm điểm bám rồi ngón tay lần xuống nút cạnh cánh cửa, chỉ thấy trong nước vang lên một âm thanh. Trang hạo nhiên tức khắc kéo mạnh cửa xe ra, nhưng kéo thế nào cũng không kéo ra, anh lập tức bơi xuống phía sau, lại phẫn nộ kéo ra. Đường khả hình cũng trườn xuống sau xe cạnh cửa, đau lòng, thâm tình nhìn về phía trang hạo nhiên, chợt cảm thấy khí lực trong cơ thể yếu dần, cơ thể căng ra, đại não thiếu dưỡng khí. Khả hình em phải kiên trì lên. Trang hạo nhiên lại dồn sức kéo cửa xe nặng ra, có lẽ vì ở dưới nước lâu nên náo thiếu dưỡng khí làm anh mông lung nhưng anh vẫn cố hết sức kéo cửa xe ra, hai mắt anh đẫm lệ, trong lòng nôn nóng muốn ôm cô gái này để thành toàn cho nguyện vọng cuối cùng cho sinh mệnh anh, nước mắt của anh nhanh chóng tràn ra. Nội tâm đường khả hình đau đớn, khóc nước nở, hai tay nặng nề chống ở cửa xe, tuyệt vọng, thâm tình nhìn người đàn ông ngoài cửa xe đang dẫy dụa kéo cửa xe, cô không có thời gian nói lời tạm biệt, chỉ là trong nước vung tay lên ý bảo anh hãy đi đi. Trang Hạo Nhiên rơi lệ không chịu, chỉ là phát điên kéo cửa xe nặng nề kia, lại cảm giác hơi thở của mình đã dùng hết, não căng ra, hai mắt mơ hồ nhìn không rõ, nhưng vẫn đau khổ nhìn cô gái hít thở không thông bên trong xe, tim của anh giống như có người nắm chặt, đau lòng nói, Khả Hinh, cố lên, nhất định phải cắn răng kiên trì. Anh không muốn cùng em ở trên thiên đường, thời gian chúng ta yêu nhau ở trần gian quá ít. Anh lại từng đợt kích động lo lắng, tuyệt vọng kéo cửa xe. Đường khả hình thân thể rốt cuộc co quắp lại khóc, nhìn người đàn ông ngoài cửa, không ngừng cố gắng, cắn răng kiên trì mở cửa xe, cô cuối cùng không nhịn được nữa mở miệng ra, mặc kệ sinh mệnh, khổ sở gọi, hạo nhiên, đi đi a. À. Trang hạo nhiên tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn đường khả hình không ngừng khóc hai tay vỗ cửa sổ xe, há mồm ra khóc bảo mình rời đi, hai mắt của anh lại tràn đầy lệ, lắc đầu, tay trống ở cửa sổ xe, cắn răng muốn bảo cô cố kiên trì hạo nhiên đi a à. đường khả hinh nói xong câu đó lập tức nước biển chảy vào miệng cả người hít thở không thông trên mặt lộ vẻ đau khổ khó chịu cuối cùng nhắm mắt lại trong miệng không ngừng thả ra bọt khí thân thể nổi lên hai tay chậm chạp buông xuống khả hinh chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên mặt tràn đầy lệ gọi tên cô gái yêu thương kia chống khổ quát lên vung nắm đấm đập vào cửa xe phanh một tiếng vỡ vụn vang lên cửa xe cách một tiếng khóa cửa xe lập tức được mở ra. Trang hạo nhiên không thể tin được cúi đầu, mở hai mắt mông lung ra, tuyệt nhiên nhìn thấy cửa xe mở ra một khe nhỏ, hai mắt anh lập tức sáng lên, dường như nhìn thấy hy vọng, anh thử kéo ra, quả thật mở được cửa xe, anh tức khắc tiến vào trong xe, hai tay ôm chặt cơ thể cô, rơi lệ hôn cô, đẩy hơi thở vào cho cô, lại tính toán thời gian, một tay túm lấy người tài xế lên vai, rồi kéo hai người ra ngoài. Lúc này sóng biển cuộn trào mãnh liệt, toàn bộ thế giới dường như đất rung núi chuyển, Trang Hạo Nhiên một tay ôm chặt đường khả hình, một tay túm chắc cổ tay tài xế, cô hết sức bơi lên, trong lòng khẩn thiết kêu to, hãy kiên trì. Chấm than ngoặc kép, bang 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 phanh, vô số ánh đèn sáng lên, tức khắc vô số nhân viên mặc áo màu đen lặn xuống nước bao gồm cả chuyên gia lặn thanh bình, lại lần nữa đau khổ lặn xuống biển tìm người. Lãnh mặc hàn cùng tô lạc hoành, lâm sở nhai ở du thuyền chờ người, nhanh chóng nhìn xuống, mấy người đàn ông lúc này đã ứa nước mắt, hô hoán mọi người tìm kiếm, đột nhiên nhìn thấy ở xa có người nhấp nhô, không bao lâu Thanh Bình cùng mấy người khác người cùng nhau ôm lấy Trang Hạo Nhiên, đường khả hình cùng tài xế, ba người nổi lên mặt nước, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mau, chấm than ngoặc kép, Thanh Bình vội vã đỡ Trang Hạo Nhiên còn tỉnh táo và đường khả hình đang hôn mê cùng tài xế đỡ lên thuyền, vài bác sĩ cấp cứu lúc này nhào tới muốn cấp cứu cho đường khả hình. Bỏ ra, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt đẩy bác sĩ ra, tự mình tiến lên, chỉ còn chút sức lực quỳ xuống trước mặt đường Khả Hinh lúc này đã hôn mê khuôn mặt tái nhợt, ấn lên ngực cô, thở dốc, hai mắt đẫm lệ nói, Khả Hinh, em có nghe anh nói không? Anh chính là người ba năm trước đã đưa rượu đỏ cho em. Chính là anh, anh chưa chết, em mau tỉnh dậy đi. Một người ở trên thiên đường quá cô đơn, tương lai chúng ta sẽ ở bên nhau. Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, mau. Chấm than ngoặc kép. Anh vừa nói chuyện vừa quỳ xuống hô hấp nhân tạo cho Khả Hinh, khi môi anh chạm vào môi lạnh giá của cô thì nước mắt của anh chảy xuống dọc theo cánh mũi, trái tim đau đớn kịch liệt. Lãnh Mặc Hàn và mấy người đứng bên cạnh nhìn Trang Hạo Nhiên đau khổ như vậy cũng không kìm lòng được chảy nước mắt. Khả Hinh, mau tỉnh lại, anh yêu em, Khả Hinh, anh yêu em, Khả Hinh, đừng bỏ lại anh. Trang Hạo Nhiên nhìn mặt đường Khả Hinh tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, dường như đã nhìn thấy linh hồn của cô phiêu du trên thiên đường anh lại rơi lệ đau khổ, không ngừng cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho cô, nghẹn ngào, thống khổ gọi, khả hinh. Anh yêu em, anh yêu em, kiếp sau không biết có thể gặp nhau hay không, anh chỉ muốn chúng ta sống thật tốt ở kiếp này. Cô nhóc, cô nhóc của anh. Anh kích động cúi đầu ép ngực cô đột nhiên đường khả hinh phun ra một ngụm nước biển, cả người co quắp lại lại tiếp tục phun nước ra. Cô ấy tỉnh rồi, chấm than ngoặc kép, mọi người mừng rỡ kêu lên. Trang Hạo Nhiên cũng trong nháy mắt trống dậy từ mặt đất nhìn cô gái tiểu tụy đang nằm trên mặt thuyền. Đường Khả Hinh cuối cùng thở hổn hển, chậm chạp mở hai mắt ra nhìn thấy bóng mờ ảo trước mặt mình, lòng cô chua xót, hai mắt tràn đầy nước mắt, yếu ớt nói: "Anh, anh, anh vừa mới nói, anh chính là người trong bóng đêm kia, người mà đưa rượu đỏ cho em." Nước mắt Trang Hạo Nhiên chảy ra, gật đầu. Đường Khả Hinh kích động nhìn về phía anh, toàn bộ thế giới một trận cuộn trào mãnh liệt dâng trào, nước mắt thỏa sức chảy xuống, nước nở nghẹn ngào hỏi, thật là anh sao? Trang hạo nhiên lại hối hận gật đầu, lặp lại câu nói kia, tôi nếm qua máu của cô, mạng của cô sẽ là mạng của tôi. Đường khả Hinh bừng tỉnh thất thần, nước mắt chảy xuống, chống tay đứng dậy, hai tay vòng qua cổ anh, khóc nói, anh vẫn chưa chết. Anh vẫn chưa chết, trời à, anh chưa chết, em cứ tưởng anh đã chết ba năm trước rồi nhưng anh chưa chết. Cảm tạ thượng đế, em sống, em sống chờ anh quay lại. Em sống chờ anh trở về. Trang Hạo Nhiên cũng kích động đau lòng ôm chặt cô trong lòng, ôm chặt lấy cô, vui mừng vì hai người lại một lần nữa tránh được đại nạn. Chương 908, phi tiêu. Từng đợt sấm sét vang lên, ngoài khơi sóng đánh vào những tảng đá rất dữ dội, bọt biển không ngừng tung lên trắng xóa. Vài chiếc xe con màu đen nhanh chóng lướt qua mưa gió, cuối cùng thắng gấp ở bến Tân Hải, còi xe cảnh sát hú vang, vô số ánh đèn nhấp nháy theo. Tưởng thiên lỗi không đợi Đông Anh mở cửa, tự mình mở cửa xe bước xuống, mặc cho mưa gió táp vào người cũng không thèm để ý đến, chỉ vội vàng hỏi tổng giám đốc trang và khả hình thế nào rồi. Đông Anh nhanh chóng chống cây dù màu đen, đi tới trước mặt tưởng thiên lỗi, che mưa cho anh và nói, nghe nói đã được cảnh sát cứu lên, giờ đang được cấp cứu ở bên trong, chỉ là không biết cụ thể tình huống thế nào. Chấm than ngoặc kép, hai tròng mắt tưởng thiên lỗi lóe ra, khẽ nghiến răng, Vội vã dọc theo cầu thang dài xoắn hình con ốc, vừa đi xuống dưới, vừa nói, qua đó xem. Bốn phó tổng Trần Tuấn Nam, Thẩm Quân dụ lập tức đi theo anh. Một chiếc Land Rover màu đen cũng thắng gấp ở trên mặt cầu, Tô Thủy Kỳ nhanh chóng xuống xe và hướng phía cuối bến tàu đi tới, nhìn bầu trời tối đen, sóng biển cuộn trào mãnh liệt, anh đang rất lo lắng về đường khả hình. Khi biết rõ xuất thân của anh, cảnh sát dễ dàng cho đi qua. Chiếc thuyền vượt qua những con sóng lớn, Đối mặt với gió mưa từ từ tiến vào bờ, Trang hạo nhiên vẫn như cũ nửa quỳ trên mặt thuyền, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt tái nhợt, đầy nước mắt của Khả Hinh. Nhớ tới lá thư lưu lại sáng nay, nước mắt của anh cũng lại rơi xuống, gấp gáp, tức gận nói: "Đứa ngốc! Trên thế giới này, mỗi một ngày có vô số âm mưu hãm hại, có đôi khi thượng đế cũng giả vờ không nghe thấy, không nhìn thấy. Cái chết luôn vây xung quanh cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta không thể chết khi mọi thứ chưa rõ ràng." Bí mật của hoàn cầu rốt cuộc lớn đến thế nào, đáng sợ ra sao, những thế lực trong bóng tối ấy cuối cùng nó lan tới đâu. Tất cả điều này, chúng ta đều chưa biết rõ. Chưa chiến đấu mà đã tự hy sinh, như vậy là quá hổ thẹn với cuộc sống của chính mình rồi. Chấm than ngoặc kép, nước mắt của đường khả hình tràn ra, yếu ớt nhìn về phía trang hạo nhiên, sâu kín, nghẹn ngào nói, chẳng phải vì bí mật này mà trước kia anh thiếu chút nữa đã mất mạng sao. Em không muốn anh gặp bất chắc vì bất cứ lý do gì hoàn cầu cần anh. Trang hạo nhiên nghe lời này, trong lòng cảm thấy đau đớn, hai tay lại ôm chặt khuôn mặt cô gái này, quyết liệt hỏi em có biết điều anh cần nhất là gì không? Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, nước mắt đường khả hình lại rơi xuống, im lặng nhìn anh. Điều anh cần nhất chính là em, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên mãnh mẽ, mẽ đón nhận những cơn gió mưa dữ dội, lại vội vàng nhìn cô gái trước mặt nói, em để lại ấn tượng khó phai trong anh, là vì em đã làm phiền thế giới của anh thế giới của anh không dễ dàng bị làm phiền giống như em nói từng cọng cây ngọn cỏ được lòng đất yêu ái như vậy mỗi khi mùa hè đến hoa nho nở rượu nho ở bên trong cũng cuộn trào mãnh liệt đó là bởi vì quá si mê anh đối với em cũng vậy vì quá yêu em không thể giải thích nổi chỉ là một lời hứa với một người xa lạ mà em kiên quyết đến như vậy trong đêm tối em đã tiếp nhận rượu đỏ trong tay anh vì lời hứa này mà đã chịu đựng bao nhiêu cực khổ rõ ràng cuộc sống của anh và em đều liên quan đến nhau em nguyện ý vì anh chịu đựng tất cả anh cũng nguyện ý vì em tiếp nhận tất cả bởi vì loại tiếp nhận này là một điều hạnh phúc trái tim của đường khả hinh nóng lên đôi mắt đỏ lên trang hạo nhiên lại ôm lấy khuôn mặt của cô vội vàng nói khả hinh anh biết em lựa chọn con đường này nếu em gặp chuyện không may anh nhất định sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào anh không có khả năng tha thứ cho bất cứ người nào cho dù người đó chính là anh Nước mắt đường Khả Hinh lại chảy xuống. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở phì phò, lại ôm chặt gương mặt cô hơn, đôi mắt tràn đầy nước mắt, thoáng một chút buồn bã, phẫn nộ nói, cảm tạ thượng đế, em còn sống, bằng không anh nhất định lấy máu đám ma quỷ kia. Anh đường đường là tổng giám đốc hoàn cầu, mà ngay cả người bên cạnh cũng không bảo vệ được, anh làm thế nào có thể đảm đương cuộc sống của hơn 300 vạn cấp dưới đây? Em đã từng nói mạng sống con người có khi nhẹ như lông hồng, hay có lúc nặng như đỉnh núi. Anh Trang Hạo Nhiên làm người chưa bao giờ đứng ở lưng chừng, lại càng không thỏa hiệp với bất cứ điều ác nào cả. Nếu như anh dựa vào chính mình từng bước từng bước leo lên đỉnh núi, tất nhiên sẽ phải tính toán để đối mặt với khó khăn. Đứng trên ngàn vạn núi non ở thế giới này đều vẫn là dựa vào hai chân của chúng ta. Nếu như em muốn cả thế giới này đều thuộc về mình thì nhất định phải làm đến nơi đến chốn, một tí cũng không thể bỏ qua. Nếu không sẽ phải gánh chịu tất cả. Anh là tổng giám đốc Hoàn Cầu. Chắc chắn sẽ phải gánh vác, một chút cũng không được từ chối. Lý tưởng sống của anh, không phải là vung cánh tay hô lên, đáp lại tiếng của núi biển, mà là chính mình phải trải qua tất cả, cho dù là chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, cũng phải vượt qua biển lớn. Trong lòng Đường Khả Hinh đau xót, nhìn về phía người đàn ông trước mặt. "Khả Hinh," Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nặng nề nói, "Anh hứa với em, anh nhất định, nhất định sẽ chính tay giết bọn ma quỷ đáng chết kia." để lấy lại đạo lý cho hơn 300 mạng người kia. Cũng nhất định phải tận mắt thấy được bí mật của hoàn cầu, rốt cuộc là cái gì mà để cho anh Trang Hạo Nhiên trả giá tất cả, bao gồm cả tính mạng. Khi đó, chỉ cần em sống tốt, chính là không uổng tình yêu của anh đối với em. Cơ thể đường khả hình run lên, kích động khóc thút thít, nói anh không được gặp chuyện không may. Anh sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không. Em yên tâm, khuôn mặt Trang Hạo Nhiên kiên nghị, trong nháy mắt trở lên lạnh lùng, đôi mắt giống như chim ưng sắc nhọn nghiến răng nói anh rất muốn biết kẻ nào mà lại dám động vào thế giới của trang hạo nhiên động vào người thân yêu của anh động vào hoàn cầu của anh trang hạo nhiên đường khả hinh trong lòng lại một trận kích động dâng trào nhìn về phía anh đúng chấm than ngoặc kép lãnh mặc hàn cùng tô lạc hành đang chờ người cũng chậm chạp tiến tới gần nhìn về phía cô nói hoàn cầu là của chúng ta mỗi người trong chúng ta đều phải có trách nhiệm vì nó mà trả giá cô tin chúng tôi tất cả nhất định sẽ được giải quyết chấm than ngoặc kép đường khả hinh dương dưng kích động nhìn về phía bọn họ trang hạo nhiên chậm chạp vươn hai tay khẽ vuốt mái tóc của cô đau lòng kích động nói khả hinh cuộc sống của em rất tuyệt vời ngàn vạn lần đều phải bảo vệ chính mình chỉ có như vậy anh mới có thể đi về phía trước mà không cần lo lắng cho em chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ Đừng bỏ mặc mình dễ dàng quá, cả đời này, ngoài em ra, anh sẽ không thể chấp nhận được ai nữa rồi. Vừa nói hết câu, cũng thấy đường khả hình đã an toàn, lập tức ý chí ngoan cường của anh có phần buông lỏng, trong nháy mắt cơ thể co quắp lại, khóe miệng trào ra toàn máu, hai tay nắm chặt bả vai của cô, muốn nói gì đó, lại không thể chống đỡ nỗi, hai mắt nhắm lại, ngã xuống thuyền, thân thể mạnh mẽ trong phút chốc nằm xuống đón toàn bộ gió mưa, trời đất như quay cuồng. Trang hạo nhiên, đường khả hình đau lòng, quỳ ở trước mặt anh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, khóc giống lên. Lão đại, chấm than ngoặc kép, lãnh mặc hàn cùng mọi người nhanh tay đỡ vai của Trang hạo nhiên, nhìn thấy thuyền đã cập bờ, lập tức kêu to, bác sĩ. Tưởng thiên lỗi cùng Tô Thủy Kỳ đứng ở trên cầu, nghe thấy tiếng hô hoán, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Trang hạo nhiên ngã ở trên thuyền, vội vàng nhảy xuống thuyền, Tô Thủy Kỳ nhanh chóng đi tới trước mặt Trang hạo nhiên, ngồi xổm bên cạnh anh nhắc cổ tay và bắt mạch, sau đó lại quỳ xuống, nhưng người sát vào ngực anh, hai mắt lóe sáng, lập tức nói có thể là xuất huyết bên trong. Mau, đưa đến bệnh viện, không thể trì hoãn được nữa. Hạo nhiên, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lối cũng lập tức ngồi sổ người xuống, hai tròng mắt nóng bỏng tay nắm chặt cổ tay của anh, đau lòng kêu to. Mau, chấm than ngoặc kép, các bác sĩ cấp cứu nhanh chóng nâng trang hạo nhiên, đặt lên cáng cứu thương lãnh mặc hàn đi ở đằng sau mọi người dừng lại quay đầu liếc mắt nhìn mặt biển minh mông kia đôi mắt toát lên vẻ dữ tợn cuối cùng mới tiếp tục đi về phía trước sóng biển vẫn dâng lên mãnh liệt uyển thanh cùng mỹ linh ở một chiếc thuyền khác không ngừng nhìn xuống dưới biển khẩn trương gọi tìm được chưa a à? tìm được chưa a à? đừng gặp chuyện không may a à. gấp người chết chấm than ngoặc kép mỹ linh ở trong mưa to gió lớn kêu lên thanh bình dẫn đám thuộc hạ mặc đồ lặn ở dưới biển dựa vào chút ánh sáng của chiếc đèn pin, không ngừng lặn xuống, cuối cùng cũng thấy chỗ chiếc xe con rơi, cô lập tức vươn mình bơi tới theo chỉ thị của lãnh mặc hàn, phải tìm bằng được chai rượu đỏ trong xe kia, cô giống như nàng tiên cá định bơi qua đó, đột nhiên lại phát hiện phía trước có một bóng đen đang bơi tới, cô im lặng, cả người đứng yên trong nước, phía trước thấy một con cá mập thong thả bơi tới. 12 người nước người lặn xuống, nhao nhao đứng yên trong nước, không động tính. Con cá mập kia mở miệng rất lớn, lộ ra hàm răng sắc nhọn đôi mắt đen xì tàn nhẫn đầu tiên là bơi một vòng quanh chiếc xe màu đen kia sau đó từ từ bỏ đi thanh bình đứng im ở trong nước chậm chạp thở phào nhẹ nhõm lại nhẹ nhàng hướng phía trước bơi tới vừa muốn mở cửa xe để lấy chai rượu đỏ ra phanh một phi tiêu bằng sắt trong nháy bay vút qua làm thủng đồ lặn của thanh bình sau đó cắm thẳng vào mặt trước chiếc xe thanh bình lập tức quay đầu lại Nhìn thấy phía trước hơn 10 người, người mặc áo lặn màu đen đang bơi tới, một tay cầm súng, một tay lại phóng phi tiêu vào cô. Chương 909, không phải tôi. Vù, 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 năm phát phi tiêu, nháy mắt hướng Thanh Bình cùng mọi người phi thẳng đến. Thanh Bình nhanh chóng ra hiệu cho mọi người né đi, tránh khỏi phi tiêu, cũng sớm có chuẩn bị rút đoạn đao từ má đùi ra, nhanh chóng bơi qua chỗ bọn họ. 12 người lại mạnh mẽ ở trong nước vừa hô hấp dưỡng khí, vừa nâng súng bắn lớn ở dưới nước, hướng người cầm đầu Thanh Bình bắn liên tục. Thanh Bình chừng mắt, vươn tay liều mạng bơi nhanh, 12 phi tiêu từng trận hướng đến phần lưng của cô, lại hướng phía trước đâm vào trên chiếc xe Mercedes kia. 12 người áo đen lập tức ném ra phi đao, bơi thẳng về phía trước, nháy mắt thấy gần tới những người dạ hành này, ai biết bọn họ lại phát ra phi tiêu, mọi người lại một lần nữa tránh thoát khỏi, có người trúng tiêu, đâm thẳng vào ống dưỡng khi phía sau, phịch một tiếng, dưỡng khí bị phá vỡ, người nọ nháy mắt thiếu dưỡng khí, nghiêng người bỏ mặt nạ bảo hộ phía sau, ngừng thở, liền muốn liều lĩnh đi về phía trước chiến đấu. Thanh Bình thấy thế, lại nghiêng người bơi tới trước mặt hắn, đem ống dưỡng khí của mình chụp cho hắn, chính mình xé toang mũ đen, lộ ra khuôn mặt, nhếch môi, đôi tay cầm đoạn đao nhanh chóng hướng người dạ hành bơi qua. 12 người áo đen thấy thế, lo lắng cô gặp chuyện không may, lập tức theo cô nghênh thế mà bơi. 12 người giả hành lại nhanh chóng dương lên súng bắn nước, đồng thời hướng tới bọn họ ngắm bắn. Thanh Bình hai mắt nóng lên, ánh mắt tức giận ở trong nước xoay tròn một phen, tránh đi lợi thương, lại mạnh mẽ nín thở tới gần người giả hành vừa phi tiêu, mũi tên nhọn nhanh chóng hướng giữa cổ của hắn trượt qua, nghiêng người đoạt lấy ống chụp dưỡng khí trên mặt hắn, chụp vào trong miệng mình. Ánh mắt nhìn đến phía trước một đoàn cá mập, người được mùi máu tươi, giống như bay, bơi đến, cô nhanh chóng buông người giả hành kia ra chụp ống dưỡng khí, thẳng phía trước bơi đi. Dầm dầm dầm, một đoàn vô số con cá mập từ trong nước như mũi tên bơi thẳng đến, đem người giả hành đã trúng tiêu kia, nháy mắt xé rách thành mảnh nhỏ, cực nhanh gặm vào trong miệng. Một nữ giả hành thấy thế, phẫn hận bơi thẳng lên trước, ném súng bắn nước trong tay xuống, liền muốn dương lên đoàn đao, hướng thẳng đùi của Thanh Bình mà đâm. Thanh Bình nháy mắt xoay người lại, nhẹ ở trong nước, cổ tay đỡ cổ tay cô ta, lại lợi dụng lực nhỏ bé xoay tròn cổ tay, khống chế cổ tay cô ta, vừa muốn bóp mạnh, nữ giả hành kia lại nghiêng người ở trong nước dơ chân lên, hướng trên bụng Thanh Bình đạp mạnh, thân thể Thanh Bình lại mượn sức nổi ở trong nước, hướng lên trên bắt đầu nhẹ chuyển động, tay nhanh chóng cướp ống chụp dưỡng khí của người nào đó, đưa tới miệng mình hô hấp. Nữ giả hành lại nghiêng người đưa tay, giữ chặt bình dưỡng khí, xoay người, dơ lên đoạn đao, liền muốn hướng trên tay Thanh Bình đâm mạnh xuống. Thanh Bình thổi nhỏ ở trong nước lớn lên, cho nên kỹ năng bơi vô cùng tốt, cô nghiêng người xoay lại, nắm mạnh tóc của người phụ nữ này, đem thân thể của cô ta kéo mạnh về phía sau, vừa nặng nề hô hấp, vừa dơ đoản đao trong tay lên, liền muốn hướng cổ của cô ta đâm xuống. Người phụ nữ nháy mắt một tay nắm chặt cổ tay cô, một tay mạnh mẽ bắt lấy cánh tay kia của cô, cơ thể hai người càng không ngừng bở trong nước phập phình, nhẹ hướng về phía xe Mercedes màu đen kia. Thanh Bình cắn chặt răng đem cô ta áp chế trên xe Mercedes, trong tay liền muốn mạnh mẽ đem đoạn đao hướng trên cổ cô ta đâm thẳng xuống, còn kém nửa phân. Nữ dạ hành tay lại giữ chặt cổ tay cô, ngừng thở, cởi ra bình dưỡng khí ném vào trong nước, tùy ý để những bọt khí bay ra như bong bóng nước, cắn chặt răng không hô hấp, đẩy mạnh đao sắc nhọn kia ra xa cổ mình một chút, xa một chút. Thanh bình nhất thời cảm thấy não bộ của mình thiếu khí, nhưng ánh mắt vẫn mãnh liệt lóe ra, lại cắn chặt răng nắm chặt đoạn đao, lại muốn áp sát vào cổ của cô ta. Nữ giả hành vừa nín thở vừa cố gắng nắm chặt cổ tay của Thanh Bình, vừa nhìn thấy bên cạnh có cái phi tiêu có gai, cô ta nghiêng người buông một cánh tay của Thanh Bình ra, mạnh mẽ nắm lấy phi tiêu kia, liền muốn đâm vào người Thanh Bình phía đối diện Thanh Bình nghiêng người không kịp tránh, cánh tay bị cô ta đâm mạnh một đao, máu tươi lập tức trào ra, toàn bộ nước biển hòa cùng máu. Đoàn cá mập nháy mắt quay đầu, mấy người áo đen cùng người giả hành người thấy mùi máu tươi cũng nhanh chóng bơi đến. Thanh Bình trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn đoàn cá mập kia như mũi tên bơi tới, cô nghiêng người kéo nữ giả hành này bơi vào bên trong chiếc xe màu đen, ầm một tiếng đóng cửa lại. Bang 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 bang, hơn 10 con cá mập không ngừng va chạm vào xe, há cái miệng rộng toàn máu, chờ đợi một bữa tiệc lớn. Nữ giả hành nghiêng người trốn trong toa xe, ôm lấy chai rượu kia. Thanh Bình trong nháy mắt vươn tay ra mạnh mẽ ghi chặt cổ của cô ta, muốn cho cô ta ngạt thở nữ giả hành trong nháy mắt lại muốn dơ lên phi tiêu từ phía sau đâm tới, thanh bình một tay đỡ ở trong nước mạnh mẽ vặn cánh tay thon dài của cô ta. a, à, nữ giả hành sau một trận nín thở khó nhịn đau đớn thống khổ kêu lên. thanh bình lại nghiêng người dơ lên đoạn đao hướng cánh tay của cô ta muốn đâm mạnh xuống. nữ giả hành lại nghiêng người dơ lên chai rượu trong tay hướng tới đầu của cô điên cuồng muốn đập vỡ, thanh bình sợ chai rượu bị hủy tránh khỏi chai rượu kia mạnh mẽ đoạt lấy chai rượu đỏ kia vào trong tay nữ giả hành thân thủ nhanh nhẹn nháy mắt liền muốn mở cửa xe kia ra cả người nhanh chóng thoát ra trong nháy mắt thanh bình xoay người chưa kịp kéo nữ giả hành kia đã nhìn thấy đoàn cá mập đang bơi đến cô xoay người gấp gáp trở lại nín thở nhịn đau muốn đóng cửa xe ai ngờ lại bị miệng con cá mập xông vào chỗ khe hở thân thể của cô nhanh chóng rét run đem hết toàn lực cắn chặt răng kéo cửa xe lại cá mập ở trong nước lại có sức lực ngàn cân nháy mắt liền muốn lay động thân thể to lớn dáng vẻ muốn xông vào bên trong xe thanh bình lại cắn răng dùng hết sức lực cuối cùng của cuộc đời lại muốn kéo chặt cửa xe cá mập mẹ lại ở trong nước lay động thân thể to lớn lập tức muốn vọt vào bên trong xe cứu mạng thanh bình ở bên trong xe cắn chặt răng cật lực muốn kéo cửa xe lại đầu đầy mồ hôi hòa vào trong nước biển nhìn bên ngoài cửa sổ xe con cá mập to lớn đang đập cái đuôi như mũi tên sắc nhọn hai mắt của cô mở to, lại như cũ nặng nề cắn chặt răng, kéo chặt cánh cửa kia. Vô số mùi máu tươi, trong nháy mắt ngập tràn trong nước. Đoàn cá mập xoay người, nhìn một cái gì đó màu đen có hình dáng giống cái lưới, đang bung ra nhiễm toàn mùi máu tươi, lập tức giống như thấy được bữa tiệc lớn, tàn nhẫn bơi thẳng về phía trước, cảnh sát biển cùng với người áo đen bơi tới, người dạ hành trong nháy mắt chạy trốn, thanh bình sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt mắt cố gắng nín thở nhìn về phía vô số đồng nghiệp đang bơi lại chỗ của mình cô nhẹ nhàng thở ra xoay người ôm lấy chai rượu đỏ kia vào trong ngực theo sự bảo vệ của cảnh sát biển nhanh chóng bơi ra ngoài mặt biển minh mông cuộn trào mãnh liệt thanh bình được cảnh sát biển hỗ trợ thân thể mệt mỏi cố gắng ngoi lên trên du thuyền được mỹ linh cùng uyển thanh kéo lên tay vẫn gắt gao ôm chặt chai rượu kia toàn thân ướt sũng quỳ gối trên thân thuyền miệng phun ra nước biển vừa nặng nề ho khan vừa tức giận phẫn hận kêu to, đồ đàn bà đáng chết kia. Lần sau đừng để tôi nhìn thấy cô, tôi nhất định đem cô chặt thành tám mảnh, ném vào trong biển cho cá mập ăn. Tôi thiếu chút nữa bị cá mập ăn, con mẹ nó, chấm than ngoặc kép. Cô vừa nói xong, liền ôm chặt chai rượu, lại phun ra ra một ngụm nước biển. Uyển Thanh cùng Mỹ Linh cảm thấy vô cùng may mắn ôm chặt cơ thể của cô, vừa vỗ phần lưng của cô, vừa cảm ơn trời đất nói, đem cô ta chém thành bao nhiêu phần cũng không được liều mạng quan trọng nhất là cô không có việc gì, thật là cảm ơn ông trời. Thanh Bình vẫn như cũ nặng nề thở phì phò, ôm chai rượu kia, quỳ trên mặt đất, càng không ngừng phun ra nước biển, vừa phun vừa ho khan. Mỹ Linh từ trước đến nay cùng Thanh Bình là chị em thân thiết, vô cùng sốt ruột vỗ vỗ sau lưng của cô, đau lòng nói, không có việc gì, không có việc gì rồi. Đều đã qua rồi. Hôm nào tôi tìm đến cô ta báo thù cho cô. Uyển Thanh cũng thở hổn hển gật đầu, lại nhìn về phía tay cô mang theo chai rượu đỏ kia, khẩn trương hỏi, đường tiểu thư cùng chai rượu kia ở trong xe rơi xuống biển. Thanh Bình vẫn như cũ cảm thấy trong đầu thiếu dưỡng khí, lại vẫn vừa thở hổn hển vừa gật đầu. Hai tròng mắt huyền thanh nhanh chóng lưu chuyển, vẻ mặt giống như hết sức kỳ lạ, rồi dáng vẻ chợt lóe lên như cuồng phong bạo vũ, đôi tay run rẩy lấy chai rượu trong tay Thanh Bình, trên mặt run run mang theo vài phần kích động cùng quỷ dị, nói thật sự là chai rượu đỏ này ai muốn đọc trước 100 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ gmail, tttukidmsa.gmail.com. Vâng, tôi xác định 100%, Thanh Bình nói xong, cả người cũng đã nằm trên thuyền, tiếp tục hít thở không khí trong lành trên mặt đất. Mỹ Linh lại một trận đau lòng, vừa bực mình vừa buồn cười quỷ gối trước mặt cô, trực tiếp nói, không có việc gì, không có việc gì. Thở từ từ thôi, đêm nay trở về tôi sẽ chăm sóc cô uyển thanh nhìn bộ dáng các cô hai mắt chấp chấp lưu chuyển biểu tình lạnh lẽo đem chai rượu kia trực tiếp ôm lấy nói chúng ta phải lập tức trở lại báo cáo chuyện này cho lão đại đã tìm được chai rượu chấm than ngoặc kép mỹ linh vừa vỗ người thanh bình vừa xoay người nhìn về phía bóng lưng uyển thanh đang nhanh chóng xoay người lập tức gật đầu nói vâng chấm than ngoặc kép một xe con màu đen ở trong cuồng phong bạo vũ chạy về phía trước uyển thanh cùng mỹ linh còn có Thanh Bình ba người đồng thời mệt mỏi ngồi phía sau xe, cùng nhau ôm chặt chai rượu kia, được vệ sĩ và đặc công bảo vệ, hướng tới bệnh viện gần khách sạn Á Châu chạy tới. Lãnh Mạc Hàn vô cùng khẩn trương đứng trước bậc thang bệnh viện, bước đi bước lại, nhớ lại chai rượu đỏ kia đã xuất hiện, anh không nhịn một trận kích động dâng trào. Vô số chiếc xe chậm rãi chạy vào trước đại sảnh của bệnh viện. Lãnh Mạc Hàn lập tức xoay người, nhìn cửa chiếc xe màu đen dẫn đầu mở ra, trên tay Uyển Thanh cầm một cái thùng màu đen, vui vẻ đi tới, nhìn về phía lãnh mạc hàn, rượu đỏ đã tìm được. Thanh Bình xả thân lấy được rượu, thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Lãnh mạc hàn một trận kích động nắm chặt thùng rượu màu đen, mở ra, kích động nhìn về phía chai rượu bên trong, sắc mặt lạnh lùng, hai tròng mắt nhanh chóng nổi lên sát khí nói chai rượu này là giả. Chấm than ngoặc kép. Vừa rồi Thanh Bình và Mỹ Linh đi cùng với Uyển Thanh lập tức giật mình, nhất là Thanh Bình, sau lưng của cô chợt lạnh, Khẩn Trương kêu lên, "Giả." "Sao có khả năng?" Uyển Thanh cũng vẻ mặt khiếp sợ xoay người, mang theo vài phần hoài nghi nhìn về phía Thanh Bình. Mỹ Linh cũng lập tức kinh ngạc nhìn về phía cô. Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngẩng đầu, giơ lên chai rượu trong nhãn hiệu Retro niên đại 17 năm mơ hồ nhìn không rõ, nhìn về phía Thanh Bình, ánh mắt sáng lên muốn nhìn thật kỹ, sâu xa nói: đây là hình dáng của nhãn hiệu Retro 17 năm, vừa rồi Khả Hinh đã nói với tôi, cô ấy đã động tay một chút vào nhãn hiệu của chai rượu, đã không còn như dáng vẻ ban đầu nữa. Chai rượu này là giả, chấm than ngoặc kép, nước mắt nhanh chóng chảy ra từ hốc mắt thanh bình, kêu khóc nói, không phải tôi, chương 910, cha xét. Bệnh viện, những bước chân vội vàng bước trên hành lang, có rất nhiều bác sĩ với y tá bước nhanh đến phòng cấp cứu, trang hạo nhiên bị đẩy phía trước, Tô Thủy Kỳ vội vàng theo sau, cúi đầu lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh còn có cả máu ở khóe miệng, hai mắt anh trao lại, đi theo cùng với xe đầy, nếu tay anh không giữ chặt ngực của Trang Hạo Nhiên thì theo kinh nghiệm nhiều năm của anh, e rằng đã khó giữ được tính mạng rồi. Trang Hạo Nhiên, đường khả hình nằm ở cái giường đầy khác, quay mặt sang, mặt tràn lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang hôn mê, lòng của cô lại bỗng nhiên đau đớn, nhìn thấy anh bị đẩy ra hướng khác, lại nghẹn ngào kêu nhỏ Trang Hạo Nhiên, chấm ngoặc kép, hai giường bệnh nhanh chóng bị tách ra. Tô Thủy Kỳ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình tâm như bị đâm chọc, khóc nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, cầu xin, cầu xin anh hãy cứu sống anh ấy. Em cầu xin anh, Tô Thủy Kỳ đứng ngoài phòng cấp cứu, xoay người, khẩn trương nhìn về phía đường khả hình. Viện trưởng lúc này tới nhanh chóng, tưởng thiên lỗi đã phân phó, ông ta mặc áo blau rồi cùng vài bác sĩ khác cùng đi vào phòng cấp cứu. Không cần, giám đốc trang, để tôi cứu. Chấm than ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ đột nhiên không hề tin tưởng người khác, mặt lạnh nói với viện trưởng cùng người khác, anh nhanh chóng cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc áo T-shirt màu trắng ngắn tay cùng cái quần màu đen, cứ như vậy mặt lạnh cùng với ba bác sĩ khác đi vào phòng cấp cứu. "Này, viện trưởng nhất thời giật mình nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi." Tưởng Thiên Lỗi hai mắt trợt lóe, cũng khẩn trương gật đầu, đáp ứng yêu cầu của Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ không nói hai lời, liền tự mình đi vào phòng của Trang Hạo Nhiên, bác sĩ khác cùng y tá cũng tức khắc đi vào theo, cửa phịch một tiếng đóng vào. Bên này bác sĩ cùng y tá nhanh chóng cấp cứu cho Đường Khả Hinh, cửa phịch một tiếng đóng vào, trong nháy mắt đèn đỏ sáng lên. Tưởng Thiên Lỗi cả người đứng giữa hai cánh cửa, lo lắng cho tình hình của hai người, phân phó cho Đông Anh báo tin cho hai vị chủ tịch về bệnh tình Trang Hạo Nhiên, Đông Anh gật đầu nhanh chóng rời đi, anh gọi Thẩm Quân dụ tới, chậm thanh hỏi, chuyện này Rốt cuộc gì sao, chuyện gì mà khiến cho một tổng giám đốc của hoàn cầu tự nguyện nhảy xuống biển. Thẩm quân dụ trầm mặc ngẩng đầu, liếc mắt lo lắng nhìn Tô Lạc Hoành cùng Lâm sở nhai, yếu ớt nói bởi vì một chai rượu đỏ. Tưởng thiên lỗi khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía thẩm quân dụ, vô ý thức hạ thấp giọng, hí mắt nói chúng ta chai rượu đỏ của hoàn cầu. Thẩm quân dụ khẽ gật đầu, sau đó sẽ yếu ớt nói không biết chuyện gì xảy ra, Chai rượu này lại ở trong tay Đường tiểu thư rồi bị người khác đuổi giết, xe bị rơi xuống biển, giám đốc trang vì cứu Đường tiểu thư nên đã nhảy xuống biển. Tưởng Thiên lỗi tức khắc xoay người, nóng mắt nhìn về phòng phía trước, không thể tin được vào chuyện này. Bệnh viện, bên trong phòng bệnh VIP sâu thẳm. 30 người mặc áo đen đứng ngoài phòng bệnh, hai mắt lộ ra thú tính, quan sát tình huống xung quanh, có rất nhiều người mặc áo đen ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, một số người đứng ở hành lang bệnh viện. Một số người đứng trước cửa phòng bệnh bảo vệ, đều nghe theo sự phân phó của Lãnh Mặc Hàn, ai dám xông vào phòng bệnh này thì giết không tha. Bên trong phòng bệnh, một mảnh yên tĩnh, thần bí có chút quỷ dị. Một chai rượu đỏ đặt trên bàn trà có vẻ u ám. Lãnh Mặc Hàn mặc màu sơ mi đen, quần màu đen, lạnh lùng ngồi ở trên sofa, hí mắt nhìn về phía người trước mặt, yếu ớt gọi, "Thanh Bình." Thanh Bình thần sắc run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu rơi lệ nhìn về phía lãnh mặc hàn, ủy khuất khó chịu kêu lên, lão đại. Anh không tin tôi sao? Thật không phải là tôi. Tôi theo ngài lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến phản bội. Tôi sẽ không động vào chai rượu đỏ kia, tuyệt đối sẽ không. Thật không phải là tôi. Thật không phải là tôi, tôi thể độc với trời, không phải tôi. Mỹ Linh nghe những lời của Thanh Bình, đứng ở một bên, cũng lặng yên rơi lệ uyển thanh cũng kích động nhìn về phía lãnh mặc hàn khẩn trương nói lão đại chuyện này tôi cảm thấy có chút kỳ quái tôi cũng cảm thấy không thể nào là thanh bình được sao có thể là cô ấy cô ấy phải liều mạng với cá mập mới mang chai rượu đỏ này về huống chi trước đó cô ấy còn cứu khả hinh và giám đốc trang khoảng thời gian này chai rượu đỏ kia hoàn toàn có thể bị người ta đánh cháo thanh bình nghe uyển thanh nói trong nháy mắt lại quỳ thẳng thân thể nước mắt chảy xuống nhìn về phía lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn mặt lạnh lẽo ngồi ở một bên, im lặng không lên tiếng. Bên trong tổ chức áo đen, nam trợ thủ đắc lực nhất của lãnh mặc hàn, Giang Thành, nhàn nhạt đứng ở một bên, nhìn thanh bình quỳ trên mặt đất khóc giống lên chảy nước mắt yếu ớt nói, khi rượu đỏ lên bờ, người tiếp xúc với nó cũng không chỉ có thanh bình. Mỹ Linh trong nháy mắt mặt lạnh nhìn về phía Giang Thành hỏi, anh có ý gì? Uyển Thanh cũng nhanh chóng xoay người, nhìn về phía giang thành cô biết anh ta vốn có tính cách cẩn thận kín đáo luôn làm người xung quanh hít thở không thông tức khắc nhìn anh ta nói lão đại lúc đó vì sợ rượu đỏ để ngửa ra cho nên phân phó ai cầm rượu đỏ thì phải cùng người khác đưa đến bệnh viện lúc đó tôi tiếp nhận rượu đỏ từ tay thanh bình nhưng phía sau có người đi theo nhìn chằm chằm nếu như anh hoài nghi tôi thì sẽ phải hoài nghi hết tất cả mọi người chúng ta cùng nhau trải qua nhiều hoạn nạn như vậy tốt nhất không nên chỉ điểm người khác vô lý như vậy điều đó làm tổn thương người khác. Giang Thành nghe lời này, liền đành phải trầm mặt đứng ở một bên không lên tiếng. Nữ trợ thủ đắc lực, Tiêu Yên, cũng đứng ở một bên, nghĩ chuyện này, mới yếu ớt nói, Uyển Thanh nói đúng, rượu đỏ rơi xuống biển, có đủ thời gian để bị đánh cháo. Thế nhưng giả dạ hành cũng đi tìm như chúng ta, nói cách khác, rượu đỏ khẳng định không phải ở trong tay của bọn họ, như vậy người đánh cháo rượu kia, có thể là ai? Có lẽ kẻ thứ ba giữa chúng ta với giả dạ hành lãnh mặc hàn tiếp tục trầm mặc không lên tiếng tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến thẩm quân dụ dẫn thuộc hạ từng bước đi một vòng bệnh viện đến phòng bệnh vip hai mắt lóe ra vẻ cường thế cất bước đi về phía trước một đám thuộc hạ đi theo phía sau thật không phải là tôi lão đại ngài tin tôi đi tôi coi như là ăn mật gấu cũng tuyệt đối không dám đánh cháo chai rượu đỏ kia thanh bình lại quỳ lên phía trước nhìn về phía lãnh mặc hàn khóc lên Lãnh mặc hàn vẫn như cũ băng lãnh ngồi ở trên sofa, im lặng không lên tiếng nhìn Thanh Bình, đang suy nghĩ lời của cô ấy, rốt cuộc có vài phần tin. Thật không phải là tôi. Chấm than ngoặc kép, Thanh Bình lại một trận khóc giống lên chảy nước mắt, sợ đến hoảng hốt, kinh hoàng, trên cái thế giới này ai cô cũng không sợ, cô chỉ sợ duy nhất lãnh mặc hàn. Mỹ Linh cũng nhanh chóng nhìn về phía lãnh mặc hàn, khóc nói, lão đại. Tin chúng tôi đi, chúng tôi ra sống vào chết lâu như vậy, thực sự không thể nào là cô ấy. Tôi bảo đảm, lãnh mặc hàn trầm mặt suy nghĩ nhìn về phía cô ấy. Mỹ Linh tâm phát lạnh. Tiêu Yên nhìn về phía Mỹ Linh, đột nhiên cười lạnh nói cô bảo đảm. Cô lấy cái gì để bảo đảm, chính cô cũng khó bảo toàn cho bản thân. Đây chính chai rượu đỏ quan trọng, vì nó, bao nhiêu anh em chúng ta đã phải chết. Cô bảo đảm được sao? Mỹ Linh nghe lời này, tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Yên, tức giận kêu lên, hôm nay, các người hợp lại đấu với ba người chúng tôi. Có ý gì, chúng tôi vì lão đại bỏ ra nhiều công lao, chưa đến phiên các người lên tiếng. Sao, tiêu yên sắc bén, cười rộ lên, nắm tay nhìn về phía Mỹ Linh, nói ý của cô là, cô có nhiều công lao hơn tôi sao? Được rồi, lãnh mặc hàn lãnh đạm nới, vừa muốn ngăn cản bọn họ nói chuyện, lại nghe thấy có người mở cửa, mặt anh trầm xuống. Vào đi, Uyển Thanh nhanh chóng xoay người, khẩn trương nói một người mặc áo đen đi vào nhìn về phía uyển thanh nhanh chóng nói phó giám đốc thẩm qua đây muốn hỏi chuyện liên quan trực tiếp đến rượu đỏ uyển thanh có chút kinh ngạc xoay người nhìn về phía lãnh mặc hàn lãnh mặc hàn hai mắt lóe lên do so dự một lát mới yếu ớt nói cho anh ta vào vâng người mặc áo đen chậm rãi lui ra ngoài không bao lâu lại truyền đến tiếng bước chân thẩm quân dụ rốt cuộc mặc âu phục màu xám áo mũ chỉnh tề dẫn hai hộ vệ đi vào phòng bệnh liếc mắt thấy Thanh Bình đang quỳ khóc trên mặt đất, chai rượu kia đang được đặt trên bàn trà. PS, ai muốn đọc trước 100 chương giá rẻ ủng hộ đường sữa dịch giả thì hãy liên hệ gmail, tttukidmsa.gmail.com Lãnh mặc hàn nhìn hắn, bình tĩnh đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía thẩm quân dụ, lộ mấy phần tôn trọng gọi, phó giám đốc trầm. Thẩm quân dụ đầu tiên là lại liếc mắt nhìn chai rượu đỏ kia, lại yếu ớt quay đầu, nhìn lãnh mặc hàn nói tổng giám đốc tưởng bảo tôi qua đây muốn tìm hiểu về chuyện liên quan đến chai rượu muốn biết chai rượu đỏ này liên quan tới tập đoàn hoàn cầu tổng giám đốc tưởng và tổng giám đốc trang là hai người có quyền hành nhất phó giám đốc lãnh một mình mang chai rượu đến đây phá án e rằng không thỏa đáng lắm lãnh mặc hàn nghe lời này liền nhàn nhạt xoay người cầm chai rượu đỏ kia không quan tâm đưa tới trước mặt thẩm quân dụ yếu ớt nói vậy mời phó giám đốc trầm hãy mang chai rượu đỏ này đi nếu như anh xác định được chai rượu này là thật, tôi đỡ phải có trách nhiệm càng thanh nhàn. Thẩm quân dụ nhíu chặt mi tâm, nhìn về phía anh hỏi có ý gì. Lãnh mặc hàn yên lặng, nhìn anh ta, nói, rượu đỏ này bị đánh cháo. Thẩm quân dụ tức khắc hai mắt chợt lóe lên, vô ý thức ngưng tụ khí thế, quay đầu nhìn về phía thanh bình đang quỳ trên mặt đất. Thật không phải là tôi, thật không phải là tôi, tôi thề, tôi thề độc, thanh bình khóc một chút, quy khuất kêu lên, tôi đã liều mạng cướp chai này rượu đỏ này về. tôi thể độc, nếu như là tôi làm thì xét đánh chết tôi. lãnh mặc hàn nặng thở dốc, trầm mặt nhíu mày không vui liếc nhìn cô một cái. thẩm quân dụ cũng nhăn chặt mi tâm, anh ta có năng lực thôi nguyên, nhìn về phía thanh bình khóc, quỳ trên mặt đất trông rất hủy khuất. anh đứng đây đã lâu. lãnh mặc hàn nhìn về phía anh, còn mang theo vài phần xin lỗi, trầm giọng nói chuyện này, mặc dù là chuyện của hoàn cầu thế nhưng rượu đỏ lại ở trong tay tôi, coi như là chuyện của chúng tôi, mong phó giám đốc thẩm cho tôi chút thời gian, tôi nhất định cho tổng giám đốc tưởng và những người khác một câu trả lời thỏa đáng. Thẩm quân dụ vẫn như nhìn thật sâu về phía Thanh Bình, đưa mắt nhìn thật lâu, liền trầm mặc xoay người đi. Lãnh mạc hàn cũng yếu ớt đi theo ra ngoài, trước khi rời đi, tuy có nghi hoặc cùng không đành lòng, nhưng vẫn là trầm lãnh cắn chặt, vô tình nói cha xét cho tôi. Vâng. Tiêu Yên cùng Giang Thành xưa nay cha xét người là hạng nhất. Thanh Bình phía sau lưng lạnh lẽo, trong nháy mắt ngẩng đầu, chừng hai mắt đẫm lệ nhìn về phía lãnh mặc Hàn, lại thương tâm, sợ hãi kêu lên: Lão đại, thật không phải là tôi. Chấm than ngoặc kép. Mỹ Linh muốn sông lên, một người mặc áo đen nhanh chóng giơ chân lên đạp vào ngực cô. Phanh, Mỹ Linh cả người bay thẳng ra ngoài cửa phòng bệnh, thân thể đập trúng cửa, miệng phun máu tươi một trận thống khổ cùng phẫn hận ngẩng đầu, nhìn về phía tiêu yên. Tiêu yên mặt băng lãnh, âm trầm nhìn cô. Lãnh mặc hàn cùng thẩm quân dụ đồng thời hơi đổi tư thế, liếc mắt nhìn, trầm mặc quay đi. Huyền thanh lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, nghe thanh bình ở bên trong khóc thống khổ, hai mắt cô ứ nước mắt, bàn tay nắm chặt vào, gân xanh nổi lên. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 910